Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Hai số hotline em để ở hai góc dưới màn hình, các bác có thể xem tham khảo và đặt mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho các bác đó là cái bơm đạp chân nhá. Lên cho em là bơm này là bơm đạp chân. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000. Đấy, hôm nay thì em sẽ về cho các bác cái ra mã này giá sẽ là 95.000 nhá. 95k cho nó khỏi bị nhầm tên. Đó, lên cho em là bơm đạp chân này. Bơm đạp chân nhá. Đạp chân giá của nó sẽ là 95k này. 95k con bơm đạp chân như này. Đó. Đây. Con này thì các bác dùng để mình đặt chân lên mình đạp như này nhá. Đặt chân lên mình đạp như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai ti như này, có cho các bác là các cái phần kết nối này. Đấy, các phần kết nối ở đây. Đấy, dây giếc của nó cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là bơm đạp chân. Con này giá sẽ là 95.000 nhá, 95.000. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Có đồng hồ báo hơi cực kỳ là khỏe nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái con bơm 1 ti nhá. Con này thì các bác lên cho em là bơm 1 ti. Giá của nó sẽ là 100.000. Hàng của nó thì chất liệu bằng thép hết nhá, khung xương bằng thép. Cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Daisen của Nhật này. Đấy, của thương hiệu Dailysen của Nhật nhá. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dây của nó sẽ là dây vải như này các bác này. Dây vải như này. Đấy, dây vải, dây bọc vải nhá. Đấy, và có các cái đầu kết nối đầy đủ này. Bơm phao bơm bóng ok. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 thôi. Đấy, cũng có đồng hồ báo này. Bơm thì cực kỳ là ngon luôn. Dây của nó là dây bọc vải như này. Tiếp theo thì em lên cho bác con bơm 2 ti nhá. Các bác lên cho em là bơm 2 ti. Con này sẽ là 230.000. Hàng của thương hiệu Santalay này, Made in Japan này. Con này thì nó sẽ là bơm 2 ti. Đấy, bên em sẽ có là bơm đạp chân, bơm 1 ti và bơm 2 ti. Đó, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Con 2 ti này thì sẽ là 230.000. Và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Con này 2 ti, khung xương cực kỳ chắc chắn luôn. Cân hơi của nó lên tối đa là 10 cân. 10 cân con này các bác có thể bơm ô tô thoải mái nhá. Đấy, còn con này thì cân hơi của nó là 7 cân nhá. Con này thì của nó sẽ là được 7 cân hơi. Đó. Còn con này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút, thì con này bơm cân hơi của nó thì nó sẽ được là đi đây. Con này thì nó sẽ là đi 6 cân nhá, 6 cân. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông cửa nhá. Thì các bác chỉ cần là cắm cái phần này vào điện lưới này. Sau đó thì các bác bấm chuông thôi. Chuông này thì mình để trong nhà này. Còn cái này các bác cắm vào điện lưới cho em. Đấy là nó sẽ kêu. Đây em sẽ cắm thử cho các bác xem. Con chuông cửa này thì sẽ là 145.000 nhá. Cắm cái này vào phần điện cho em này. Đấy. Cắm phần điện trong nhà. Còn cái chuông này thì các bác dán ra ngoài cổng cho em nhá. Dán ra ngoài cổng nhá. Có cả miếng dán đi kèm rồi. Các bác dán ra ngoài cổng cho em. Khách đến họ bấm chuông này. Đó nó kêu này. Đấy thì cái này ngoài tính năng là ứng dụng làm chuông cổng thì các bác có thể để làm chuông gọi người nhá. Ví dụ như nhà mình có người già này. Đấy, người già hoặc người ốm đau thì các bác cứ dán, cứ cắm cái này vào ổ điện ở giữa nhà cho em. Đấy, còn ví dụ người già ở đầu giường thì các bác để cái này ở đầu giường. Bấm phát này là nó kêu là người nhà mình sẽ biết nhá. Lên cho em là chuông cổng nhá, giá sẽ là 145.000 này. 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Một lọ này thì các bác có thể dùng được là nếu mà nữ thì từ nữ thì sẽ là từ 4 đến 6 lần và nam thì từ 7 đến 10 lần. Đấy, một lọ như này. Và có sẵn lược cho các bác luôn, có sẵn lược nhá. Đấy, có sẵn lược này về nhà các bác chỉ việc là trải vào là xong. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì hợp lý nhá, 280.000. 280.000. Lên tem là dầu gội phủ bạc nhá. Chất liệu của nó thì là bằng hương liệu tự nhiên, dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng cực kỳ an toàn. Hàng nội địa của Nhật này, Made in Japan này. Đó, dầu gội phù bạc đây. Đấy, tất cả đều là bằng các loại hương liệu tự nhiên này. Đấy, có cả nhân sâm các thứ đây này các bác này. Đó, về nhà các bác cho tiếng Việt và các bác dịch cho nhá. Đó, giá sẽ là 280.000. Tiếp theo thì sẽ là một con máy vắt cam, 190.000. Con này thì rất là tiện rồi, các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em này. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 này. Ấn này nó chạy này. Đấy, ấn này nó chạy này. Các bác hình dung cái tay em là quả cam này. Ấn vào đây. Đấy. Và con này có cả đảo chiều luôn nhá. Có đảo chiều này. Đấy. Cứ ấn này là, ấn này nó sẽ đảo chiều này. Vắt cam cực kỳ sạch luôn. Đó. Máy vắt cam nhá. Và nước nó sẽ đọng ở đây 700 ml. Máy vắt cam giá sẽ là 190.000 này. Ngoài ra thì bên em có cái vắt bằng tay là 50.000. Cái này thì nó vắt bằng tay. Đấy, hàng bằng thép không gỉ nhá. Đây. Bằng tay, cái này bằng tay rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần đưa quả cam ở đây vắt. Đây, nước nó sẽ chảy đến đây. Và rác rưởi là nó sẽ đọng ở đây. Máy vắt cam giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn chớp nhá. Đấy, đèn chớp, đèn nháy. Con này thì lên cho em là đèn chớp. Cắm điện thì các bác cắm bên hông này. Đây, cắm cho em bên hông này các bác này. Con đèn chớp này thì là 340.000. Cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đó. Cắm trực tiếp điện 220 là mình sử dụng thôi. Dòng này nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là
cực kỳ là đa di năng luôn các bạn. Đấy, cực kỳ đa di năng, dùng rất là thích các bạn. Đây, cắm trực tiếp điện này. Đấy. Hàng siêu đẹp luôn các bạn này. Đó, siêu đẹp luôn. Đây. Đấy. Và các bác cứ mình cứ dùng này thôi. Đó, cứ dùng này thôi cho em nhá. Đấy. Ở đây thì nó rất là nhiều chế độ này. Rất nhiều chế độ luôn. Đấy, nó rất nhiều chế độ như này các bạn này. Và nó có cả nháy theo nhạc luôn nhá. Đấy, đây. Các bác nghe cái tiếng nó nháy này. Đấy, đây. Nháy theo nhạc luôn này, các bác thấy không? Đó. Nháy theo nhạc luôn, rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Thì con này giá của nó sẽ là đi giá của nó sẽ là đi 340.000 nhá. Lên cho em là đèn chớp nhá. Đèn chớp giá của nó sẽ là 340.000. Đó, đây. Rất là đẹp các bác này. Đây. Đấy, em dọi lên tường cho các bác xem này. Đây. Rất nhiều kiểu dáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Rất nhiều kiểu nháy luôn nhá. Đó. Tắt điện đi thì tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đây. Tắt điện đi thì rất là đẹp luôn đây các bạn này. Đấy. Và có nháy theo nhạc luôn nhá, có nháy theo nhạc luôn. Đây. Các bạn thấy không? Đây. Đấy. Đẹp chưa? Đấy, rất đẹp luôn các bạn này. Hoa văn của nó rất là đẹp luôn, rất nhiều mẫu hoa văn nhá. Nháy theo nhạc luôn. Đó. Đây em nói nhanh nó nháy nhanh này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Con này thì 340.000 nhá. Có sẵn nguồn rồi, về nhà các bác chỉ cần là sử dụng thôi. Rất tiện này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái một cái Âu như này các bạn này. Đấy, các bác lên cho em đó là sản phẩm này nó sẽ là Âu tròn nhá. Đấy, lên cho em là đây. Nó sẽ là một cái con này thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Đó. Đây. Hàng thì nó sẽ là hàng của Việt Nhật này. Đấy, chuyên đựng thực phẩm rất là ngon luôn. Đó. Đây. Các bác lên cho em là set 3 hộp nhựa nhé, 3 hộp nhựa, nó bằng nhựa như này và nó sẽ là 3 hộp. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 hộp đều có nắp đậy hết nhá. Nhựa này của nó là nhựa chuyên để đựng thực phẩm nhá, cho nên các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đó, đây, hàng của thương hiệu Hokori. Đó, nhựa này nó sẽ là nhựa tiêu chuẩn để đựng thực phẩm nhá. Đó, và nó sẽ có cho các bác là 3 cái ô như này. Đó, ô nào ô đấy đều có nắp đậy hết. 55.000 nhá, 55.000 cho bộ 3 ô tròn như này. Đấy, 3 ô tròn và có Âu chữ Nhật luôn. Lên cho em là set 3 hộp nhựa nhá. Đấy. Lên cho em đó sẽ là set 3 hộp nhựa này. Đấy. Set 3 hộp nhựa nhá. Set 3 hộp này. 3 hộp nhựa, giá của nó sẽ là 55k nhá. Đấy, thì nó sẽ có hình tròn và hình chữ Nhật nhá. Đấy, đều là 3 hộp hết nhá. Đều 3 hộp hết. Có hình tròn và hình chữ Nhật như này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Kích thước của nó thì cái hình chữ Nhật này thì dài là trên 20. Rộng vào khoảng 15 đến 18 nhá. Còn con này thì nó sẽ vào khoảng là 20. Đó, thì kích thước của nó là như vậy. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Đây, hộp đựng thực phẩm này. Đấy. Thì nó lên cho em là set 3 hộp nhựa nhá. Set 3 hộp nhựa 55.000. Nó sẽ có hộp tròn và hộp chữ Nhật như này nhá. Các bác lấy muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đó. Chữ Nhật thì cũng rất là đẹp luôn. Nắp của nó là nó sẽ là một cái dòng nắp nhựa như này. Nắp nhựa rất là mềm luôn. Thì các bác dùng nó rất là thích này. Đấy, và rất là khít luôn. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, để trong tủ lạnh này. Đấy, đồ để đựng rau dợ, rau củ quả để tủ lạnh chồng với nhau cũng rất là ok. Đây các bạn này, đây ứng dụng của nó này, nó đựng này, 3 cái nó chồng với nhau này, rất là đẹp luôn nhá. Đó, rất tiện ích luôn, như lạnh thế này, 3 cái chồng với nhau như này, giá sẽ là đi 55.000 thôi. Lên cho em là set 3 hộp nhựa nhá, set 3 hộp nhựa. Tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ lính nhá, mũ lính 170.000 cho một con mũ lính như này, 170.000. Hàng này thì đây em test cho các bác xem này, đập thoải mái luôn nhá, đập thoải mái luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi, mũ lính 170.000 nhá. Con này thì các bác dùng để mình sử dụng khi mà mình đi xe máy thì biết đều ok hết, tại vì là nó có sẵn lót nhựa đây rồi, cực kỳ là lót xốp đây rồi, cực kỳ an toàn luôn. Mũ lính giá sẽ là 170.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mẫu mũ cối rất là đẹp luôn nhá, mũ cối này. Hàng này thì nó sẽ là tuổi đời của nó tương đối lâu đời rồi, 1966 nhá, công ty này của nó khá lâu đời luôn. Mũ dành cho quân đội này, đấy, mũ dành cho quân đội như này. Rất chất lượng cho bác luôn, tuổi đời lâu đời rồi. Hàng thì chất của nó là chất fit, cực kỳ là chắc chắn luôn. Giá sẽ là 130.000 nhá. Lên cho em là mũ cối này. Mũ cối giá sẽ là 130.000 cho con mũ cối như này. Chất liệu của nó thì bằng fit, cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Chắc lắm các bạn. Đấy, dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là mũ cối 130.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm nước nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm nước màu bạc như này. Đấy, lên cho em là kìm nước nhá. Giá của nó sẽ là 55k. 55.000 cho con kìm nước như này nhá. 55.000 cho một con kìm nước như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cân
cân treo nhé, thì em có hai mẫu cân treo vuông và cân treo dài đấy. Con này thì về nhà các bác lắp pin nhá. Đấy, cân treo này thì lên cho em là cân treo vuông này, cân treo vuông như này. Con này thì nó cũng cân tối đa là được từ 50 cân. Tối đa là 50 cân. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Con này là 90.000. Ngoài ra thì bên em có con cân treo dài như này. Con cân treo dài này thì giá của nó sẽ là đi 70.000. 70.000 cho con cân treo dài như này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đều là dòng cân treo, các bác có thể sử dụng đa di năng để mình gọi là cân đồ này, hoặc là các bác có thể là đi du lịch này, hoặc là đi đâu đó mình sử dụng cũng rất là ok luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là cân treo cầm tay này các bác này, cầm tay như này. Đó, cầm tay này và có sẵn pin hết nhá, có sẵn pin. Về nhà các bác lắp và là mình sử dụng thôi. Con này thì sẽ là 70.000. Còn con này thì sẽ là 90.000 nhá. Đấy, con này sẽ là 90.000 cho con cân treo này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy, có mẫu 70.000, mẫu 90.000. Đấy, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái lô kính này. Thì đầu tiên em về cho các bác đó là cái mẫu kính kính râm các bác nhá. Đây, kính râm, hàng siêu chất cho các bác luôn. Đấy, hàng siêu chất nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng Nhật chất lượng cao cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ có kèm cho các bác một cái hộp như này nhá, một cái hộp nhựa như này để các bác bỏ vào để mình đi khi mà mình không dùng nữa nó chống xước cho các bác này. Đấy. Đây. Cực kỳ là ngon luôn nhá các bác nhá, cực kỳ là ngon luôn. Mẫu này nó sẽ là mẫu kính râm các bác nhá, mẫu kính râm các bạn. Đó, mẫu kính râm. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, khi mà các bác đeo bình thường thì nó sẽ bình thường như này, và khi mà các bác đeo ra trời nắng thì kính nó sẽ tự râm lại cho các bác nhá. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, gọng ghiếc cực kỳ là ngon luôn. Mẫu kính cực kỳ là chất nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con mẫu kính râm như này. Đấy, mẫu kính râm. Lên mã giúp cho em đó là kính râm nhá. Giá sẽ là 100.000 một chiếc này. Gọng ghiếc của nó cực kỳ là ngon luôn, chất kính ghiếc cực kỳ là ngon. Và nó sẽ có cho các bác là cả cái hộp đựng như này nhá, cái hộp đựng như này luôn. Đấy, cả hộp đựng như này, tha hồ thoải mái để các bác sử dụng, cực kỳ là tiện dụng và an toàn luôn nhá, tiện dụng an toàn luôn. Đấy, các bác có thể bỏ vào đây cho em, rất là tiện luôn nhá, rất tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là kính râm nhá, giá của nó sẽ là 100k cho con kính râm như này nhá, 100k. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái mẫu kính lão nhá, kính lão này. Đó, kính lão thì bên em có hai mẫu, đó là một là kính lão thường, hai là kính lão gấp nhá. Đấy, kính lão thường thì giá của nó sẽ là 80k một chiếc thôi, 80.000 một chiếc. Đó, nó sẽ có là độ từ 1 đến 4 nhá. Độ thì từ 1 đến 4. Mặt của nó là mặt kính nhá, chứ không phải là mặt bằng meca đâu, mặt của nó là mặt kính nhá. Kính lão thường thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho cái kính lão thường như này. Đấy, lên cho em là kính lão thường giá sẽ là 80k. Đó, hàng thì là sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Kính lão thường giá sẽ là 80.000 cho con kính lão thường như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô đó là cái kính lão gấp nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là đựng trong một cái bao da như này và có thể gấp gọn được nhá. Đấy, con gấp gọn này thì giá của nó sẽ là 100.000. 100.000 cho cái kính gấp gọn như này. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ gấp gọn được này. Gấp gọn được thì nó sẽ rất là tiện. Con gấp này thì các bác có thể dùng để mình mặc bỏ túi cái thứ thì nó rất là gọn này. Mặt của nó đều là mặt kính hết nhá, mặt đều là mặt kính hết. Đấy, và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể gấp gọn được như này. Gấp gọn này rất là gọn luôn, nó chỉ to hơn ngón tay cái một tí này. Đấy, và nó sẽ là đựng trong một cái túi nhá. Đấy, cũng đựng trong một cái túi luôn. Đó, đựng trong một cái túi da như này. Đấy, đựng trong cái túi da như này thì rất là gọn này. Đấy, thì các bác có thể là bỏ trong túi này, trong ba lô này. Đấy, rất là tiện luôn, hoặc có thể đeo vào thắt lưng này. Lên cho em là kính lão gấp nhá, kính lão gấp. Đấy, giá sẽ là 100k, 100k cho con kính lão gấp như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái võng xếp nhá, võng xếp. Giá sẽ là 120.000 cho con võng xếp như này. Lên cho là võng xếp này. Đấy. Giá sẽ là 120k. Ở đây thì nó sẽ có một cái đai thép siêu to luôn. Đai thép siêu to siêu cứng như này. Thì khi mà các bác dùng ấy thì là nó sẽ không bị võng, không bị gập vào. Và khi mình nằm thì rất là thoải mái luôn. Khi mình nằm thì rất là thoải mái nhá. Lên cho em là võng xếp nhá. Giá sẽ là 120.000. 120.000 cho con võng xếp như này. Hàng thì siêu chất lượng cho các bác luôn. Võng xếp này, 120.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là hai cái mẫu nước hoa nhá, nước hoa Chanel và Gucci.
giá đều là 120k hết, 120.000. Dung tích của nó là 100ml nhá, 100ml nước hoa. Con Chanel này, con Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh này, made in UK này. Đó. Còn con Chanel này thì hàng của Pháp này, made in Fancy nhá. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đó, nam nữ đều dùng được cả, 120.000 cho một lọ nước hoa như này. Tiếp theo là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn thì sẽ là 30.000 cho một chai. Đó, 30.000 một chai. Ở đây thì combo cho các bác bao gồm là các cái đầu bấc như này để các bác cắm vào này. Các đầu bấc cắm vào này. Đấy, và một chai nước hoa như này. Một chai nước hoa như này nhá, rất là thơm luôn. Các bác có để thể để phòng ngủ, phòng ăn này, khách sạn này, đấy, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được. Đấy, nó sẽ là chai thủy tinh, dùng cực kỳ là ngon luôn. Giá thì sẽ là 30.000 cho một chai nước hoa khách sạn như này, 30k nhá. Đấy, hotel này, bên Nhật nó chuyên dùng cho khách sạn, nhà hàng, rất là thơm luôn. Tiếp theo thì sẽ là một cái sản phẩm, đó là cái bộ nước hoa Dubai này. Giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một cái hộp nước hoa Dubai như này. Đấy, made in Dubai bao gồm là 1 2 3 4 5, nó chỉ bằng ngón tay cái thôi. Nó là dòng nước hoa chiết nhá. Nước hoa chiết Dubai, giá sẽ là 60.000 cho 5 lọ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con đèn thờ nhá. Đấy, đèn thờ. Đây nó sẽ là một con đèn như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Nó có lô thì nó về màu đỏ, có lô thì nó sẽ là về màu màu đậm như này. Đấy. Khi các bác sử dụng thì chỉ cần bật cho em cái công tắc này lên này. Đấy, sau đó thì mình gõ này là nó sẽ sáng này, hoặc là các bác có thể thổi nhá, gõ hoặc là thổi, thổi cũng được. Đấy. Đấy, tùy theo, mình thích gõ thì gõ mà thổi thì thổi. Đó. Rất là sáng luôn, có cả điều chỉnh chiết áp như này nhá, sạc pin nhá. Giá sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Đó. Đèn thần tài. Tiếp theo thì sẽ là một con bình 20. Con này dung tích của nó là 2 lít, các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc thôi. Con này thì chỉ để đựng nước lọc thôi nhá. Đấy, con này các bác chuyên dùng để đựng nước lọc cho em, tại vì con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bằng inox 304 và đựng nước lọc, nước nóng đều được nhưng mà không giữ nhiệt nhá. Bình 20 dung tích là 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k nhá, 80.000 thôi. 80.000 cho con bình 20 như này. Dung tích 2 lít cả vỏ, inox 304 sáng bóng đẹp. Đó, dùng để đựng nước lọc uống rất tiện, tiện ích luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa Đức nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái ổ khóa Đức như này. Bao gồm cho các bác là 4 chìa, hàng made in Germany. Đấy, made in Germany, hàng của Đức. 4 chìa như này rất là to luôn này. Đấy, to gần bằng ngón tay cái như này. Đấy, và chống trộm, chống cắt nhá. Chống cắt này. Đấy, khóa không thể đưa vào được này. Đấy, khi bác khóa thì khóa quay chiều này vào trong cho em. 4 chìa luôn. Các bác có thể dùng cho cả gia đình luôn, 4 chìa. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000. Lên mã cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm Đức, khóa Đức. Khóa Đức 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái ổ củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000. Củ sạc đa năng như này bao gồm cho các bác là hai củ, hai đầu USB, hai đầu Type C và có một củ, có một chân sẵn rồi. Đấy, về các bác có thể cắm trực tiếp cái này vào chân Type C cho em luôn, rất là tiện luôn. Đó. Và dây dài khoảng là trên 1 mét nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80.000 cho con củ sạc đa năng như này, 80k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là một cái con đèn ngón tay nhá, nó to bằng ngón tay như này, lên cho em là đèn ngón tay này. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác, giá chỉ có 40k thôi, đèn ngón tay, siêu sáng luôn. Đó. Công tắc của nó thì nó sẽ là ở đằng sau đít như này. Đấy, bật lên này, rất sáng luôn các bác nhá. Rất sáng luôn. Đấy, sáng mạnh sáng vừa, có cả đèn sáng bên hông này, rất là tiện ích luôn. Đó, thấy không? Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. 40.000, lên cho em là đèn ngón tay nhá, có cáp sạc luôn. Hàng này hàng của quân đội, cực kỳ là tiện ích luôn. 40.000 cho con đèn ngón tay như này. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đó, các bác thấy không? Đây là các cái mẫu đèn LED của bên em này. Đèn lồng thì nay bên mẫu về hai shop, hai mẫu này, một mẫu 50 và một mẫu 80 nhá. Mẫu 50 thì giá là 250. Giá siêu hạt rẻ luôn, 250.000 bao ship. Còn mẫu 80 thì giá sẽ là 290.000 nhá. Đối với mẫu đèn lồng này. Tiếp theo là LED pháo hoa này. LED pháo hoa thì sẽ là 140.000, đúng không? 140.000 cho mẫu LED pháo hoa này. Đó, mẫu LED ngọc này, LED ngọc đây. LED ngọc thì sẽ là đi có loại 10m là 80.000 và 20m là 120 nhá. Đó, bảo ghi lên cao. Em sẽ đi chi tiết từng mẫu một nhá. Mẫu này mẫu sẽ là mẫu đèn xoay này. Đó, mẫu đèn xoay này thì có sẵn đèn kèm với đuôi luôn và nó sẽ xoay liên tục như này. Các bác cứ cắm điện vào nó xoay nhá. Đó. Bật điện cho anh đi. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ lung linh luôn. Đây cơ mà. Đó, đây các bác này. Đó thì em sẽ bật điện lên và đi chi tiết cho các bác từng mẫu một, bật hết lên. Đó. Đây. Đấy, các bác thấy không? Không gian cực kỳ là hoành tráng luôn nhá. Đó. Đây, đầu tiên nó sẽ là mẫu đèn lồng này. Mẫu đèn lồng thì đang review trực tiếp cho các bác này rồi. Đó. Mẫu này là mẫu chữ tiếng Việt nhá, mẫu chữ tiếng Việt phục vụ cho người Việt mình.
Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật và phục vụ cho người Việt mình cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Phúc lộc thọ này, vạn sự như ý này, chúc mừng năm mới này, tấn tài tấn lộc này. Đó. Các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đó. Giá thì sẽ là con đèn lồng 80 này thì giá sẽ là 290 nhá. 80 này sẽ là 290.000 các bác nhá. 290.000 bao ship dặn tận nhà cho các bác luôn. Các bác cứ lắp đặt bình thường, lỗi bên em sẽ đổi mới cho các bác yên tâm sử dụng này. Tiếp theo là mẫu nhỏ 50 này. Mẫu nhỏ 50 này thì giá chỉ có 250.000 thôi. 250.000 cho cái mẫu nhỏ 50 này các bác nhá. Đó, 250.000. Đây, lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi, các bác có thể lên TikTok các bác gõ là cách lắp đèn lồng nhá. Cách lắp đèn lồng rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ hoành tráng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá siêu tốt cho các bác rồi, giá siêu tốt cho các bác rồi. Mẫu đèn lồng siêu đẹp luôn các bác nhá. Mẫu đèn lồng này thì bên em về nó sẽ có hai mẫu như này nhá, một mẫu 50 là 250 và mẫu 80 là 290 này. Đó, đó sẽ là mẫu đèn lồng của bên shop này. Tiếp theo thì mẫu bông lúa này, các bác lên cho em là bông lúa vàng nhá, bông lúa vàng. Một bó này của nó sẽ là có 10 bông, một bó này sẽ có 10 bông nhá. Đó, đây em đang cắm là hai bó này. Mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Đây, mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 thì cái mẫu bông lúa vàng như này. 130k. Một bó này nó sẽ có 10 cành nhỏ nhá, 10 cành nhỏ. Chiều cao của nó thì từ 6 đến 70 cm. Đây. Đấy, một cành nhỏ của nó như này các bác này, một cành nhỏ như này. Đó, rất đẹp luôn các bác nhá, 10 cành nhỏ này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái led kim cương các bác này. Đây. Đây nó sẽ là cái led kim cương này. Đây. Led kim cương như này. Đó. Thì con này thì cắm trực tiếp điện luôn. Nó sẽ là dòng là từ 3 đến 50 mét nhá, từ 3 đến 50 mét như này. Có điều khiển này, đó. Led kim cương. Lên cho em là led kim cương nhá. Đó, led kim cương. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi các bác lên cho em là led kim cương 70.000 nhá. Đấy, led kim cương 70.000 cái led kim cương như này thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì led pháo hoa thì các bác đã trông thấy rồi. Led pháo hoa là 140.000 nhá. 140.000. Đó. Led pháo hoa 140.000 cái led pháo hoa như này. Rất đẹp luôn. Nhiều chế độ nháy, nhiều màu sắc nha, đa màu sắc, có điều khiển để các bác điều chỉnh này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là cái bóng xoay nhá, bóng xoay. Con này thì sẽ là 60.000 thì cái bóng xoay như này. 60k thì cái bóng xoay như này nhá. Giá sẽ là 60.000, có sẵn cả ấy luôn, có sẵn cả công tắc này. Đấy, công tắc tắt bật này. Các bác không dùng thì mình có thể tắt đi bật lên này. Đấy, có công tắc tắt bật này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là cả đuôi cả công tắc tắt bật và cả đèn như này nhá. Cả đuôi cả đèn công tắc tắt bật lên cho em đèn xoay 60.000 này. Tiếp theo là cái led ngọc này. Led ngọc này thì các bác có thể sử dụng ngoài trời hoặc trong nhà đều được hết nhá. Trong trong nhà hoặc ngoài trời đều được hết nhá. Đấy, nó là sẽ sợi led ngọc như này. Các bác có thể ném xuống nước cũng ok. Đấy, cái này thì nó không có chân, không có ổ cắm đâu. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện thoại nhà mình thôi. Đó, và nó chỉ có chân USB này thôi nhá. Chân cắm USB này về cắm vào cái cục nguồn nhà mình. Đấy, và cái led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi, còn nó không có củ nhá. Đấy, không có củ. Cái led ngọc này thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 10 mét là 80.000 và 20 mét là 120.000 nhá. Đây, như cái quận này là 10 mét này, 10 mét thì 80.000 và các bác muốn lấy gấp đôi thì nó sẽ là 20 mét là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mẫu nháy năng lượng. Các bác lên mã giúp cho em là nháy năng lượng nhá. Đây, nháy năng lượng như này các bác này. Đó, nháy năng lượng 120.000, nó sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, ở đây có cái nút nguồn đây, các bác bật nguồn lên cho em này. Đó, bật nguồn là nó sẽ lên. Đấy, đây đèn nó đã lên rồi các bác này. Đèn lên này. Sau đó thì Phương ơi. Giờ cô giao anh tí, đèn lên như này. Và các bác có thể điều chỉnh ở đây nhá. Đây nó sẽ có một nút nguồn và một cái nút điều chỉnh chế độ nháy này. Lưu ý các bác khi sử dụng con này ấy thì các bác phải nếu ban test ban ngày thì các bác phải che cái mặt pin đi cho em. Đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Đó, rất sáng và rất nhiều chế độ nháy luôn. Đó thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là đa màu sắc và một mẫu là nguyên màu vàng nhá. Đấy, mẫu này là đa màu sắc này. Còn mẫu này là nguyên màu vàng đây, em bật cho các bác xem. Đó. Cái này thì nó sẽ là nguyên màu vàng như này. Đó. Có cái công tắc đây, cái này là nguyên màu vàng nhá, nguyên màu vàng. Đó. Và cái này là đa màu sắc này. Cái này của nó thì phải dài tới mấy chục mét luôn, rất là dài bạn, rất là dài đẹp. Và cái này thì hàng chống nước ngoài trời, dùng nó rất là đã như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 120.000 thôi, bật điện lên. 120.000.
lên cho em là nháy năng lượng nhá. Đấy, nháy năng lượng bật lên đi. Nháy năng lượng 120.000. Đó. Đây nó sẽ có tấm pin như này và có sẵn cái chân cắm rồi, các bác cắm trực tiếp xuống dưới đất cho em, hoặc là các bác có thể để chỗ nào. Để chỗ nào có ánh sáng là xong. Đấy, ban ngày thì nó sẽ là tự tắt nhá, ban ngày tự tắt. Và ban đêm thì nó sẽ tự bật thôi, rất là tiện các bác. Đấy. Ban ngày tự tắt và ban đêm nó sẽ tự bật cho các bác. Đó, lên cho em là nháy năng lượng 120.000 một quận như này. Một quận này chắc của nó phải được đến 20-30 mét ấy. Rất là dài và nhiều bóng luôn nhá. Rất dài nhiều bóng luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Hôm nay thì bên shop về rất là nhiều mã hàng mới nhá. Đầu tiên thì em về cho các bác cái mã đèn nhạc này. Mã của nó sẽ là đèn nhạc và giá là 190.000. Con này bao gồm cho các bác là cả nguồn nhiếc đầy đủ cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là hệ công tắc này, công tắc và đèn ở đây. Các bác có thể tắt đi bật lên này. Đấy, con này thì nó sử dụng điện nhá. Ngoài ra thì các bác có thể lắp pin này. Nó sẽ sử dụng là 3 viên pin đồng hồ này, 3 viên pin đồng hồ. Ngoài ra các bác có thể cắm điện trực tiếp nhá, cắm điện trực tiếp. Con này thì ngoài tính năng là đèn sáng này thì nó còn có cả nhạc đấy nhá. Đây, các bác có thể bật cái công nút này lên này. Đó. Đấy, thì các bác có thể truyền bài ở đây. Đấy, to nhỏ ở đây nhá. Có cả tụ kinh, niệm Phật, các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó, và một con đèn rất là đẹp. Nói chung là các bác thích dùng tính năng âm nhạc thì dùng, không dùng âm nhạc thì các bác có thể dùng là làm một chiếc đèn thờ như này cũng rất là ok luôn. Thì lên theo là đèn nhạc nhá. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 25 cm. Bản rộng của cái phần hoa sen này vào khoảng là 10 cm. Đó, và hoa văn rất là đẹp luôn. Hoa văn âm ánh sáng rất là đẹp nhá. Ánh sáng đổi màu rất đẹp luôn. Giá sẽ là 190.000. Lên theo là đèn nhạc 190.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con khay mứt tết này. Đây, đấy, nó sẽ là một cái khay như này. Giá của nó sẽ là 145.000 cho khay mứt tết như này. Ở trên, ở dưới thì nó sẽ có là 3 4 ngăn như này nhá, 4 cái ô như này. Và trên là một cái ô to thì các bác có thể đựng bánh kẹo này, rồi là hạt dưa hướng dương đầy đủ cho bác luôn. Rất là đẹp. Đấy, chất liệu của nó thì bằng nhựa mạ chrome nhá. Bằng nhựa mạ chrome vàng sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 145.000 thôi. Lên cho em là khay mứt tết này, giá sẽ là 145.000 cho con khay mứt tết như này. Chiều cao tổng thể của nó thì vào khoảng là 30 cm. Đó, chiều rộng của nó thì cũng vào khoảng là 30-35 cm. Cái ô cao trên này thì vào khoảng là gần 20 nhá. Còn ô dưới này thì vào khoảng là 12-15. Đó, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp. Các bác có thể dùng để đề co trang trí ở trong cái khu vực phòng khách nhà mình. Tiếp theo em lên cho bác con rìu sói, giá sẽ là 350.000 cho con rìu sói như này nhá. Lên cho em là rìu sói, nó sẽ là hình con sói như này. 350k. Đó, 350.000. Chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là 30 cm. Phần lưỡi này là 10 cm nhá, lưỡi khoảng 10 cm. Siêu bén luôn. Cái đầu này đầu nhọn, các bác có thể dùng để bổ các kiểu này. Đấy. Còn đầu này là đầu lưỡi này, đầu lưỡi của nó thì rất là sắc luôn. Cán của nó thì úp gỗ rất là đẹp nhá. Và con này thì nó sẽ có cho các bác một cái bao vải bố như này, một cái bao vải bố như này các bác bỏ vào. Đấy, nó hình con sói rất là đẹp này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá. Made in USA này. Đó, made in USA các bác này. Đây, made in USA. Đó, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là rìu sói nhá. Rìu sói của Mỹ. Giá sẽ là 350.000 cho con rìu sói như này. 350.000. Lên cho em là rìu sói 350.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái sản phẩm, đó là cái chốt cửa nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chốt cửa ngang. Các bác lên cho em là chốt cửa ngang. Con này thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Ứng dụng thì cực kỳ là đơn giản các bạn. Ứng dụng thì rất là đơn giản thôi. Đây, nó sẽ bao gồm như các bác là hai phần như này. Về nhà các bác chỉ cần là bắt vào cửa cho em này. Đấy, sau đó thì mình cần khóa thì mình sập nó vào, không có thì mình bỏ ra, còn cần khóa thì mình sập vào như này cho em là xong. Lên cho em là chốt cửa ngang nhá. Chốt cửa ngang, giá sẽ là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc như này. Rất là tiện luôn, lật ra này. Đấy, sập vào này. Chất liệu của nó thì bằng thép không gỉ nhá. Thép trắng không gỉ. Các bác khi mở cửa thì các bác lật ra cho em, còn khi sập thì mình sập vào như này. Thì nhà các bác có cổng có cửa thì mình dùng nó rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Chỉ cần sập vào này là xong. Và các bác có thể khóa trực tiếp vào đây. Khóa trực tiếp vào đây nhá. Ở đây thì nó sẽ là bắt vít hoặc các bác hàn trực tiếp nhá. Đấy, thì khi bên em gửi kèm thì sẽ gửi kèm vít cho các bác luôn. Về nhà chỉ việc bắt vào cánh cửa cánh cổng thôi. Đó, chốt cửa ngang, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái chốt cửa ngang như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái vòi các bác lên cho em, đó là
Có lên mã giúp cho em đó là con này thì có cả nóng cả lạnh luôn nhá. Đấy, có cả nóng cả lạnh luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhựa và mạ chrome nhá. Kết nối thì bằng đồng hết này, kết nối thì bằng đồng. Còn bên ngoài thì bằng nhựa mạ chrome. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000. Đấy, đầu kết nối như này các bác có thể lắp vào vòi nước để mình rửa ráy rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là vòi vuông nhá, vòi vuông. Đó, vòi vuông như này. Lên cho em là vòi vuông, xoay 360 độ được luôn. Đó, các bác có thể xoay 360 độ này rất là ngon nhá. Đấy. Giá sẽ là 110.000. Chất liệu của nó thì bằng nhựa mạ chrome và cái phần bên trong này hả? Con này thì các bác lên cho em là vòi xám nhá. Đấy, nó màu xám như này, lên cho em là vòi xám này. Vòi xám giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k. Chất liệu của nó thì bằng nhựa mạ chrome siêu đẹp luôn. Đó, mạ chrome màu bạc, màu xám đẹp như này. Đó. À, cây này thì các bác có thể lắp vào chậu rửa mặt này, chậu rửa mặt này, chậu rửa bát này. Đấy, đa di năng được luôn. Đấy. Chậu rửa mặt, chậu rửa bát đa di năng nhá. Đấy, xoay các kiểu con này đều được luôn. Rất là tiện này. Các bác có thể xoay đảo các kiểu con này đều được luôn. Đó. Nó bằng nhựa thôi nhưng mà con này thì dùng rất là đã luôn. Phần kết nối này bằng đồng hết này. Đấy, có hai nguồn nước nóng lạnh cho các bác luôn thì dùng rất là tiện. Đây. Đấy, các bác có thể xoay ra như này để mình dùng mình rửa ráy này. Đấy, rửa ráy xoay đi xoay lại như này. 300 xoay 360 độ luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vòi xám nhá, 110.000 cho con vòi xám như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện 3 tầng, giá sẽ là 220.000 nhá. 220.000 cho cái ổ điện 3 tầng như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả công tắc đóng ngắt luôn. Có cả công tắc đóng ngắt luôn các bác nhá. Đây, cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Có công tắc đóng ngắt như này nhá. Đấy, có công tắc đóng ngắt như này. Có hai chân USB này. Đấy, hai chân USB và có cả cầu dao ngắt luôn, có cả cầu dao ngắt hai chân USB và nó sẽ có cho các bác là 1 2 3. Đấy. Mỗi tầng này sẽ có 4 ổ cắm và có công tắc đóng ngắt nhá. Như vậy là các bác sẽ có cho em là đi tổng cộng là đi 12 cái ổ cắm nhá, 12 ổ cắm 1 2 3 này, 3 mặt nhân với lại 4 mặt 3 ổ, đấy 11 ổ thì cái chân này nó là USB rồi, công tắc đóng ngắt luôn. Lên cho em là ổ điện 3 tầng nhá, ổ điện 3 tầng. Giá sẽ là 220.000, 220.000 cho ổ 3 tầng như này. Có cho các bác là màu trắng và màu xanh nhá, màu trắng xám và màu xanh như này. Dây thì nó sẽ dài khoảng 1,5 m đến 2 m nhá. 1,5 m 2 m, có công tắc đóng ngắt, có ổ USB đàng hoàng. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm các bác lên mã giúp cho em đó là nó sẽ là một cái con bơm dẫn chân nhá. Con này thì dùng để dẫn chân. Đấy, giá sẽ là 100 cành. Của nó thì chất liệu của nó bằng nhựa nhưng mà nó là nhựa ABS. Con này các bác có thể bơm ô tô thoải mái luôn, bơm ô tô thoải mái nhá. Dây giếc cực non luôn mà có các cái đầu nguồn để các bác kết nối bơm phao bơm bóng đầy đủ này. Đó, rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Rất là ngon lành chắc chắn nhá. Có thể gấp gọn được nhá. Đấy. Có thể gấp gọn được khi các bác thả cái này xuống thì mình giữ chân, còn gấp gọn thì mình đẩy đây. Đấy. Đẩy xuống, đu vào đây cho em. Cái này các bác có thể dùng để bỏ cốp xe này, có đồng hồ báo luôn. Lên cho em là bơm dẫn chân nhá. Đấy. Lên cho em là bơm dẫn chân. Giá của nó sẽ là 100.000, 100.000 cái bơm dẫn chân như này. Đó, bơm dẫn chân. Giá của nó sẽ là 100.000. Hàng cực kỳ là dày dẫn chắc chắn và ngon lành cho các bác luôn. 100 con 100k cho con bơm dẫn chân như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là led hoa nhá, led hoa. Ở đây nó sẽ là hình bông hoa như này. Có cái tên led hoa nào chưa? Thì các bác lên cho em là led cây nhá. Đây nó sẽ là một cái cây như này các bác này. Đấy, một cái cây hoa rất là đẹp luôn. Các bác về các bác có thể vặn ra như này. Và con này ưu điểm của nó thì sử dụng năng lượng mặt trời nhá. Về nhà khi mà các bác muốn test ấy thì các bác phải che cho em cái tấm pin này đi này. Đấy, che tấm pin này lên thì led nó sẽ lên. Tắt điện anh tí Phương ơi. Đấy, và đây nó sẽ có công tắc nhá, công tắc này. Đấy, nó sẽ có chữ S và chữ đây nó sẽ có chữ S và chữ F này. Đấy, tắt. Rồi tắt điện đi. Đây. Rất sáng luôn các bác này. Đấy, rất sáng luôn các bác thấy không? Đó. Ở đây nó sử dụng pin năng lượng mặt trời nhá, pin năng lượng mặt trời. Tức là nó sẽ có cho các bác là một là chế độ nhấp nháy, hai là chế độ để nguyên này. Đấy, đây là chế độ để nguyên này. Đó. Thì nó sẽ có là F và S thì các bác điều chỉnh mình muốn nhấp nháy thì nhấp nháy nhá. Muốn nhấp nháy mà muốn để yên cũng được. Đó. Chế độ pin năng lượng mặt trời. Đây. Đấy thì được rồi bật đi. Đấy. Sang bên F này là nhấp nháy này còn bên S này là đứng yên nhá. Đấy thì nó sẽ có như vậy cho các bác và khi các bác test thì phải che pin đi cho em. Che pin cho em. Lên cho em là năng lượng cây nhá. Đấy, năng lượng cây. Giá sẽ là led năng lượng cây 110.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là lên cho em là led cây
led cây nhá, lên cho em là led cây. Đấy, nó sẽ là dạng cây như này, lên cho em là led cây. Giá sẽ là 110.000. Đấy, lên mã giúp cho em đó là led năng lượng cây này. Đấy, led năng lượng này. Nó chạy bằng năng lượng nhá. Led năng lượng này. Led năng lượng cây nhá. Đấy, led năng lượng cây. Tại vì bên shop có là led năng lượng màu vàng hoặc là màu trắng thì thêm cái mẫu mã cây này nữa. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000, 110k cái led năng lượng cây này. Ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác một cái cây này luôn. Đây, cây này về các bác đút vào đây, sau đó thì mình cắm vào chậu cảnh này hoặc là cắm lên hiên này, cắm đâu cũng được. Đấy. Sau đó thì các bác che cho cái tấm pin này đi là nó sẽ lên này. Đấy, đẹp chưa? Rất đẹp luôn nhá. Không hề tốn điện luôn. Các bác có thể mua lấy vài ba cây, năm cây về mình để trước hiên nhà mình, rất là đẹp nhá. Lên cho em là led năng lượng cây 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái xẻng sinh tồn nhá. Xẻng sinh tồn đa năng. Đó, giá sẽ là 350.000. Đấy, lên cho em là xẻng sinh tồn đa năng. Ở đây thì nó sẽ là một cái đầu xẻng như này, có bao vải bố đầy đủ nhá. Đấy, các bác có thể gấp gọn được luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, Japan các bác này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì các bác có thể dùng đa di năng, vừa làm cuốc vừa làm xẻng được. Đấy, các bác có thể dùng làm cuốc xẻng đều ok hết nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có cho các bác các cái khớp nối như này. Mình xoáy vào cho em này. Chiều dài của nó thì từ 80 đến 1 mét. Khi mình xoáy vào, tổng của nó sẽ có cho các bác là 3 khúc với lại một thân xẻng nữa. Đó. Đây, đầu phá kính giếc đầy đủ, có cả dao giếc luôn nhá, có cả dao luôn. Đấy, các bác có thể cần dùng dao thì mình lắp dao vào cho em. Đó, rất là đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Và giá thì rất hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là một con xẻng như này chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. 350.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là xẻng 350.000 cho con xẻng như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác dùng đa di năng mọi việc đều được. Nó rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, có cả dao luôn, các bác có thể dùng dao. Đấy, rồi là các cái phần chi tiết đây. Đây. Xoáy vào cho em này. Đấy. Xoáy vào thì nó sẽ là ra hình một con xẻng như này các bác này. Đấy, hình một con xẻng như này. Đấy, các bác xoáy kết nối vào cho em. Đó, một con xẻng như này nhá. Các bác dài khoảng là 8 đến 90 cm. Ngoài xẻng thì các bác có thể dùng làm cuốc này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có ốc vít này, xoáy ốc vít này, cưa này. Đấy, rồi là cắt dây này, rồi là dao chặt này. Đấy. Rất là đa di năng luôn. Ngoài sử dụng làm cuốc thì các bác có thể sử dụng làm xẻng được luôn. Đó, nó rất là đa di năng luôn. Đấy, cuốc đây. Rất là ngon luôn. Cái phần này của nó thì nó sẽ dài khoảng là đi gần 20 cm và bản rộng của nó thì trên 10 cm. Dùng làm cuốc này, làm cuốc làm xẻng này. Đó. Rồi đằng sau này của nó thì phần nắp này của nó thì nó có cả cái phần để các bác dùng để làm còi này. Đấy. Dùng là còi hú này, rồi đánh lửa, đánh liếc nhá. Có cả phần để các bác đánh lửa luôn. Đấy, còi hú đánh lửa nhá. Rồi đằng sau này là dùng để phá kính này. Thì các bác có thể để trên ô tô, mình dùng nó rất là tiện. Xe tải, xe con, mình dùng khi mà mình đi trên xe mà gặp đường đồi núi này, hoặc đường trơn trượt này mình cần sử dụng này, hoặc là những cái tình huống nguy hiểm mà mình cần phá kính thì các bác dùng cái đầu phá kính này cho em này. Đó, đầu phá kính này cho em. Nói chung là con này thì dùng cực kỳ đa di năng và tiện ích luôn. Rất là đa di năng và tiện ích nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn nhá. Một con xẻng sinh tồn đa năng như này. Giá chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. 350.000. Lên cho em là xẻng sinh tồn đa năng 350k nhá. 350.000 cho em xẻng sinh tồn đa năng như này. Hàng của Nhật này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái một cái đầu chuyển mũi khoan mũi vít nhá. Đầu chuyển mũi khoan mũi vít như này. Đấy, các bác lắp các cái mũi khoan mũi vít vào đây. Sau đó thì mình xoáy cái này vào cái phần máy khoan thì mình chuyển mũi khoan mũi vít rất là tiện luôn. Đầu chuyển mũi khoan mũi vít giá của nó sẽ là đi lên cho em là đầu chuyển mũi khoan mũi vít giá sẽ là 30k nhá. 30.000. Đấy. Các bác dùng mũi khoan mũi vít các loại mũi đều được hết, giá là 30k. Đó. Đây các bác này, đó. Hôm nay em lên cho bác cái đầu chuyển mũi vít lục giác nhanh này, các bác sử dụng rất tiện lợi. Chỉ cần nhấn nhẹ là có thể tháo nắp mũi vít, bao thích thì ủng hộ nha. Rất là tiện luôn các bác này, đó. Lắp vào như này, sau đó thì mình thích thì chuyển mũi vít thì chuyển, mà mũi khoan thì chuyển, rất là tiện luôn. Đấy. Nó rất là ok luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm tuốt dây nhá. Đây nó sẽ là một con kìm tuốt dây đa năng 90k. Ngoài tuốt dây thì nó có tách dây luôn, tách lõi dây này. Đấy, tách dây ra làm đôi, rồi tách ra làm bốn này. Đó, rất là tiện luôn.
tách dây rồi tách ra làm đôi, tách làm bốn này, bấm cốt này, bấm cốt rồi tuốt dây, và nó sẽ có từ dây 0.8 đến 3.2 này. Nói chung là rất là tiện luôn. 90k cho con này, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Japan này. Đó, Japan hàng chất lượng cho bác luôn, kìm tuốt dây đa năng 90.000. 90.000 cho con kìm tuốt dây đa năng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con phao nước nhá. Giá sẽ là 60.000 cho con phao nước như này. Đấy, nước ngập 1 sen là phao sẽ tự ngắt này. Đấy. Bây giờ các bác đừng dùng cho em cái phao cơ kia nữa, phao cơ kia nó dùng mất rất là mất công. Đấy, lắp nó cũng khó, cái này thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần lắp vào là ok. Nó rất là tiện, xoáy vào nguồn nước như này, để vào trong chậu này, trong xô này hoặc là tét nước rất là ok. Đấy, nước ngập 1 phân là nó sẽ tự ngắt, cực kỳ là đơn giản cho các bác luôn. Giá sẽ là 60.000 nhá. Này. Thay thế cho cái phao mà quả bóng tròn tròn các bác. Phao này cực kỳ là tiện luôn, nó nhỏ gọn này. Tự động ngắt. Nhỏ gọn rất dễ sử dụng các bác. Đó. Nó lại bằng nhựa như này thì không lo bị rỉ sét nhá. Đấy, cái phao bằng quả tròn thì rất là hay bị hỏng, khó lắp đặt, nhưng cái này thì lắp đặt rất là dễ, chỉ cần xoáy vào là xong. Đó. Phao này cực kỳ là tiện luôn, nó nhỏ gọn này. Tự động ngắt các bác nhá. Khi đến mực nước nhất định nó sẽ tự động ngắt này. Giá thành của nó thì cũng rất là rẻ thôi, giá của nó chỉ khoảng hơn 30.000 thôi các bác ạ. Giá rất là rẻ luôn. Đó, rất là ok các bác nhá. Giá sẽ là 60k nhá. Lên cho em là phao nước 60.000. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop sản phẩm muốn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên nay bên shop về cho bác cái lô kính lão nhá. Kính lão em về lô này thì sẽ có đầy đủ các cái độ cơ bản cho các bác luôn, từ 1 đến 4 nhá. Từ 1 đến 4 độ thì các bác đeo bao nhiêu độ thì các bác báo, thì bên em sẽ gửi theo cái độ của các bác nhá. Đấy. Thì bên em sẽ gửi theo cái độ của các bác nhá. Nó sẽ có là 1 độ này, 1 độ rưỡi, 2 độ rưỡi này, nó có 1 độ này, 1 độ rưỡi này, 2 độ rưỡi này, đó, 3 độ, 3 độ rưỡi và 4 độ nhá. Đấy, tức là đầy đủ, em sẽ có đầy đủ cho các bác luôn. Thì các bác cần bao nhiêu độ thì các bác cứ báo em là bên em sẽ gửi thôi. Đấy, 3 độ rưỡi này, 2 độ này, đó, đầy đủ cho bác luôn. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 2 mẫu, 1 mẫu là các bác có thể gấp gọn này, 1 mẫu các bác có thể gấp gọn được. Đấy, đây. Cái mẫu này thì các bác có thể gấp gọn cho em này, gấp gọn rất là gọn như này. Đây. Gấp rất là gọn luôn, và mình có thể bỏ vào trong một cái túi như này. Bỏ trong một cái túi như này các bác này, cái túi này của nó rất là gọn này. Đấy, gấp gọn bỏ vào đây cho em. Nó chỉ tầm khoảng là dài hơn ngón tay một chút thôi. Đó. Đấy, là mẫu này là mẫu gấp gọn. Thì bên shop về nó có 2 mẫu như vậy. 2 mẫu thì các bác, thì bên em có 2 mẫu nha. Mẫu này là mẫu gấp gọn này, còn mẫu này thì sẽ là mẫu đựng trong hộp này, mẫu đựng trong hộp. Đó. Mặt của nó là 100% là mặt kính hết nhá. Mặt kính chứ không phải là mặt meca nhá. Mặt của nó là mặt kính các bác. Mặt của nó là mặt kính thì các bác dùng nó rất là rõ luôn. Rất rõ nét chứ không phải mặt meca đâu. Mặt của nó 100% là mặt kính hết các bác nhá. Mặt kính thì các bác dùng thì nó rất rõ nét luôn. Đựng trong một cái hộp như này. Đấy, thì mẫu mẫu có hộp, mẫu thường này thì nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con kính lão này thôi. Lên cho em là kính lão này. Đấy. Kính lão thường là 80.000. Đấy. Còn cái này nó sẽ là kính lão gấp gọn nhá. Kính lão gấp gọn trong cái bao da như này thì sẽ là 100k nhá. 100.000, 100.000 một chiếc. Đó, bỏ anh ở cái kính râm đây. Đó, cái này thì sẽ là 100.000. 100.000 các bác nhá. Không lấy nữa à? Đấy, thì sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho một con kính gấp gọn như này. Đấy. Thì bên shop về nó sẽ có 2 mẫu. Độ thì bên em về thì nó sẽ có cho các bác là từ 1 độ đến 4 độ luôn. Đấy, nó sẽ lệch nhau 0.5 nhá, lệch nhau 0.5. Đấy, nó sẽ là 1 độ, 1 độ rưỡi, 2 độ, 2 độ rưỡi, 3 độ. Đấy, 3 độ, 3 độ rưỡi và 4 độ nhá. Đấy, thì các bác muốn lấy cái loại nào bao nhiêu độ thì lấy. Đấy, thì nó sẽ có thông số ở trong kính như này rồi. Đấy, 1 độ này. Đấy, thì các bác bao nhiêu độ thì các bác cứ báo, thì bên em sẽ gửi theo cái thông số của các bác nhá. Đấy, gửi theo cái thông số của các bác. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Cái kính như này, kính thường này thì là 80.000, còn cái tính gấp gọn này sẽ là 100 nhá, gấp gọn này sẽ là 100. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Con này thì dùng cực kỳ là bật lên. Các bác lên cho em là chống giật bình nóng lạnh nhá. Bên em bán nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một chiếc như này các bác này, 40.000 một chiếc như này. Về nhà thì các bác mua về sau đó thì các bác xoáy vào trong cái đường ống dẫn nước nhà mình. Đấy, xoáy vào cái đường ống dẫn nước nhà mình thì nó giúp cho các bác là chống giật cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá thì sẽ là 40k nhá.
chống giật bình nóng lạnh. Các bác này về nhà các bác lắp thì chỉ việc là xoáy cho em hai cái đầu này ra, kết nối cái con chống giật này vào. Đó. Cực kỳ là an toàn luôn. Đó, kết nối con chống giật này vào sau đó thì mình lắp vào. Đó, nó sẽ rất an toàn các bác nhá, rất là an toàn luôn. Áo lắp cũng rất dễ dàng. Đấy, bình thường nếu mà các bác dùng mà không có con chống giật thì có thể là cái dòng điện nó sẽ bị chạy qua này. Đó, nó sẽ truyền điện như này. Nhưng mà khi các bác lắp hai con chống giật này vào thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó, chỉ cần lắp vào là xong, rất là an toàn nhá. Xoáy ra cấp nguồn xoáy vào cho em. Các bác phải mua cả đôi nhá. Cả đôi thì nó mới có tác dụng. Đó. Xoáy vào, cắm điện vào cho em. Rất là ok luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con đó là cái chốt cửa. Chốt cửa tự động nhá. Đấy, cái này thì nó chỉ là chốt cửa thôi. Các bác dùng cho các cái loại cánh cửa, tủ rồi cửa chuồng chó, chuồng mèo các kiểu đó thì nó nhỏ gọn như này. Thì các bác chỉ cần là đặt vào cho em là xong. Đấy, đặt vào là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy các bác này, đấy nó sẽ là như này. Đấy thì khi mà các bác mở thì kéo cái lẫy này cho em là nó sẽ mở ra này. Cái này thì các bác dùng để chốt cửa nhá. Đấy, chốt cửa rất là tiện ích luôn. Thì khi mình chỉ cần đẩy vào là nó chạm vào. Đấy, đẩy vào là nó sập vào luôn. Đó, còn khi kéo ra thì các bác kéo này cho em là nó sẽ ra. Rất là tiện nhá. Đấy, kéo lẫy này. Đấy. Kéo này nó sẽ ra này. Đó, kéo này nó sẽ ra. Còn khi đẩy thì mình cứ đẩy nó sập vào thôi. Rất là tiện luôn. Lên cho em là chốt cửa tự động nhá. Chốt cửa tự động. Giá sẽ là 40.000 các bác này. Ứng dụng của nó rất là đơn giản và dễ sử dụng thôi. Các bác chỉ cần đẩy là nó sẽ sập vào nhá. Đó. Về nhà các bác chỉ cần bắt ốc vít vào cho em là xong. Đẩy nó sẽ sập vào, rất tiện ích luôn. Đó. Rất tiện các bác thấy không? Cánh cửa tủ này rồi chuồng chó, chuồng mèo rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, rất là tiện. Khi mở ra thì chỉ cần kéo là nó sẽ ra. Đấy, thấy không? Chốt cửa tự động nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bản lề cửa này. Cái này bao nhiêu? Bản lề cửa như này các bác này. Đấy, cái này thì nó sẽ là cái dòng bản lề tự nó hít vào nhá. Ở đây nó sẽ có một cái con xi lanh như này. Và các bác có thể là bắt vít vào cửa này xong đó 35.000 này. 35 á? Đấy, nó sẽ tự hít vào được luôn. Nó rất là tiện. Lên cho em là bản lề cửa nhá. Bao nhiêu? 35.000 một đôi nhá. 35k trên một đôi bản lề cửa như này. Đấy, em sẽ có cái video cho các bác xem. Đây các bác này, con này nó sẽ ứng dụng rất là đơn giản thôi. Đấy, các bác có thể về mình bắt vít vào cho em này. Đó, cánh cửa, các cái loại cửa tủ, cửa riếc này. Rất là tiện luôn. Đó, đẩy ra, đẩy vào rất là ngon luôn. Các bác thấy không? Đấy. Giá này sẽ là 35.000 một đôi. Đấy, các cái cánh cửa tủ điếc của các bác bị hỏng, bị bong, các bác nối con này vào cho em, rất tiện ích luôn. 35.000 một đôi nhá. Lên cho em là bản lề cánh cửa nhá. Đấy, bản lề cánh cửa 35.000 một đôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc khóa nhá. Đây, cái móc khóa hàng của thương hiệu Honda cực đẹp luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi đây. Hàng của thương hiệu Toyota này, rất là đẹp luôn các bác này. Đó. Đây. Móc khóa của Toyota như này rất là đẹp nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Móc khóa Honda hoặc Toyota nhá. 25.000 một chiếc này. Chất liệu của nó bằng thép này, rất là đẹp luôn. Có cả khui bia này và có hai cái móc như này nhá. Lên cho em là móc khóa Toyota nhá, móc khóa Toyota hoặc là Honda, hàng về theo lô. Giá sẽ là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc. Tiếp theo thì nó sẽ là cái pin 16850 nhá. Pin 18650. Pin này thì sẽ là 25.000 một viên. 25.000 cho một viên pin 18650 như này. Con này thì dùng cũng rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình lắp vào các loại máy hoặc thay tháo sửa chữa nhá. Hello, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái lô giày lính Mỹ nhé. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ. Hàng này thì hàng của USA, hàng của Mỹ, mới tinh tinh chưa qua sử dụng. Đấy, đây.
USA các bác này. Đấy, USA Army, hàng của lính Mỹ này. Đấy. Cái phần đế này của nó thì rất là mềm luôn, có thể gấp gọn các bác này. Đây. Đấy các bác thấy không? Hàng cực chất luôn nhá. Đấy, hàng cực chất lượng luôn. Đế của nó sẽ là đế cao su và hàng đế này của nó là chống trơn trượt rất là tốt luôn. Chống trơn trượt rất là tốt các bác này. Đây. Đây. Nền đá hòa các bác này, đẩy nó không đi luôn các bác nhá. Đẩy nó không đi luôn các bác thấy không? Đó. Bám rất là tốt luôn các bác thấy không? Đó, đẩy không đi luôn. Thì con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 390.000. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ nhá, 390.000. Các bác đặt sai số thì các bác cái hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ cho nên là cái cỡ chân của nó hơi to, cho nên là các bác đặt thì các bác cứ lùi lại cho em một cỡ là xong nhá. Đấy, ví dụ như là các bác chân 30 các chân 40 thì các bác cứ đặt cho em là cỡ 39 là xong, là ok, là về các bác đi vừa thôi chứ không có vấn đề gì cả. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải dù lính Mỹ này. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Hàng đẹp, nói chung là hàng này thì các bác nhận hàng là ưng luôn, không thể chê vào đâu được nhá. Đấy, một con giày cực kỳ là chất lượng như này. Đấy, chất liệu của nó cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, đi thử và thanh toán giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính Mỹ. Đi thì nó cực kỳ là ôm chân, ôm form, ôm dáng và rất là đẹp luôn. Đó đây, chất liệu của nó này các bác này. Rất chất lượng luôn. Một cái con như này các bác có thể đi cho em là từ 3 đến 5 năm thoải mái luôn. Đi liên tục từ 3 đến 5 năm nhá. Hàng của lính Mỹ, nó đi rừng, đi đồi, đi đèo, đi núi cho nên là hàng của quân đội thì cực kỳ yên tâm rồi. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mũ đây. Đấy, cũng là mũ của Mỹ luôn. Đấy, các bác lên cho em là mũ đại bàng nhá, mũ đại bàng. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một con mũ đại bàng như này các bác này. Đấy, 90.000 cho một con mũ đại bàng như này. Hàng mới tinh các bác nhá, hàng mới tinh. Đấy, cũng là hàng của Mỹ luôn các bác này. Đấy, Earpod đây. Đó. Lên cho em là mũ đại bàng nhá, mũ đại bàng. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giày dẫn chắc chắn, giá sẽ là 90.000 nhá. Đây, Earpod này, Earpod C này. Đó. Lên cho em là mũ đại bàng, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì đội cũng cực kỳ là ôm form, ôm dáng, cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ dàn di nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là mũ dàn di này. Đấy, cũng Earpod này. Đấy, USA Army các bác này. Đó. Thì con này giá sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho một con mũ dàn di như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho con mũ dàn di như này. Ngoài ra thì bên shop có các có cái mũ đó là con này thì các bác lên cho em là mũ lính xanh nhá, mũ lính xanh. Đấy, mũ lính xanh. Đấy, mũ lính xanh con này thì sẽ là 65.000. Đấy. 65.000 cho con mũ lính xanh như này. Con mũ lính xanh này là 65.000 này. Còn con mũ dàn di này cũng là 65.000 luôn. Đấy, thì nó sẽ là mũ lính xanh và mũ dàn di đều là 65.000 hết nhá. Hai mẫu này thì đều là 65.000 hết này. Các bác lên cho em là mũ lính xanh này, đấy, và mũ dàn di này. Hai con này thì đều là 65.000 một chiếc. Con này nó cũng màu xanh nhưng mà nó có hình con đại bàng, cho nên là các bác lên cho em là mũ đại bàng nhá. Giá sẽ là 90.000. Con này thì hàng form của nó đẹp hơn, dày dẫn hơn cho nên là nó sẽ đắt hơn một chút là 90.000. Còn hai con là mũ lính xanh này và mũ dàn di này thì đều là 65.000 một chiếc hết nhá. Mũ lính xanh, mũ dàn di đều là 65.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop có các bác sản phẩm đó là cái mũ cối này. Mũ cối nhá, mũ cối giá của nó sẽ là 140.000 cho một con mũ cối như này. 140.000 cho một con mũ cối này. Con này thì hàng của nó cực kỳ lâu đời luôn, tuổi đời của nó từ năm 1966 này. Đấy, 1966 đây. Đấy, chất liệu của nó thì bằng fit cực kỳ là chắc chắn luôn. Nhưng mà nó rất là nhẹ nhá, khi các bác đội thì nó không bị nặng, bị ê đầu nhá. Rất là ôm luôn. Có cái này các bác có thể điều chỉnh, tùy chỉnh to nhỏ đây chưa. Đấy, các bác có thể thắt để tùy chỉnh to nhỏ cái cữ đầu của mình đội cho nó phù hợp nhá. Lên cho em là mũ cối nhá. Giá sẽ là 140.000 cho một con mũ cối như này. 140.000 cho mấy em mũ cối này thôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em là mũ cối. Giá sẽ là 140.000. 140.000 cho một con mũ cối như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mũ của lính Mỹ này. Mũ của lính Mỹ này. Đó là cái mũ lưới nhá. Các bác lên cho em là mũ lưới. Con này thì giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Hàng này của nó thì nó sẽ là cái hàng của quân đội Mỹ nhá, US đây. Đấy, hàng của quân đội Mỹ, US này. Đây. American các bác này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì cực kỳ chất lượng rồi. Em đã có rất là nhiều video
test rồi đập tiếp cho các bác xem. Nói chung là hàng chất lượng khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đây, chất lượng khỏi phải bàn luôn, các bác yên tâm sử dụng. Con này thì sẽ là 150.000 nhá. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới nhá, mũ lưới 150k. Đó, lên mã giúp cho em đó là mũ lưới 150.000 nhá. Mũ lưới 150k cho một em mũ lưới này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là mũ lính nhá. Đấy, con này thì nó cũng rất là hay luôn. Đó thì nó cũng giống như con này. Nó giống như con này thôi nhưng mà nó sẽ nhiều cái chi tiết nó hàm hố hơn một chút. Và con này thì của nó thì nó có lót xốp nhá. Có lót xốp như này thì các bác đội làm mũ bảo hiểm thì cũng rất là ok. Đấy, ví dụ như là các bác tham gia giao thông thì đội con này nó là hợp lệ. Đấy, mũ có lót xốp như này là đội là hợp lệ này. Đấy. Còn những cái loại mà ví dụ như con mũ này nó không có lót xốp thì nhiều khi các bác đội thì công an nó vẫn soi. Đấy, nhưng mà riêng con này thì đã có lót xốp như này rồi thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lính nhá, mũ lính. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000, 170k cho con mũ lính như này. Hàng thì cực kỳ chắc chắn nhá, đội ôm form, ôm dáng đẹp, thiết kế kiểu dáng đẹp cho các bác luôn. Giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 170.000 thôi nhá. 170.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình tông của thằng hàng quân đội Việt Nam mình. Đấy thì đây, nó sẽ có loại 1 lít và 2 lít nhá. Con 1 lít thì là 70.000 và con 2 lít là 90.000. Chất liệu của nó thì bằng nhôm hết nhá, bằng nhôm đúc liền hết. Nhôm đúc liền nguyên khối như này. Đấy, các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm luôn, dày dẫn, dùng thì vĩnh cửu muôn đời luôn. Đấy, nó là dòng chất liệu nhôm cho nên là dùng nó rất là thích, không lo bị gọi là không lo bị ăn mòn rồi, là nói chung là chất liệu mà nhôm để dùng đựng nước uống là ok rồi, nó hợp lý rồi. Đó, nắp của nó thì sẽ là nắp chống mất như này, thì nó có dây này là yên tâm, các bác có thể thả ra rồi lại xoáy vào rất là ok. Con 2 lít này thì sẽ là 90.000 nhá, 2 lít này là 90.000 này. Đấy, còn con 1 lít này là 70.000 thôi, 1 lít là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu thắt lưng, thì nó sẽ có 3 mẫu nhá. Đầu tiên nó sẽ là thắt lưng đại bàng này. Đấy, thắt lưng đại bàng này, một con thắt lưng đại bàng siêu đẹp như này. Đấy, một con thắt lưng đại bàng siêu đẹp như này nhá. Con này thì hôm trước bên em đang bán là 120.000, đợt này về nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó, các bác lên mã giúp cho em đó cái đầu tay bóp thôi, 90k nhá, 90k cho một con thắt lưng đại bàng như này. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, giá của nó sẽ là 90.000 nhá, và mũ đại bàng cũng là 90.000 luôn. Đấy, thì các bác có thể mua combo một mũ một thắt lưng. Đấy, hàng của USA, hàng của USA các bác này. Đấy, USA như này. Đó, giá của nó sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này nhá. Đấy, cực kỳ là dày dặn chắc chắn cho bác luôn, thắt lưng đại bàng USA các bác này. Đấy, hình con đại bàng hàng của lính Mỹ nhá, USA. Giá sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù đây. Thắt lưng dù thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là cái mẫu thắt lưng dù hình chữ Z như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng hình chữ Z nhá. Con này giá sẽ là 65.000 một chiếc thôi. Đấy, 65.000 cho một con thắt lưng hình chữ Z như này. Đấy, thắt lưng Z đây nhá, thắt lưng Z như này. Hàng cũng là của Mỹ luôn, của Mỹ nhá. Từ năm 1961 thì các bác này. Đấy, thắt lưng dép. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là, con thắt lưng dép này thì giá của nó sẽ là 65.000 và con đại bàng này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đại bàng sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng lỗ đây. Đấy, nó cũng là dây dù nhưng mà nó là bằng hàng sỏ lỗ như này. Nhiều bác lại thích cái sỏ lỗ này, nó chắc chắn này. Đấy, cái kia thì nhiều bác dùng lại bảo là nó tụt, nói chung là nó cũng chả tụt được đâu nhưng mà nhiều bác lại cẩn thận thích cái loại có lỗ này. Đấy, cũng con này cũng rất là hay các bạn, con này dùng cũng rất là hay, nó kiểu dáng nó cũng rất là đẹp đây. Đấy, đây thiết kế của nó cũng rất là đẹp luôn, nó thiết kế rất là đẹp luôn. Hàng này các bác dùng thì nói chung là bền vĩnh cửu luôn, không bao giờ phải lo phải nghĩ đến cái việc là hỏng hóc nhá. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng lỗ nhá. Đấy, dù lỗ, dù lỗ, dù lỗ, dù đại bàng và dù dép nhá. Dù lỗ, dù đại bàng và dù dép. Đấy, thì con dù lỗ này sẽ là 70.000, con dù lỗ này là 70.000, con thắt lưng dép này là 65.000 và con đại bàng này thì sẽ là 90.000. Đó, 90.000. Đấy, có 3 mẫu như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá, 3 mẫu như vậy các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy thôi.
giá cả thì nói chung là cũng là rất là hợp lý cho các bác luôn rồi, giá cả rất hợp lý rồi nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái mẫu LED pháo hoa rất là đẹp luôn. Đấy, các bác đang xem cái mẫu LED pháo hoa này, mẫu đèn xoay này và mẫu LED hạt ngọc nhá. Đó là một số cái mẫu LED của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Cái mẫu LED pháo hoa này thì nó cũng khá là nhiều hiệu ứng luôn nhá, và các cái hiệu ứng rất là đẹp này. Đấy, các bác theo đây hiệu ứng của nó này, đó em đang điều chỉnh bằng cái con điều khiển này nhá, và nó rất là nhiều hiệu ứng luôn. Đấy, có các cái hiệu ứng khác nhau để cho các bác có thể điều chỉnh này, đó bắn nhanh bắn chậm rồi tỏa ra thu vào các kiểu con là điều được luôn. Đó, các bác có thể tùy chỉnh nhá. Đấy, thu vào này, tỏa ra này, đó từ dưới lên này, từ trên xuống này, rất là nhiều hiệu ứng để cho các bác điều chỉnh nhá. Đó, rất đẹp luôn các bác. Đó, và nó có rất là nhiều các cái chế độ khác nhau. Các bác có thể để chế độ auto hoặc là tùy chỉnh các bác. Đó, đây chưa? Đó, rất nhiều màu sắc nha. Còn LED pháo hoa này thì bên em đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, LED pháo hoa, LED ngọc về cho các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Rất là nhiều chế độ khác nhau để cho các bác tùy chỉnh nhá. Đấy. Rất nhiều chế độ khác nhau luôn. Đó, các bác thấy không? Nhiều chế độ, nhiều màu sắc nhá. LED pháo hoa này thì rất là đỉnh luôn. Đó. Rất nhiều chế độ, các chế độ rồi các biểu màu khác nhau. Các bác cứ bấm vào là nó sẽ thay đổi màu sắc các kiểu các bác nhá. Đó, thay đổi màu sắc rồi thay đổi chế độ. Đấy, rất là nhiều chế độ luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Thì cái mẫu LED pháo hoa này thì cái đường kính của nó là vào khoảng là 1 mét nhá. Đấy, cái đường kính của nó là 1 mét, và cái chiều chân này của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 1 mét một tí các bác nhá. Đó, và có điều khiển. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái mẫu đèn xoay này. Con đèn xoay này của nó thì nó sẽ là 55.000 nhá, 55.000 cho con đèn xoay như này. Đó, còn con led ngọc đây, led ngọc thì là nó sẽ là sợi hạt ngọc như này các bác này, sợi hạt ngọc như này. Đó. Đây, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đây là các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Đây, led pháo hoa thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một hộp led pháo hoa như này. Đó. Cái này thì bên em gọi là led pháo hoa thôi nhá, còn về nhà là các bác tự nó là gọi là tên vậy thôi, chứ còn về nhà các bác tự lắp ráp cho em nhá, tự lắp ráp cho em chứ nó không có tiếng kêu đâu. Đây là cái bộ điều khiển của nó này. Và đây là con led này. Đấy. Cái nguồn thì các bác cắm cho em là cái nguồn vào đây, nguồn vào là nó sẽ ở cái phần này nhá. Nguồn vào. Đây. Đấy. Khi các bác cắm thì đây nó sẽ là cái chân cấp nguồn này. Đấy, chân cấp nguồn input này. Input nó sẽ là đây nhá, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm là một cái đầu chân cắm nguồn USB như này, về nhà các bác cắm vào cái USB chân cắm sạc điện thoại nhà mình cho em nhá. Đó. Và nó cũng có điều khiển trực tiếp ở đây luôn này, có cái lẫy điều cắm bật điều khiển đây luôn. Các bác kết nối hai cái này vào với nhau cho em này. Kết nối hai cái này vào với nhau này. Đó, kết nối thì các bác nhớ là kết nối theo đúng chiều của nó nhá, đúng chiều của nó luôn. Đó, sau đó thì mình giả ra cái đoạn này nó sẽ là cái đoạn sống nó dài hơn 1 mét, là cái đoạn chiều dài đấy. Sau đó thì bắt đầu là mình nó sẽ có từng đoạn một, thì các bác tháo ra cho em, sau đó thì mình cắm cái đoạn sống này vào cái phần nguồn này. Đấy, cắm cái đoạn sống vào cái phần nguồn này nhá. Đấy, cắm cái đoạn sống vào cái phần nguồn này cho em. Đây, cắm vào đây là nó sẽ cấp nguồn này. Đấy, đầu tiên là cắm vào đây để lấy nguồn nhá. Lấy nguồn, sau đó thì các bác cắm kết nối tiếp các cái phần khác vào cho em. Đây, cái phần mũi tên lên này thì các bác cắm vào cho em nhá. Đấy, cắm vào cho em. Đó. Sau đó thì các bác cắm tiếp các cái phần tiếp theo vào như này là sẽ ok thôi. Thì các bác cứ giả ra nó sẽ có các cái phần tiếp theo nhá. Cái này nó sẽ là băng dính hai mặt nhá. Các bác giả ra, sau đó thì cắt ra từng đoạn một này. Những cái phần nối này nó sẽ là băng dính hai mặt này, băng dính hai mặt. Các bác cắt ra từng đoạn một cho em thì nó sẽ ra được cái phần cánh nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cắm thử cho các bác xem luôn. Về nhà thì các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình nhá. Đấy, đây em sẽ cắm cái chân nguồn USB này vào ổ này cho các bác xem này. Đấy, cắm chân nguồn USB. Đó là sẽ sáng bình thường luôn. Và sau đó thì các bác có thể điều chỉnh trực tiếp ở đây nhá. Điều chỉnh trực tiếp ở đây này. Đấy. Điều chỉnh trực tiếp ở đây hoặc qua điều khiển nhá. Đấy, qua điều khiển các bác theo. Đây. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh cắm hết lượt vào cho em. Nó sẽ có cho các bác là đầu vào thì các bác cắm cái chân dài nhất và cái chân đầu tiên là vào cái phần input này nhá. Input này. Còn lại là các bác cứ thế cắm lần lượt vào cho em là ok thôi.
Đấy. Thì giá của nó sẽ là 140.000 lên cho em là led pháo hoa 140.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu led, đó là led hạt ngọc này. Đây. Led hạt ngọc thì nó sẽ có mẫu là đi 10m và mẫu là 20m. Đây là mẫu 10m này. 10m này thì quận 10m này của nó sẽ là 80.000 và quận 20m này thì nó sẽ là 120.000. 120.000. Nó sẽ có dòng là 10m và dòng 20m. Cái này là 20m nhá. Đó. Thì tất cả cái này đều không có nguồn đâu nhá. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình cho em. Đó, đây. Đấy, cái này thì dòng chống nước nhá. Dòng này thì chống nước rồi. Các bác dùng ngoài trời thoải mái nhá. Đấy. Cái này là 20m này. Có điều chỉnh này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Các kiểu con này đều được luôn. Đó. Nháy đuổi chiều rồi đổi màu các thứ, nháy nhanh nháy chậm đây. Đấy. Cắm qua cái chân USB nhá. Đấy. Sẽ có cho các bác là một dòng là 20m. Dòng 20m thì giá của nó sẽ là 120.000. Đấy. 20m là 120.000, có điều khiển từ xa nhá, có điều khiển từ xa luôn. Đó. Con này là 20m này. 20m giá sẽ là 120.000. Lên theo led hạt ngọc nhá. Và con này 10m thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên số có cái mẫu cái hạt led kim cương nhá. Các bác lên xem là led kim cương. Một quận này của nó thì nó sẽ là vào khoảng là từ 3 đến 50 mét nhá. Chiều dài của nó từ 30 đến 50 mét. Đây, đấy. Con này thì về nhà các bác không cần phải dùng ấy nữa. Các bác cắm trực tiếp vào ổ điện cho em. Đó, không cần phải dùng qua chân USB. Cắm trực tiếp này, có điều khiển này. Đó. Con này thì các bác có thể trang trí sự kiện này, nhà có đình đám này, trang lên cây cối này, hoặc là các bác trang trí Noel nó cũng rất là ok luôn nhá. Giá thì sẽ là 70k nhá, lên cho em là led kim cương, 70.000 cho cái bộ led kim cương như này. Đó. Thì các cái mẫu led cơ bản của bên em, các bác có thể xem và tham khảo các bác nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Số điện thoại thì em để hai góc ở trên góc màn hình đây. Các bác có thể xem tham khảo và đặt mua hàng giúp cho em nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage cán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến ba chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Đấy các bác nha. Các bác lên mã giúp cho em đó là thảm massage chân nhá. Đây nó sẽ là một con thảm massage như này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, bao gồm cho các bác là một thảm này, một máy này. Đấy, một thảm một máy như này. Giá của nó thì sẽ là 90.000 nhá. 60.000 cho con máy massage thảm massage chân như này nhá. Các bác lắp vào đây cho em này. Sau đó thì các bác bật chế độ lên. Đó. Các bác bật chế độ lên cho em. Đấy, dấu cộng là bật này và tăng chế độ này. Dấu trừ là tắt này và chữ M này là chọn chế độ này, dấu cộng là bật này, dấu trừ là tắt nhá. Đó, rất là đơn giản vậy thôi. Và chữ M là các bác chọn chế độ. Lên cho em là thảm massage chân. Giá của nó sẽ là đi 60.000 cho cái thảm massage chân như này thôi. Lên cho em là thảm massage chân giá 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con massage cánh bướm nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ đánh trực tiếp vào các cái phần mà các bác bị đau nhức mỏi. Các bác lắp vào cho em, sau đó thì mình dán trực tiếp lên các cái bề mặt nhá. Dán trực tiếp lên cái bề mặt mà bị đau nhức thì nó giúp đánh tan các cái phần bị đau nhức rất là tốt luôn. Massage cánh bướm giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Đây các bác này, các bác có thể dán vào các cái phần mà mình đau nhức mỏi này. Đấy, nó giúp vừa là xung điện này, nó vừa là xung điện vừa là rung luôn. Đó các bác thấy không? Đấy, bắp chân này. Đấy, bắp tay này, các cái phần lưng vai, chỗ nào mình đau nhức mỏi mình dán vào cho em rất là sướng luôn. Lên cho em là massage cánh bướm nhá, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu đũa. Mẫu đũa này thì nó sẽ là 30.000 cho một hộp và 100k 4 hộp nhá. Đấy. Các bác lên cho em đó là đũa hộp này, đũa hộp như này. Đấy. Đũa hộp như này nhá. Hàng cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Đũa hộp của Nhật cực kỳ cao cấp như này nhá. Đấy. 30.000 cho một hộp này. Hàng siêu đẹp luôn. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá.
đũa hộp của Nhật. Một hộp này của nó sẽ là 10 đôi nhá, 10 đôi. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. 30.000 một hộp này nhá, 30.000 một hộp 10 đôi. Đấy, nếu các bác mua combo 4 hộp thì sẽ là 100.000 cho 4 hộp đũa như này. Đấy, rất đẹp luôn. Chất liệu của đũa này. Đấy, đầu thì được mạ vàng rất đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp. Lên cho em là đũa hộp nhá. Đũa hộp giá của nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. 10 đôi và 100.000 cho 4 hộp nhá. Đấy, lên cho em là đũa hộp nhá. Đấy, giá cực kỳ là hạt rẻ và hợp lý cho bác luôn. Đấy, 30k một hộp như này và 100k thì sẽ là bằng 4 hộp nhá. 100k là bằng 4 hộp, còn 30.000 một hộp. Đấy, rất đẹp luôn. Đũa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa vỉ đen nhá. Đấy. Đũa cái này cũng của Nhật nhưng mà cái này nó sẽ là đũa vỉ đen như này nhá. Vỉ đen như này, cái kia nó sẽ là hộp này. Đấy, còn cái này thì các bác lên cho em nó sẽ là đũa vỉ nhá, đũa vỉ đen. Đấy, đũa vỉ đen, cái kia đũa là đũa hộp nhá. Cái này nó sẽ là một vỉ như này. Vỉ này cũng 10 chiếc, cũng được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Đấy, cái này thì sẽ là 40.000 một hộp, đắt hơn một chút, và 100.000 ba hộp nhá. À, 100.000 ba vỉ nhá. Đấy. Cái kia thì sẽ là hộp, còn cái này là vỉ nhá. Đấy, gọi nôm na như thế cho nó dễ. Đấy. Đây. Cái này thì sẽ là đũa vỉ đen nhá, đũa vỉ đen. Đấy, cũng chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, chống vi khuẩn và giá nó sẽ đắt hơn một chút. Cái này thì sẽ là 40k nhá, 40k trên một vỉ này. Đấy, một vỉ cũng 10 đôi và 100k nhá. 100k là bằng 3 vỉ nhá. Đấy, bằng 3 vỉ, 100k là bằng 3 vỉ này. Đó. Tiếp theo em lên cho bác cái mã bình tông nhá. 130.000 bình tông, hàng của Nga, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, hàng của Nga nhá, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. 130.000, nắp của nó thì nó sẽ là dòng nắp chống nắp thì nó sẽ là một cái dòng nắp mà chống mất như này. Đấy, các bác cứ lật ra là xong, đậy vào. 130.000, cái này có thể đựng nước, đựng rượu, đựng đồ uống đều ok hết nhá. Đấy, dây da như này, hàng của CCP của Nga nhá, bình tông của Nga, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái keo dán đa năng nhá. Con này thì dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. 20.000 một típ và giá của nó sẽ là 50.000 ba típ keo dán đa. Đây các bác này, đấy, nó sẽ là một cái dạng keo như này, dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đó, đây. Các bác dán thì cứ để cho em là thời gian của nó là khoảng 24 giờ nhá. Đó. Các bác có thể dán cánh cửa này, dán ống nước này, nói chung là dán đa di năng luôn. Đó, độ bám dính của nó rất là tốt. Đấy, trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt. Nhưng mà khi các bác dán thì lưu ý giúp cho em là khi mình dán thì mình để cho em là 24 giờ nhá. Đấy, để cho nó đảm bảo cái độ đông cứng của keo nhá, rất tiện ích luôn. Lên cho em là keo đa năng xanh, 20.000 một típ và 50.000 ba típ các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chậu ngâm chân này. Đây nó sẽ là một cái chậu ngâm chân như này. Cái chậu ngâm chân này bao nhiêu đấy? 301 cho cái chậu ngâm chân này nhá. Và hôm nay thì bên shop về thêm cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái gói ngâm chân luôn. Đấy. Cậu ngâm chân này thì sẽ là 301 này. Đấy, rất tiện ích luôn. Hàng to đẹp nhá. Có công tác đây để các bác có thể điều chỉnh các chế độ này. Đấy, các bác cho chân vào đây thì vừa là ngâm chân, ngồi lên cái ghế cao cho em. Đấy. Vừa ngâm chân vừa là massage rất là phê luôn các bác này. Đấy. Vừa ngâm chân vừa massage rất là phê luôn. Đấy. Ở đây thì nó có cho các bác các cái con lăn như này nhá. Có cái con lăn như này. Những cái con lăn như này. Đó. Rất là tiện ích luôn. Đó. Những con lăn này rất tiện ích này. Và ở đây thì nó sẽ giúp cho các bác là làm nóng này, làm nóng này. Đó, có các chế độ như này. Rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 310.000 nhá. 310.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. 310.000 lên cho em là chậu ngâm chân, 310k cho cái chậu ngâm chân như này nhá. 310.000. Dây cũng khá là dài để các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gói ngâm chân như này nhá. Một cái gói ngâm chân như này. Ở đây thì nó sẽ là cái dòng thảo mộc về các bác bỏ vào trong cái chậu này mình ngâm nó tiện ích luôn. Đó, gói ngâm chân 30.000 một gói là 4 gói 100 nhá. Đấy. Một gói này của nó thì sẽ là 6g một gói nhỏ và được 30 gói bên trong. Đấy, được 30 gói bên trong. Các bác chỉ cần bóc ra, sau đó thì mình thả vào cái chậu ngâm chân này là mình ngâm thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái sản phẩm như là ngải cứu này, rồi là các cái loại thuốc chống đau nhức mỏi chân, rồi tê bì chân các bác nhá. Đó. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, vừa thư giãn vừa dễ chịu luôn. Giá thì sẽ là 30.000 một gói nhá. 30k một gói. Lên cho em là thuốc ngâm chân nhá. Đấy, thuốc ngâm chân 30k một gói và mua 3 gói thì sẽ là
mua 4 gói là 100.000 nhá, 30.000 một gói. Và 4 gói thì sẽ là bằng 100k nhá, 4 gói bằng 100.000, giá tốt cho bác luôn. Đấy thì mỗi gói này của nó sẽ được là 30 gói con, tức là một gói này là dùng được 30 lần nhá, 30 lần. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là cái ổ B1, giá sẽ là 65.000 cho cái ổ B1 như này. Hàng này thì của nó sẽ là hàng, một cái hàng dòng nhựa cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá, nhựa cực kỳ cao cấp cho nên các bác dùng cực kỳ là yên tâm. Đấy, nó đấy, nó bằng nhựa cao cấp cho nên các bác đập phá thoải mái luôn nhá, 65.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con dao thái lỗ nhá, con dao thái nó có lỗ này, siêu bén luôn các bác này. Đấy, siêu bén luôn, hàng của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng của Nhật, dao thái lỗ. Chiều dài của dao thì vào khoảng gần 30 cm, phần lưỡi là khoảng 20 cm. Con này thì dòng siêu bén rồi các bác này. Đấy, các bác thấy không? Con này dùng rất là thích luôn. Đó, chất thép của nó thì là thép trắng đánh nhám chống dính nhá, hàng của thương hiệu Kai nhá. Hàng của thương hiệu Kai như này. Con này thì giá sẽ là 130.000. Lên cho em là dao thái lỗ 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái keo dán giày nhá, keo dán giày. Đấy, con này thì chuyên dùng để dán giày, rất là tiện ích luôn. Đó, giày dép mà các bác bị bong chốc thì các bác đưa vào dán cho em, rất tiện ích luôn. Đấy, đây các bác này. Đấy, mình đưa vào dán này. Đó, giày dép các thứ đưa vào dán cho em liền luôn nhá. Giày dép đồ cao su có riếc đưa vào dán rất là ok luôn các bác này. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn nhá. Đó, dán phát ok luôn các bác thấy không? Đó. Lên cho em là keo dán giày nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k cho một típ keo dán giày như này thôi. Keo dán giày giá sẽ là 15.000 cho một típ như này nhá. 15.000 cho một típ như này. Keo dán giày giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái xẻng của lính Mỹ nhá. Đấy, xẻng lính Mỹ như này. Đấy, made in USA này, 90.000 trong con xẻng lính Mỹ như này. Đấy, thì ở đây khi các bác sử dụng thì các bác có thể là làm xẻng này hoặc là làm cuốc này. Đấy, thì tùy theo các bác ngửa đầu nào thì mình ăn đầu đấy thôi. Nó rất là tiện nhá, rất là tiện luôn. Đó, nó có lẫy ở đây thì mình chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Rất là tiện, nó có thể gấp gọn được như này. Lên cho em là xẻng lính Mỹ nhá. Giá sẽ là 90.000, hàng made in USA này, made in USA. Đó, thì chiều lưỡi này khoảng 10 cm, chiều rộng này khoảng 8 cm, rất là tiện ích luôn. Có cả cưa này, cả khui bia này, đấy, rồi cả cào cuốc, rất là tiện nhá. Đựng trong một cái túi như này nó rất là gọn này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xẻng lính Mỹ nhá, xẻng lính Mỹ. Đấy, nó dành cho lính của quân đội Mỹ. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho cái xẻng lính Mỹ này thôi. Con này thì siêu tiện dụng luôn, xẻng lính Mỹ 100.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác một cái mã đèn. Cái này nó là một cái đây, nó sẽ là một cái hệ thống cái này thì không bao gồm đèn nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là đèn đèn làm việc các bác này. Đây, đèn làm việc như này. Đấy, nó sẽ là một cái chân đèn ở cái bàn làm việc như này. Đấy, các bác có thể là lật lên lật xuống như này này. Đấy. Và có thể điều chỉnh tăng giảm như này nhá. Đấy. Lên cho em là đèn bàn làm việc nhá. Con này thì giá chỉ có trên 100.000 thôi. Đây. Các bác có thể tùy chỉnh ở đây được. Đó. Nó sẽ có cho các bác là một cái chân đế như này để các bác lắp nó vào này. Đấy, lắp nó vào cho em. Đó. Xoay đi xoay lại này, rất là ok luôn nhá. Lắp vào xoay đi xoay lại này. Đó, có thể ngoặt lên ngoặt xuống này. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là công tắc luôn. Có cả công tắc ở đây. Đấy. Về nhà các bác chỉ việc là lắp bóng vào là xong thôi. Cái này thì các bác lên cho em là đèn làm việc nhá, đèn làm việc. Đấy, cái này các bác có thể dùng để mình làm việc này. Đấy, rồi là học hành, nói chung là đa di năng luôn. Đó, lên cho em là đèn làm việc. Giá sẽ là 145.000 nhá, 145.000. Chiều cao của nó thì nó lên tới độ khoảng là 60 cm, 50-60 cm nếu mà các bác ngửa hết lên nhá, rất là tiện luôn. Và nó có cái phễu như này. Đó, đèn làm việc 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác ba cái mẫu nước hoa này. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là Chanel, Gucci và nước hoa Dubai. Nước hoa Dubai thì một típ này của nó sẽ là đi 60.000, 60.000 cho một típ như này. Đấy. 60.000 một típ như này nha. Một hộp này bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5, một hộp 5 chai như này. Giá sẽ là 60k nhá. 60.000 nhá, 60k. Nước hoa Dubai, một hộp chiết 5 chai này 60.000. Còn cái này nó sẽ là nước hoa Chanel nhá. Đi nốt kia đi. Cái này là 120.000 nhá. Này. Đây. 120.000 nhá. 120.000. Nước hoa Gucci và nước hoa Chanel đều là 120.000 nhá. Đây. Hàng sản xuất ở Pháp này, made in France này. Đó, con này thì sản xuất ở Anh này. Đấy. Sản xuất ở Anh.
Đây, made in UK nhá. Đó. Thì con này nó sẽ là 120.000 một lọ, các bác muốn lấy lọ nào thì lấy nhá. Hàng nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này. Dung tích của nó là 100 ml nhá, 100 ml nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ ổ điện đây các bác này. Đấy, một cái ổ điện như này. Con này thì các bác lên cho em là ổ điện vuông trắng nhá, vuông trắng. Đây, ổ điện vuông trắng 150.000. Ổ điện vuông trắng này, vuông trắng giá sẽ là 150k nhá. 150.000 thì cái ổ điện vuông trắng như này. Ổ điện vuông trắng 150.000, 1 2 3 4 5 chân cắm USB, một chân tai xi nữa là 6 chân nhá. Đấy, và 6 ổ cắm như này. 150.000, dây dài khoảng trên 1 mét nhá. Rất là tiện luôn, ổ điện vuông trắng này. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái cà lê đa năng này nữa này. Đấy, cà lê đa năng đây. Thanh lý nốt cho các bác, giá sẽ là 10k nhá. 10.000. Nó sẽ có 3 đầu này, một đầu là từ 3 đến 8 và một đầu là từ 8 đến 17. Giá sẽ là 10k nhá. 10k cho một con cà lê đa năng như này. Rất nhiều đầu luôn, 3 đến 8 và 8 đến 17 nhá. 3 đến 8, 8 đến 17. Tha hồ sử dụng luôn. Cà lê đa năng 10.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, cái vòi xịt hơi như này. Nhà bác nào có máy xịt hơi xịt điếc thì mình lắp vào cho em. Vòi xịt hơi 80.000 nhá, 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm chết hàng của thương hiệu Crosman của Mỹ này, Crosman USA này. Đó, kìm chết của Mỹ. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Đây, 100k kìm chết của Mỹ nhá. Đấy, Crosman USA này. USA chữ dập chìm luôn. Đó, Crosman USA nhá. Lên cho em là kìm chết Mỹ giá sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái ổ điện xanh trắng này. Con này sẽ là 55.000. 55.000 cho cái ổ điện xanh trắng như này. Con này thì nó sẽ là bao gồm với bác là 3 chân USB, 6 ổ cắm có công tắc đóng ngắt nhé. Ổ điện xanh trắng giá sẽ là 55.000. 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con massage này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là súng thư giãn nhá. Một con súng rất chất lượng như này. Combo cho bác luôn bao gồm là các đầu nhá. Và khi các bác nhấn lì thì nó sẽ chạy này. Và tăng cấp độ đây này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Máy chạy khỏe, độ rung tốt nhá. Đấy, giúp cho các bác là massage này. Đánh tan các cái phần đau mỏi nhức hoặc là đánh tan mỡ thừa trong các cái phần cơ thể này. Bụng này, massage lưng cổ vai gáy này. Đều được hết nhá. Đấy, nó sẽ có các bác các cái đầu chân như này. Đấy, các cái đầu chân như này. Về các bác lắp vào cho em. 100... Con này thì giá chỉ có hơn 100.000 một chút thôi. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Giá của nó sẽ là 100. Súng thư giãn này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là súng thư giãn 170k nhá. 170.000 cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái khay để các bác đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Đấy. Đây, nó sẽ là một cái khay như này các bạn nhé. Chất liệu của nó thì bằng inox 304. Đây, inox 304 sáng bóng đẹp này. Đó. Thì con này dài khoảng là 25 cm, rộng gần 20 cm, chiều cao thì khoảng 7 cm. Đấy, một khay bằng inox như này. Cái này các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn, có nắp đậy luôn nhá. Có nắp đậy luôn. Đấy, có nắp đậy. Rất là ngon luôn. Đây. Nắp của nó đây các bạn này. Đấy, nắp của nó đây, có nắp đậy luôn. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Đấy. Mang đồ thức ăn này hoặc là bóp nem, bóp nộm, đựng thực phẩm đều được hết nhá. Lên cho em là khay chữ nhật nhá. Giá thanh lý cho bác 40k thôi. Khay chữ nhật này. Đó, khay chữ nhật. Giá thanh lý cho bác là 40k một chiếc nhá. 40.000 một chiếc. Đấy, em cũng chỉ còn 5-6 chiếc nữa thôi. Thanh lý nốt cho bác. Lên cho em là khay chữ nhật giá sẽ là 40.000 một chiếc nhá. Đó, 40k cho một cái khay chữ nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái thảm lau chân nhá. Thảm lau chân giá sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc. Đấy, nó cũng có khá là nhiều màu luôn. Thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó nhiều màu lắm. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ này, nỉ lộn. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Bên dưới thì cao su non, chống trơn trượt rất là tốt nhá. Đó, giá thì sẽ là 40.000 thôi. Kích thước của nó là 40. Đấy, 40 x 60. Cho nên là bên em lên nó là thảm 46 nhá. Thảm 46. Thảm 46, giá của nó là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm Hàn Quốc này.
Đấy, kích thước của nó là 70 nhân với lại 1m4 nhá. 70 nhân với 140 cm. Giá sẽ là 40.000 một chiếc này, 40.000 một chiếc. Đó. Còn khăn rửa mặt thì sẽ là 20.000 ba cái nhá, 20.000 trên ba cái. Còn mua cả bịch này 10 cái thì sẽ là 50k nhá, 50k trên 10 cái luôn. 50.000 trên 10 cái như này, cả bịch nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tất này. Tất của đợt này thì em về cho các bác cái lô tất của Adidas nhá, tất của Adidas thế này. Thì các bác lên cho em là tất hộp nhá, tất hộp. Một hộp này của nó thì sẽ là 5 đôi nhá, một hộp này của nó là 5 đôi. Tất hộp thì một hộp 5 đôi như này. Một hộp 5 đôi này em về nó sẽ có cho các bác là 3 màu nhá, 3 màu, màu đen, màu xám và màu trắng. Màu đen, màu xám, màu trắng. Thì các bác lên cho em là tất hộp nhá. Tất hộp giá của nó sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho một vỉ như này. Đó. Lên cho em là tất hộp 85.000 một vỉ nhá. Một hộp như này. Đó. Đó, lên cho em là tất hộp giá sẽ là 85.000 nhá. Tất hộp này. Đấy, tất hộp màu đen, màu ghi và màu trắng 85k nhá. 85.000 đó. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ này. Tất vỉ thì hàng của thương hiệu Nai nhá, hàng của Nai như này. Một vỉ này của nó thì sẽ là 10 đôi luôn. 10 đôi. Giá là 90.000 nhá, 90.000. Co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi tốt. Giá sẽ là 90.000 một vỉ như này, 90.000 vỉ này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi hút rửa bát loại to nhá. Đây là cái vòi hút rửa bát loại to này. Loại to này thì giá của nó sẽ là đi 100.000 nhá. 100.000 cho cái vòi hút rửa bát loại to, có kèm cả giá đỡ như này. Về nhà các bác lắp cái giá đỡ này vào cái phần cái ấy cho em. Đấy, vào cái phần cái kim cái vòi chậu rửa cho em. Đó, vòi hút rửa bát loại to nhá. Giá sẽ là 100.000. Còn bên shop có cái vòi hút rửa bát loại nhỏ đây. Loại nhỏ thì nó không có giá đỡ. Đấy, không có giá đỡ. Chỉ có đầu vòi thôi. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái vòi loại nhỏ như này. Tiếp theo thì sẽ là một cái máy nhổ lông vịt. Con này sẽ là 165.000. Cái này em bán rất là nhiều rồi. Đấy, chỉ có bật điện này lên thôi. Đấy là nó sẽ xoay như này là nó sẽ kéo cái lông vịt vào các bạn này. Đấy, nó kéo vào này các bạn này. Được nha. Cái lông vịt này nó sẽ kéo vào như này. Đấy các bạn thấy không? Đấy nó kéo vào này. Kéo rất là mạnh luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đó, rất là tốt luôn. Hai cái này nó sẽ xoay tròn này, hai cái này nó sẽ xoay tròn. Đây. Và cái cơ chế nó xoay như này là nó sẽ kéo cái lông vịt vào này. Đấy. Máy nhổ lông vịt 165.000, nhổ cực kỳ là ngon luôn. 165.000 cho cái máy nhổ lông vịt như này. Tiếp theo là cái tô vít đa năng này. Đấy, đây nó sẽ là một cái tô vít như này, rất là đa di năng luôn. Có đầy đủ các đầu cho các bác này. To nhỏ lớn bé này. Đấy. Dẹt tròn ba khe đầy đủ. 80.000 nhá. Các bác dùng cái nào thì mình hất ra như này cho nha. Đó. 80.000 cho một con tô vít đa năng 8 đầu như này. 8 trong 1 luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn cúc áo siêu sáng luôn. Con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là đi đây, siêu sáng luôn. Đấy. 30.000 nhá. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Đấy. Các chức năng như là cúc áo này, móc khóa này, khui bia, mở nắp chai đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, có cả 5 châm hít 30.000. Tiếp theo là đũa inox của Đức này, hàng thương hiệu Willing của Đức. Giá sẽ là 55.000. Một vỉ này bao gồm 5 đôi. Đây. Một vỉ này bao gồm 5 đôi cho bác luôn. Đũa inox hàng thương hiệu Willing của Đức nhá. Một vỉ 5 đôi, 55.000. Đó. Xìa của thương hiệu Willing của Đức. Một vỉ này của nó sẽ là 60.000. 60.000 cho một vỉ 5 đôi. 5 chiếc. Đấy. Hàng inox 304 cũng sáng bóng đẹp luôn. 60.000 đúng không nha? 60.000. Đây các bạn này, con máy nhổ lông vịt đây này. Đấy. Chỉ cần đưa vào gạt phát là hết này. Đấy. Các bạn thấy không? Đấy, rất ngon các bác nhá. Máy nhổ lông vịt nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm huấn nhá.
Chào các bác quay trở lại với số phạm huấn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó, các bác mua hàng thì có thể liên hệ ở hai số điện thoại em để hai góc màn hình nhé, hai góc màn hình. Để xem kênh thì cho em xin một nút like các bác nhé, một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em là Phạm Huấn đến từ Hà Nam các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái lô mũ da bò nhé. Lên cho em là mũ da bò, giá của nó sẽ là 370.000 nhá, 370.000. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Gucci này, Gucci, hàng của made in Italia nhá, Italia các bác đấy. Đấy, mũ da bò 100% là da bò xịn tự nhiên cho các bác luôn. Đội vào thì cực kỳ là đẹp luôn. Đó, đội vào thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Đội vào thì mũ home form rất là đẹp luôn. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem luôn các bác nhá. Mũ da bò các bác này. Đấy. Đội vào thì ôm form cực kỳ là đẹp luôn. Đó, một con mũ da bò chất lượng như này các bác này. Đó, thì các bác có thể tùy theo cái mức cỡ đầu của mình thì mình điều chỉnh cái nấc ở đằng sau này cho em. Đó. Một con mũ da bò cực kỳ là chất lượng luôn. Màu đây, đấy, màu đen này. Có màu đen này, có màu đen này. Màu da bò này. Màu đen, màu da bò này, màu da bò vàng, da bò đây, màu này màu da bò vàng này. Đấy. Một con mũ màu da bò vàng cực chất luôn, màu da bò vàng nhá. Đó. Một con màu màu nâu này, đấy, màu đen, màu nâu, màu da bò vàng và da bò thâm nhá. Đấy. Màu da bò vàng và da bò đậm này, đấy. Đây. Màu này thì nó sẽ đậm hơn một chút này. Đó. Màu da bò vàng, màu da bò đây, có hai màu như này nhá. Màu da bò vàng này, da bò nâu này. Đấy. Đây, rất đẹp các bác nhá. Đó. Đấy. Thì các bác lên cho em là mũ thì cực kỳ xịn sò cho các bác rồi. Chất mũ thì cực kỳ là xịn sò cho bác luôn. Đấy. Thứ nhất là màu đen màu nâu này. Đấy. Màu đen màu nâu và màu vàng đậm và vàng nhạt nhá. Đấy. Màu vàng đậm, vàng nhạt có hai màu. Đấy, màu vàng đậm, màu vàng nhạt. Mỗi mẫu thì nó chỉ có vài con thôi. Mỗi mẫu có vài con thôi thì em lên nhanh để gửi tới các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thắt lưng da bò này, 100% chất liệu của nó là da bò tự nhiên đây. Đấy. Hàng này em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, test đốt thoải mái nhá. Mặt của nó thì mặt tráng gương siêu đẹp luôn. Mặt tráng gương siêu đẹp như này. Lẫy của nó thì lẫy mặt tráng gương siêu đẹp, lẫy của nó là lẫy con lăn nhá. Đấy, mặt tráng gương siêu đẹp này. Đấy, hàng mũ da bò này. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ này, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, made in USA các bác này. Đó, made in USA nhá. Đây. Made in USA, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo là thắt lưng này. Đấy, thắt lưng da bò 190.000, ví là 120 nhá, còn mua combo thì sẽ là 300 nhá. Combo của nó sẽ là 300. 300.000 cho hai món. Đấy, một thắt lưng một ví. Còn mua lẻ thì con này là 120 này, made in USA này. Đó. Mua lẻ thì sẽ là 120 nhá. Mua lẻ 120. Còn mua combo thì sẽ là ví là mua combo cả thắt lưng cả ví là 300 nhá. 300 bao ship này. Chất liệu này, 100% da bò luôn, cực kỳ xịn cho bác luôn. Đây. Đấy, cao cấu thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Thắt lưng là 190.000 nhá, ví là 120 này, thắt lưng 190, ví 120. Đấy. Mua combo thì sẽ là 300, còn mũ này là 370.000 nhá. Mũ da bò 370.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đá mài của Nhật nhá, đá mài của Nhật nhá. Đá vàng đây, lên cho em là đá vàng này, hàng made in Japan, hàng của thương hiệu Katashiwa nhá. Đá vàng thì sẽ là 90.000 nhá, đá vàng 90.000. Còn đá đỏ thì sẽ là 70.000. Đá đỏ này thì sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Đá đỏ này là 70.000 này. Hàng của thương hiệu Katashiwa này, Katashiwa made in Japan nhá. Đó, con đá đỏ này thì sẽ là 70.000 và đá vàng là 90.000. Bên dưới của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp một cái thanh lót cao su như này chống trơn trượt nhá. Đấy. Đá vàng sẽ là 90k nhá, 90k cho viên đá vàng như này. Nó là màu vàng, độ mịn của nó là 5.000 10.000 và viên màu đỏ này thì sẽ là 70k. Đấy, độ mịn của nó sẽ là 3.000, 3.000, 8.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia nước hoa dầu gió Singapore. Dầu gió Singapore 40.000 một lọ và một lốc như này của nó sẽ là 450.000. Một lốc này sẽ là 12 lọ nhé. Một lốc này là 12 lọ. Hàng thì hàng của Mỹ và sản xuất ở Singapore nhé. Đấy, lên cho em là dầu gió xanh. Dầu gió xanh nhé, 4.000 một lọ. Đây. Đấy, nếu các bác mua cả lốc như này là 12 lọ. Cả lốc này là 12 lọ nhá, thì giá của nó sẽ là đi 12 lọ, giá của nó sẽ là đi 450.000 đây, made in Singapore này. Đấy, dầu gió Singapore, đây, made in Singapore nhá. Hàng này thì siêu thơm luôn, hàng của Mỹ đây. Đấy, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, dầu gió xanh. Con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu các bác nhá. Đây,
Đấy, đây các bác này, hàng chất lượng luôn, tem mác đàng hoàng nhá, tem mác đàng hoàng. Đây các bác này, đó USA nhá, USA này, cực thơm luôn. Đấy, rất là thơm và rất là nóng nhá, rất thơm rất nóng luôn. Dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một đây. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ và 450.000 một lốc, 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác các sản phẩm, đó là cái con tăng đơ 9D này, tăng đơ 9D. Đó. Con này thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là rất là đa di năng luôn. Đấy. Cạo râu 9D, cạo râu 9D nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là cáp sạc này, một thân máy cạo này, một thân máy cạo như này. Đấy, một thân máy cạo này, ba lưỡi kép luôn. Đấy. Các bác nghe cái tiếng râu nó đứt chưa? Xoẹt xoẹt luôn. Đấy, em mới vừa liếc qua mà râu nó đứt đầy ra đây rồi này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Một đầu cạo râu này. Đấy. Một đầu cạo râu này, một đầu tỉa lông mũi này. Đấy, cạo râu, tỉa lông mũi này. Rồi có cả cho các bác là đi cái phần để các bác cạo râu, tỉa lông mũi. Rồi có cả phần tăng đơ chấn viêm nhá, tăng đơ chấn viêm nữa. Đó. Đa di năng cho các bác luôn. Lên cho em là tăng đơ 9D nhá. Giá sẽ là 4 và tăng đơ 9D, giá sẽ là 95.000. 95.000 tăng đơ 9D như này. Tiếp theo là cân cân 10 nhá. Đấy, cân 10. Con này thì nó sẽ cân được 10 cân, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, Winling hai hình người của Đức nhá. Đấy, mặt cân bằng inox hết nhá. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào cho em, lắp pin vào đây. Đấy, có cả nhớ số luôn, cân 10. Đấy, mặt cân bằng inox rất là xịn sò cho bác luôn. Đó. Đây về nhà các bác bóc cái dây bóng này ra. Đó, có pin sẵn cho bác luôn. Cân 10 nhá. Cân được 10 cân 120.000. Đó, con này thì các bác dùng trong nhà bếp nhá. 120.000 cân 10. Đá vĩnh cửu này. Đấy, 70.000 một hộp này. Hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đó. Cái này thì các bác về các bác bỏ vào ngăn đá tủ lạnh này, ngăn đông tủ lạnh. Đấy, mình dùng để uống rượu, uống bia, uống nước giải khát không bị mất cái độ nguyên chất nhá. Đấy, một vỉ này của nó là 6 viên. Lên cho em là đá vĩnh cửu, giá của nó sẽ là 70.000 một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là kia đèn bóng tròn nhá, 80.000 quả bóng tròn như này. Cái này của nó thì nó sẽ là dòng năng lượng mặt trời. Đấy, có pin năng lượng mặt trời này. Đấy, có sáng mạnh, sáng vừa này, nhấp nháy này. Đó thì dùng rất là tiện luôn, mất điện mất đóm các bác dùng con này cho em. Đấy, có quai đeo như này nhá, có quai đeo như này dùng rất là tiện này. Đấy, giá sẽ là 80.000 nhá, bóng tròn. Giá sẽ là 80k cho một quả bóng tròn như này, có cáp sạc và có cả pin năng lượng mặt trời luôn. Tiếp theo thì đây, ngoài cái cân 10 thì nó sẽ có cho các bác là cái cân 5 này. Cân 5 này, con này nó sẽ là dùng được là 5 kg. 5 kg nhá. Đấy, 5 kg như này, con này thì không kèm pin đâu. Đấy, cũng có nhớ số như chiếc đầy đủ luôn. Con này thì không kèm pin nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 50.000 thôi. Đấy, con kia cân 10 là 120. Còn cân 5 này sẽ là 50.000 nhá. 50.000. 50.000 cho con cân 5 như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con một cái bộ cắt móng tay này. Bộ cắt móng tay thì đầu tiên nó sẽ là bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức. Bộ 3 móng Đức này thì giá sẽ là 90.000. 90.000 cho bộ 3 móng Đức như này. Đấy. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này. Đấy, ba cái bấm móng như này. Đó, ba bấm móng cực kỳ là ngon luôn. 90.000 cho cái bộ ba bấm móng Đức như này nhá. Bấm cực kỳ là ngon luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái bấm móng to này. Đấy, con này rất là to luôn. Đấy, bấm móng to nhá. Đó. Bộ bấm móng to này. Đấy. Bộ bấm móng to như này nhá. Đấy, một cái bấm to này, một cái bấm nhỡ và một cái bấm khóe này. Đây, con này thì nó sẽ đưa vào các cái khóe tay, khóe chân được này. Đấy, đưa vào khóe tay, khóe chân. Combo cho các bác 3 món như này. Giá sẽ là 90.000 nhá, đựng trong cái hộp nhôm cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, 90.000 cho con này. Tiếp theo thì sẽ là một con ví hồng nhá. Con này nó sẽ là ví màu hồng này. 50.000 cho con ví màu hồng như này. Ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác các cái chi tiết như này. Đó, con này sẽ là 50.000 nhá. 50.000 thôi. 1 2 3 cái bấm móng này, tỉa rồi là lấy dây tai này, nặn mụn này, đầy đủ cho bác luôn, các cái combo như này nhá. Giá chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho cái bộ ví hồng này, lên cho em là ví hồng này. Giá sẽ 50k này. Ngoài ra thì sẽ có cái bộ ví xanh cao cấp hơn là 100.000. Bộ này thì to hơn nhá, to hơn một chút này. Đó, to hơn một chút như này. Đây, rất là to luôn, các bác thấy không? Đây, rất to này, nhiều chi tiết hơn. Đấy, nhiều chi tiết hơn, có cả mài gót chân luôn. Bộ này thì sẽ là 100.000 nhá. Ví xanh. Ví xanh là 100.000 các bác nhá. Đấy. Ví xanh 100k còn ví xanh này. Tiếp theo thì sẽ là bộ bài vàng này. Bộ bài vàng 35.000. Đấy, đây nó sẽ là bài bằng nhựa nhá. Bài bằng nhựa dùng cực kỳ là ngon luôn các bạn này. Đấy, gập và thoải mái luôn. Bộ bài vàng như này, rất đẹp này. Bài bằng nhựa rất đẹp luôn nhá. Bộ bài vàng 35.000 cho bộ bài vàng như này. Đấy, Tết nhất N các bác mua dùng để mình chơi rất là tiện ích luôn.
bộ bài vàng 35.000 nhá, 35.000. Tiếp theo là con loa 2 mic này, loa 2 mic như này, con này thì sẽ là 120.000. Đấy, nó sẽ bao gồm loa các bác có thể kết nối vào Bluetooth này. Đấy, loa kết nối vào Bluetooth, có kèm cáp sạc và có cho các bác là 2 mic luôn. Vừa kết nối vào Bluetooth, vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke thoải mái luôn. Đấy, kết nối vào Bluetooth này, nghe nhạc, hát karaoke này. Đó, các bác có thể bật mic lên cho em này, bật nguồn lên này. Đấy, bật nguồn lên nhá. Đó, sau đó thì bật nguồn là mic lên này. Các bác có thể alo kết nối này. Đó. Alo, alo, 1234. Alo, 1234 567890. Alo, alo. Đó, thì các bác có thể dùng để nghe nhạc này, hát karaoke rất là thoải mái luôn nhá. Đó, giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, mang đi các bác có thể hát karaoke, nghêu ngao, nghe nhạc cũng rất là ok luôn. 120.000. Lên cho em là loa 2 mic 120.000 này. Tiếp theo thì đến cái bộ đó là cái máy đo huyết áp nhá. Con này thì vừa đo huyết áp vừa đo nhịp tim được hết luôn. Đo huyết áp, đo nhịp tim. Bác nào mà bị các cái bệnh ví dụ như là huyết áp này, đấy cao thấp các thứ thì các bác dùng con này cho em. Về lắp pin vào đây nhá. Lắp pin vào đây. Đó, rất là tiện ích luôn. Lắp pin vào đây là mình sử dụng thôi. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là đi lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Giá thì sẽ là 160.000. 160.000 cho con máy đo huyết áp như này. 160.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì bao gồm cả lưỡi cả kem luôn. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi, cả lưỡi cả kem luôn, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. Đó. Cả lưỡi cả kem đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lưỡi kem, bàn cạo, bàn kiếc các thứ đầy đủ. Về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy. Đây, combo cho các bác này. Đấy, một bộ này sẽ là bao gồm như này. Đấy. Bộ sẽ bao gồm là 30 lưỡi này, 30 lưỡi, một lọ kem và một cái bàn cạo này, một bàn cạo, một lọ kem và 30 lưỡi kép như này nhá. 30 lưỡi kép sáng bóng như này. Các bác dùng để mình cạo râu cho em cực kỳ là ok luôn. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là đi 5. Đây, giá của nó sẽ là đi 55.000 nhá. 55.000 cho cái bộ lưỡi kem như này. Lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000. Tiếp theo là con máy đánh trứng này. Con này sẽ là 80.000 cho con máy đánh trứng như này. Đấy, con này thì các bác dùng để đánh trứng này hoặc là pha cà phê các việc đều ok hết nhá. Đấy, đây nó sẽ là một thân máy này, hàng chạy bằng pin nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp những cái đầu này vào cho em này. Đấy, lắp các đầu kết nối vào đây. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác cái đầu này mình lắp vào cho em. Đó, lắp vào là nó sẽ xoay thôi. Các bác lắp đúng lẫy đúng chiều mũi tên cho em là được nhá. Đây nó sẽ có một cái mũi tên như này. Các bác lắp đúng cái mũi tên cho em. Đấy. Lắp đúng cái mũi tên là nó sẽ sập vào là mình sử dụng thôi. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái thân như này nhá. Hai cái thân như này. Đấy, các bác cứ lắp vào này. Đấy, đánh trứng này. Đấy, đánh rất là tít luôn. Trứng rồi cà phê, cà pháo các bác dùng rất là tiện nhá. 80.000 cho con máy đánh trứng như này nhá. Lên cho em là máy đánh trứng. Giá sẽ là 80.000, dùng sạc pin thì rất là tiện. Hết pin thì các bác lại sạc đầy vào cho em, lại dùng. Một lần sạc như này có mà dùng cả tháng luôn. Máy đánh trứng 80.000 nhá, 80.000. Tiếp theo thì kệ rửa bát này. 90.000 cho con kệ rửa bát như này. Đấy, kệ rửa bát ở đây thì nó sẽ là một cái kệ rất là to luôn nhá. Đấy. Các bác có thể lắp vào cái vò chậu rửa này, lắp vào vò chậu rửa có cả khay hứng nước luôn. Xoáy cái này ra, xoáy cái này lắp vào vò chậu rửa cho em. Cái này là khay đổ nước đi này. Đấy, treo khăn, treo xiếc này. Đấy, lên cho em là kệ rửa bát nhá. Kệ rửa bát rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần xoáy cái này ra, lắp vào cái phần vò chậu rửa cho em là xong. Kệ rửa bát giá sẽ là 90.000 cho cái kệ rửa bát như này, to dày dẫn chắc chắn, dùng rất là tiện luôn. Kệ rửa bát 90.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp ô tô nhá. 80.000 cho một cái hộp ô tô như này. Đấy. 80.000 cho một hộp ô tô như này. Một hộp này của nó thì nó sẽ là vài chục chiếc luôn nhá. Đấy, vài chục chiếc luôn, rất là tiện này. Đấy. Hộp này vài chục chiếc luôn. Giá sẽ là 80.000, tầm độ khoảng 30 cái nhá. 30 cái. Ô tô này về các bác mua cho các bé chơi thả sức sáng tạo luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. 80.000 một hộp này tầm độ khoảng 30 chiếc luôn. 30 chiếc ô tô tha hồ dùng nhá. Máy đọc thẻ này, máy đọc thẻ giá 80.000 luôn. 80.000 cho cái máy đọc thẻ như này. Đấy, thì ở đây nó sẽ là một thân máy này. Một thân máy và một hộp thẻ như này bao gồm cho các bác là 112 thẻ với các chủ đề khác nhau. Đó, 112 thẻ các chủ đề khác nhau luôn. Bố này, đấy. Các bác bật máy lên cho em này. Cái này thì các cháu nhà mình vừa học vừa sáng tạo được luôn nhá. Bật máy lên này, lắp vào cho em này, lắp đúng chiều mũi tên này, đấy. Bố. Father. Đó, thế rất tiện ích luôn nhá. Mẹ. Mother. Đó, đầy đủ các chủ đề luôn, các chủ đề các ngôn ngữ khác nhau. Tha hồ cho các em thoải mái lựa chọn sáng tạo nhá. Đấy. Với 112 chủ đề với 224 mặt khác nhau để cho các bé tha hồ thỏa sức sáng tạo và lựa chọn. Lên theo là máy đọc thẻ giá 80.000 này. Tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này.
thớt tre 70.000 cái thớt tre như này dùng rất là tiện này. Ví dụ nhà các bác muốn dùng thái đồ ăn chín này hoặc là thái rau thái dợ dùng con này vừa nhẹ nhàng vừa tiện ích này. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi, thớt tre 70.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khay mứt nhá. Giá sẽ là 145.000 cho một con khay mứt như này. Đấy, 145.000 các bác nhá. 145.000 cho cái khay mứt như này. Rất là tiện luôn, 145.000. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ cần là kết nối lắp vào cho em là xong. Lắp vào ở đây nó sẽ có các cái đầu như này và các cái khay như này. Đấy, về nhà các bác lắp vào cho em. Khay mứt này 145.000. Có khay to, khay nhỏ đầy đủ cho bác luôn combo như này. Đây. Khi các bác lắp vào thì nó sẽ lên hình như này các bác này. Lên hình như này nhá. Đó, lên hình như này rất là tiện luôn. Đây. Đấy, đúng như này luôn. Đó, rất là đẹp nhá, bằng nhựa thôi. Giá sẽ là 145.000. Lên cho em là khay mứt nhá, 145.000. Về nhà các bác tự lắp ráp vào cho em. Lắp ráp vào thì nó sẽ như này các bác này. Đó, khay mứt 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thảm mà các bác lên cho em đó là đệm ghế nhá. Cái này nó sẽ là dùng bằng tổ ong như này. Đấy, rất là mềm luôn. Các bác dùng để mình ngồi ở ghế này, vừa là ấm áp này, vừa là êm ái này, bác nào hay bị trĩ này, đấy hoặc là đau mỏi này, dùng cái này cho em rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là đệm ghế nhá. Giá sẽ là 80.000 cho cái đệm ghế như này. Mặt chống trơn trượt này. Đấy, dệt than tổ ong này. Đó, rất là êm ái luôn. Đấy, ngồi thì cực kỳ là ngon, kể cả ngồi lên trứng cũng không vỡ luôn nhá. Đấy, giá sẽ là 80.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sáp ong nhá. Sáp ong như này để về nhà các bác đánh bóng đồ gỗ rất là tốt luôn, đánh bóng đồ gỗ. Giá sẽ là 25.000 cho một lọ sáp ong như này. Chuyên dùng để đánh bóng đồ gỗ rất là tốt luôn. Đấy, các bác dùng để đánh bóng đồ gỗ cho em. Lên cho em là sáp ong nhá. Giá sẽ là 25.000. Đây các bác này, đấy mình lau lên đâu là bóng ở đấy, các bác chỉ cần cho ra cho em. Sau đó thì mình lau lên, đấy. Đưa khăn và mình lau lên đồ gỗ của mình sẽ bóng nhoáng luôn. Đó, Tết nhất đến nơi rồi. Chỉ có 25.000 một lọ thôi. Các bác dùng để mình đánh bóng đồ gỗ thì cực kỳ là đẹp và tiện ích luôn. Đó, đây. Lau lên đâu là nó bóng ở đấy các bác nhá. Lau lên đâu là nó bóng ở đấy. Rất là đẹp luôn. Các cái đồ gỗ nhà mình nó bị cũ này, bị bẩn này, đấy. Thì các bác dùng cái sáp ong này lau lên cho em trần gỗ, sàn gỗ, đồ gỗ, tủ gỗ nhá. Đánh rất là bóng luôn và đẹp nhá. Đó, giá thì sẽ là 25.000. 25.000 cho một cái lọ đánh bóng đồ gỗ nhá. Rất là đẹp luôn. Đó, lau lên cái là bóng đẹp luôn các bạn. Đấy, đây. Lau lên cái là đánh đẹp luôn các bạn này. Đấy, bóc ra cho em này. Đấy, bóc ra sau đó thì các bác lau trực tiếp lên các cái bề mặt của đồ gỗ cho em. Đấy, rất tiện ích luôn. Rất tiện các bác nhá, đánh bóng đồ gỗ. Phục hồi làm bóng rất là tốt luôn. Đấy. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Lên cho em là sáp ong nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số phẩm huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là củ sạc nhá. Cái này thì lên cho em là dây củ sạc màu vàng như này. Đấy, lên cho em là dây củ sạc màu vàng nhá. Đấy, cả dây cả củ màu vàng như này. Thì cái này nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là đa di năng cho các bác luôn. Đó, đa di năng nhá. Con này thì công suất của nó sẽ là 120W nhá. 120W. Combo cho các bác cả dây cả củ như này thì giá của nó sẽ là đi các bác lên cho em là củ vàng nhá. Củ vàng này, củ vàng. Giá của nó sẽ là 75k nhá. 75k cho một cái bộ cả củ cả dây như này. Cả củ cả dây như này nhá. Đấy, và đây nó sẽ là dòng dây đa năng. Nếu mà các bác mua nguyên dây thì giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45 đúng không? À, mua nguyên dây thì giá sẽ là 45k cho một cái dây như này nhá. 45k cho một dây như này. 45.000. Dây này nó sẽ là một cái dòng dây đa năng. Các bác có thể giật ra như này này. Đấy. Giật ra như này thì nó sẽ là hai chân tai xi này. Giật ra như này thì là hai chân tai xi. Cắm vào thì các bác sẽ sử dụng được là chân của iPhone này. Và cắm vào nữa thì các bác sẽ sử dụng được chân của thằng USB này, chân USB. Đó. Thì các bác lên cho em là dây sạc 4 đầu nhá. Dây này nó sẽ là dây sạc 4 đầu nhá. Còn cái này thì các bác lên cho em là củ vàng này. Củ vàng là 75.000. Đấy, củ vàng cộng dây giá sẽ là 75.000. Củ vàng cộng dây là 75.000 nhá. Còn nếu các bác có củ rồi mà mua nguyên dây như này
mua nguyên dây như này thì dây này là dài tầm khoảng là đi dây này dài khoảng gần 1 mét nhé. Đấy, dài khoảng là đi dây này thì dài khoảng gần 1 mét và nó sẽ là dây sạc 4 đầu nhá. Lên theo là dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 45.000. Đấy, rút ra bình thường thì nó sẽ là hai chân tai si này. Cắm vào thì các bác sẽ có cho các bác là một chân tai si, một chân iPhone này. Và cắm vào nữa thì các bác sẽ có cho em là một chân iPhone và một chân USB này. Nói chung là rất là đa di năng luôn. Đấy, thì các bác có thể cắm vào như nào cũng được. Đó, dùng iPhone cũng được, mà dùng tai si cũng được, mà dùng USB cũng được. Đó, đa di năng như này. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 45.000 nhá, 45.000. Tiếp theo thì nó sẽ là về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mã sản phẩm đó là cái búa vàng nhá. Lên theo là búa vàng. Ở đây nó sẽ là một con búa như này. Đấy, một con búa như này. Ở đây thì trong này nó sẽ là một cái tô vít nhá. Tô vít như này. Tô vít, và cái tô vít này thì nó sẽ có thêm một cái tô vít bé này nữa này. Đấy, một con tô vít bé như này. Đấy, và đây thì nó sẽ có một cho các bác là một cái đầu mũi như này nhá. Một cái đầu mũi như này. Thì các bác có thể lắp vào đây này. Đấy. Các bác có thể lắp vào đây như này. Đấy, một con búa rất là đa di năng luôn. Đây, xoáy ra này. Xoáy ra. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Nói chung là con này thì cực kỳ là đa di năng luôn. Rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm. Đấy, các cái đầu mũi vít các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đó, đầu vít như này. Con này dùng rất là tiện ích luôn. Lên cho em là búa vàng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi. Các bác lên cho em là búa vàng nhá. Búa vàng chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm, dài khoảng 15 cm, và cái phần thân búa này thì nó vào khoảng là 4-5 cm. Nói chung là rất là chắc luôn. Con này rất là chắc luôn này các bác. Đấy, dùng rất là thích này. Đấy, các bác dùng để làm thợ làm nghề rất là thích luôn. Đấy, chất liệu thì bằng hợp kim mạ đồng dày dẫn chắc chắn ngon lành. Lên cho em là búa vàng, giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một con búa vàng như này. Lên mã giúp cho em là búa vàng, giá sẽ là 60.000. 60.000 mỗi em búa vàng như này thôi. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Anh em các bác có thể mua để về mình sử dụng trực tiếp hoặc là chế đồ làm nghề ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con cưa xích nhá. Đấy. Đây. Đấy, cưa pin nhá. Con này cưa bằng pin. Đấy, cưa bằng pin như này. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy. Có cho các bác là hai viên pin luôn, hàng của thương hiệu Makita. Đây, rất là ngon luôn. Đấy. Khi các bác về thì các bác lắp cho em cái phần lam này vào này. Cái này thì em cũng không tiện lắp. Về nhà thì các bác xoáy ra cho em. Lắp cái phần lam này vào đây. Lắp phần lam vào đây này. Đấy. Sau đó thì các bác lắp cái phần lưỡi xích này vào. Cái phần lưỡi này vào nó sẽ có cho các bác là hai bộ lưỡi luôn. Hai bộ lưỡi này. Hai bộ lưỡi này, hai quả pin này. Hai quả pin, một cáp sạc nhá. Đấy, khi các bác nhấn thì nhấn cho em cả cái này luôn. Đó, nhấn cả cái này luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu? 420.000 mà các bác có tới 4 quả, 2 quả pin luôn nhá. 2 quả pin của Makita như này. Thì pin này các bác dùng đa di năng luôn, có thể dùng cho em vào các cái loại quạt kiếc đều ok hết, rất là tiện luôn. Đó, pin của Makita. Đây, thân máy rất là ngon như này. Giá sẽ là 420.000. Lên cho em là máy cưa pin nhá, máy cưa pin. Đấy. Máy cưa pin này. Đó. Máy cưa chạy bằng pin. Giá sẽ là 420k, bao ship tận nhà cho bác luôn. 420.000 cho con máy cưa pin như này, bao ship tận nhà nhé, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là ca rượu nhé, ca rượu. Con này thì giá chỉ có 60.000 cho một cái ca đựng rượu như này thôi. Đó, lên cho em là khay rượu nhá, một cái khay như này. Đấy, một cái khay hoặc một cái ca như này. Đấy, đây nó sẽ là một cái khay nhựa này. Tiếp theo là một cái khay bằng inox như này. Đấy, đường kính của nó là 18 cm, có tặng kèm cho các bác là một cái ca múc như này luôn, một ca múc như này để mình rót này. Giá 60.000 thôi. Bác nào hay uống rượu này, nhà hay có khách khứa thì dùng con này nó rất là tiện, khỏi phải dùng máy dùng móc nó lằng ngoằng. Cái này các bác cứ đổ rượu ra đây để vào giữa mâm, thế là mình múc là mình ấy thôi. Ngoài ra thì đây nó sẽ là một con inox rất là dày, các bác có thể dùng để làm nem, làm nộm, múc canh, múc riêu, múc đồ ăn. Ngoài ra thì con này các bác có thể tách ra, nếu mà mình không sử dụng thì mình đựng đá này, đựng thực phẩm này, nói chung đều ok hết. Hai con này các bác có thể tách rời để mình sử dụng riêng biệt, hoặc là mình dùng để đựng đá và cho rượu vào đây uống vừa mát vừa lành vừa ngon. Giá sẽ là khay rượu 60k thôi, khay rượu 60.000. Đấy, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nhang trầm nhá. Đấy, đây, cái này là nụ trầm này. Nụ trầm sẽ là 45.000 cho một hộp như này. Đấy, nụ trầm 45.000 cho một hộp này. Đấy, một hộp này thì của nó có tới là mấy chục nụ luôn. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tầm khoảng 20 nụ nhá. Đấy, tầm khoảng 20 nụ trầm như này. Giá sẽ là 45.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái nhang trầm nhá. Nhang trầm này thì giá của nó sẽ là đi 40.000 thôi. 40.000 cho một hộp nhang trầm các bác nhá. 40.000 một hộp.
Hello các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi, cho nên là các bác cứ yên tâm mua từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship các bác nhá. Đấy. Bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái chổi lau nhà, các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em là thùng lau nhà nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, hàng này về giày dẫn chắc chắn hơn. Hàng của công ty, giày dẫn chắc chắn lắm các bác. Đấy, có thể đẩy đi đẩy lại như này. Và có quai sách như này nhá. 250.000 là bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em đó là thùng lau nhà nhá. Thùng lau nhà. Giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, rất giày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ được nhận được hai cái miếng lau như này nhá, hai miếng lau, một cái miếng lau bông mịn như này và một cái miếng lau siêu thấm nước như này các bác này. Đấy. Tiếp theo là cái phần lắp này. Lắp ráp thì các bác cứ lắp vào như bình thường thôi. Nói chung là cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Lắp ráp cái này thì ai cũng biết lắp rồi. Đấy, ai cũng biết lắp rồi, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì là phức tạp cả. Đấy, đây là cái bộ lắp của nó này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là từ 2 m chiều dài của nó thì khoảng từ 1 m3 đến 1 m tầm 1m3 đến 1m1 đến 1m3 thì đấy các bác nhá. Đấy các bác lắp cái này vào đây chưa? Cái này thì các bác xả ra này. Đấy. Đây thì nó sẽ dài như này, con này là khá dài luôn. Nó sẽ là tầm khoảng 1m 2m3 rồi. Đấy các bác lắp cái này vào chưa? Đó. Và mình ấn cái này lên này. Sau đó thì mình lắp thêm cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào. Đó. Thì lưu ý các bác mà muốn vắt nó dễ vắt thì nó phải có xà bông. Đấy, nó phải có xà bông nhá. Đấy, đây các bác ấn cái này vào cho em, ấn cái này vào. Đó, ấn cái này vào cho em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. À 200 xin lỗi các bác là 250.000. Đây. Khi các bác lau thì các bác vắt thì các bác xả cái này xuống cho em này. Đấy, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác nhé. Vắt rất là ngon luôn, các bác theo. Đây. Đấy, vắt rất là ngon luôn. Đó, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác theo. Con này dùng cực kỳ là đã luôn, hàng giày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành luôn. Lại được tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa. Tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa các bạn này. Rất ngon lành luôn đúng không nhá. Đó. Các bác cho nước, cho xà bông các kiểu đã con là điều vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá. Thùng lau nhà giá sẽ là 250.000. Hàng lô này về thì nó khá là dày dẫn chắc chắn nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút các bạn nhá. Và nó cũng rất là gọn gàng luôn. Rất gọn gàng các bạn. Đấy, rất gọn. Em có thể tháo ra để hết vào trong này được, rất là ok cho các bác nhé. Giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có cho các bác là 250.000 thôi, đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, rất gọn gàng các bác. 250.000 bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái mã hàng mới tiếp tục của shop, đó là súng bắn keo nến nhá, súng bắn keo nến như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V, điện 220V. Đấy, từ 100 đến 240V, công suất của nó sẽ là 20W nhá. 20W như này. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái lẫy này. Có một cái lẫy như này các bác này. Đấy. Có cái lẫy này để các bác lắp vào đây để mình để nhá. Đấy, để mình để như này. Đấy, mình để như này. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Đó. Thì dây cáp của nó đây. Con này thì sử dụng 20W và điện từ 100 đến 240V. Nên là các bác dùng điện nào cũng ok thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng keo nến nhá. Súng keo nến. Giá sẽ là 40.000 cho một cái súng keo nến như này thôi. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em là súng bắn keo nến, giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là súng bắn keo nến này. Giá sẽ là 40k cho một cái súng keo nến như này. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới, đó là cái mic không dây nhá. Đấy, mic karaoke không dây. Đấy, các bác lên cho em là mic karaoke không dây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 90.000 cho con mic karaoke không dây này thôi. Nó sẽ có sẵn pin thì các bác rồi, các bác chỉ cần là bật lên cho em này. Đấy, bật lên là mình có thể sử dụng được rồi các bác nhá. Đấy, có nút nguồn ở đây này. Các bác bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Thì các bác có thể mang đi để đi du lịch, để đi chơi này, hoặc là nói chung là đa di năng luôn.
Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, alo. Đó, thì cái chất âm của nó rất là hay, đầm ấm và vang. Thì các bác có thể bắt Bluetooth vào đây. Thì mình vừa là nghe nhạc cũng được, vừa nghe nhạc hoặc là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo, alo. Đó, nó cũng khá là to luôn nhá. Đấy, có tăng giảm âm lượng ở đây này. Alo, alo, đó. Đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Đó. Alo, 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 1, 2, 3, 4, alo. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một con mic như này. Thì con này các bác có thể cắm thẻ nhớ để nghe nhạc này, cắm loa jack 3.5 này, cắm USB này. Nói chung là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng cho các bác luôn. Vừa là loa Bluetooth, vừa là để nghe nhạc này. Nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là đi 90k thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là... Đấy, cái này là các bác tắt nguồn đi cho em. Đây, giữ cái nút, giữ lì cái nút nguồn này cho nó tắt đi cho em này. Đấy, tắt đi cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là... Các bác lên cho em đó là mic karaoke không dây nhá. Đó, mic karaoke không dây. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con mic karaoke không dây như này. Giá sẽ là 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các mã sản phẩm đó là cái con máy tăng đơ của thương hiệu Philips nhá. Đấy, tăng đơ cắt tóc hàng của Philips chính hãng luôn. Giá sẽ là 170k nhá. 170k. Đấy. Lên mã cho em là tăng đơ Philips, giá sẽ là 170.000. Hàng của hãng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là combo là một tăng đơ này, một bộ cữ này, một bộ cữ là bao gồm là 4 cữ này, một bộ bao gồm 4 cữ. Tức là các bác có thể lắp đảo chiều đi, bên này thì sẽ là 12, bên này là 6 này. Đấy, và bên này là 6 và 3 này. Đấy, nôm na nó là hai chiều khác nhau. Đấy, một cái củ sạc cực kỳ khủng luôn. Hàng của hãng nặng chỉ trịch luôn nhá. Đó, hàng Philips chính hãng, rất nặng luôn. Và nhân vật chính của chúng ta đó là em máy đây. Đấy, một em máy như này, hàng của thương hiệu Philips này. Dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Ưu điểm của dòng này thì pin trâu, dùng bền, chắc chắn và chạy rất là đầm các bạn, chạy rất là đầm và không ăn da nhá, không ăn da. Đây các bạn này. Đấy, không ăn da. Thì các bác dùng cho người già trẻ em rất là ok luôn. Đó, người già trẻ em rất là ok. Đây là cái cữ của nó này. Cữ này thì các bác chỉ cần là đẩy cái cữ này vào cho em là xong này. Đó, đây. Đây nó sẽ có cái phần để các bác lắp đi. Đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp cái cữ vào cho em. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đâu đây cho nó phù hợp nhá. Đây. Đây nó sẽ có cái phần đẩy đây, các bác ấn vào đây cho em này. Đấy. Ấn vào đây là nó sẽ đẩy cái cữ này vào này. Đấy, nó có cái, đây nó có cái cá ở đây. Đây nó có hai cái cá này các bác này. Đấy. Thế này thì đấy. Về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp vào cho em. Đấy. Đây. Cái cá này của nó thì khá là chặt nhá, cho nên khi các bác nhét thì căng tay một chút hoặc là các bác đẩy cái này ra này. Đấy. Đẩy cái này ra căng tay một chút cho em thì nó mới vào được. Đây nó có hai cái cá đây, các bác chỉ cần lắp vào cho em theo đúng cái cá này là xong. Đó, nó khá là chặt đấy, khá là chặt thì các bác đặt một bên vào trước này, sau đó thì bên này các bác nhấn mạnh vào cho em, nhấn mạnh vào cho nó ăn vào cái cá này. Đấy, thì nó mới ăn các bác này. Đấy. Và nó sẽ các bác cắt bình thường như này. Đấy, cắt bình thường như này. Còn khi nào các bác muốn đổi cữ thì nó sẽ là 612 đây, 612 đây. Đấy thì các bác lại đảo chiều đi cho em. Đấy, một bên là 612, một bên là 69 này. Đấy, nôm na nó là như thế thì các bác cứ đảo chiều đi. Đấy, vào cho em. Hàng của thương hiệu Philips này, chính hãng luôn nhá. Chính hãng luôn, rất là ngon. Giá sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là Thunder Philips nhá, Thunder Philips. Giá sẽ là 170.000. 170k cho một cái bộ tăng đơ Philips như này, 170k. Combo đầy đủ cho bác luôn. Đấy, tăng đơ cáp sạc rồi dầu tra, dầu giếc rồi cữ kiếc đầy đủ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái súng các bác lên mã giúp em đó là súng rửa xe nhá, súng rửa xe 150.000. Đấy, bên em bán là chỉ có nguyên súng này thôi nhá, chứ không có dây dợ gì đâu. Nhiều bác lại hiểu lầm, lại tưởng là có dây dợ gì thì không có đâu nhá. Các bác xem kỹ cho em. Đấy, và cái đây là những cái đầu để các bác điều chỉnh nước này. Đấy, xoáy ở đây. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái đầu để lẫy lắp các cứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng rửa xe. Giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
Các bác lên mã giúp chị em đó là cái kẹo chuột nhá, kẹo chuột. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, con này thì chuột nó ăn vào là nó sẽ rủ cả đàn lên ăn và chết cả đàn luôn. Đó, lên theo là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột giá sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tựa lưng. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con tựa lưng như này. Thì khi các bác tựa vào thì nó sẽ giúp cho các bác là chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái tờ giấy hướng dẫn này các bác này. Đấy. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn này. Đấy. Về nhà thì các bác lắp lên cho em, sau đó thì mình có thể là tựa lưng này, nằm này. Đấy, nằm ngồi quỳ tựa như này. Đấy. Giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ thông minh đây. Đấy, đồng hồ thông minh. Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Con này thì nó giúp cho các bác khá là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ, nói chung là đầy đủ nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp xem giờ luôn. Giá sẽ là thân của nó thì bằng thép hết nhá. Giá thì sẽ là 170.000, 170.000. Tiếp theo thì đồng hồ LED này. Đồng hồ LED này thì giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho cái đồng hồ LED đúng như trên hình như này luôn. Đây. Đấy, 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây. Đấy, con này thì giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Số nó hiển thị như trên hình như này nhá. Về nhà các bác cắm cái cáp này vào theo này. Đây nó có cái cáp này. Các bác cắm vào cái USB nhà mình nhá. Đấy. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy vít chạy bằng pin nhá. Máy vít chạy bằng pin này. Đấy. Con này thì giá cực tốt cho bác luôn. Đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là đi đây. Đấy. Con này thì em đang bán 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100.000 thôi. 100.000 cho con máy vít chạy bằng pin như này các bác này. Đấy, 100.000. Đây. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Đấy, theo. Đấy. Chạy rất là khỏe. Rất khỏe luôn các bạn. Đấy. Chạy rất khỏe luôn. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy vít chạy pin như này nhá. 100.000 thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp gen co nhiệt này. Một hộp này 328 đầu. Giá thì sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút, 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp gen co nhiệt như này thôi, 40.000. Đó, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn, 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc dán nhá. Đấy, thuốc diệt kiến dán này. Thuốc diệt kiến dán như này. Đấy thì cái này thì chuyên về dán nhá. Đấy, nó sẽ là dạng viên như này. Dạng viên như này các bác này. Viên này thì về nhà các bác bỏ vào trong cái khu vực như là đây. Viên của nó đây. Các bác bỏ vào trong cái khu vực như là tủ bếp này rồi quần áo các thứ là nó sẽ diệt được hết luôn. Kiến mẹ, dán mẹ, dán con rồi là dán tổ đi hết luôn. Giá thì sẽ là 50.000 cho một hộp như này, 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái môi xúc đá nhá. Cái này thì hàng bằng inox 304 này. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để vào bát này, mình xúc đá này hoặc là xúc gạo này, xúc thực phẩm, thức ăn này rồi đỗ lạc này, nói chung là đa di năng luôn. Nhưng mà bên em gọi nó sẽ là môi xúc đá nhá, môi xúc đá. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con môi xúc đá như này. Đấy. Lên cho em là môi xúc đá, môi xúc đá nhá. Đấy, xúc đá lạnh ấy. Môi xúc đá lạnh ấy, đấy, đá viên ấy. Giá sẽ là 50.000, có quai đeo đàng hoàng. Chiều dài của nó thì vào khoảng 20cm nhá, dài khoảng 20cm. Phần ngang của nó thì vào khoảng là 8cm và phần cái môi này của nó thì vào khoảng là 10cm nhá. Rất là xinh luôn, rất xinh. Các bác có thể dùng để xúc đá này, đỗ này, lạc này, gạo này. Nói chung là đa di năng, xúc cái gì cũng được, nó rất là tiện. Và xúc xong mình đổ ra này nó rất là trơn nhá. Đấy, lên theo là môi xúc đá, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ đo vôn nhá, đồng hồ đo vôn. Đấy. Cầm cho anh cái đồng hồ to ra đây. Đấy thì con này các bác dùng để mình đo vôn rồi đo ampere kế các thứ rất là ok luôn. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Cắm vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên. Bật lên mình có thể đo. Đấy, đo vôn, đo ampere kế. Thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy thì các bác lên cho em là đồng hồ này thì các bác lên cho em là đồng hồ đo vôn nhá, đo vôn, đồng hồ đo vôn. Vôn kế, đồng hồ vôn kế. Giá thì nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho một con đồng hồ đo vôn kế như này. Đồng hồ đo vôn kế như này sẽ là 90.000. Ngoài ra thì có một cái mẫu loại to, con này thì nó sẽ có cả kìm luôn, có cả kìm như này. 230.000 bên em bao ship đến tận nhà. Con này nó cũng chạy bằng pin và nó sẽ có kìm rồi dây đo các thứ đầy đủ luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút là 230.000. Đây. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào cho em và nó có cả kìm kẹp dòng luôn.
thì các bác lên cho em là đồng hồ kim nhá, đồng hồ kim kẹp dòng, giá sẽ là 230.000 cho con đồng hồ kim kẹp dòng như này. Đấy, 230.000, con này là 230k nhá. Còn con này thì giá sẽ là 190.000, 90.000 cho một con đồng hồ vôn kế như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90k. Đó. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vôn kế nhá. Đồng hồ vôn kế này. Đồng hồ vôn kế giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Con này giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 40.000 cái vòng vàng điều hòa huyết áp này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, đây nó sẽ là một cái vòng vừa là trang sức cho các bác điều hòa huyết áp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là giá tri ân khách hàng 25k cho một vỉ, bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái, tính ra vào hơn 4.000 cho một chiếc bàn chải. Mà hàng của Nhật mà chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Thế nên các bác nào mà chuyên đau lợi, viêm lợi thì dùng con này cho em. Giá là 25.000. Tiếp theo là một mã tri ân nữa, đó là nước hoa khách sạn này. Một lọ nước hoa như này giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác về các bác để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Nó sẽ có cho các bác cái bấc như này, những cái bấc như này. Các bác cắm vào cho em, cắm vào để nó dẫn hương thơm lên. Đó. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này, 30.000 một lọ này. Các bác mua cho em là từ 3 5 lọ mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet luôn. Đèn cúc áo này, giá thanh lý cho các bác cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con đèn cúc áo như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có là 30.000 thôi. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Hàng siêu sáng luôn. Sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy, vừa các bác có thể treo vào móc khóa này. Treo vào móc khóa cho em. Đấy, rất sáng luôn, sáng trắng luôn. Vừa treo móc khóa, vừa có chức năng khui bia này, vừa có cáp sạc, vừa có nam châm hít này. Nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên em bán gọi là bán tri ân thôi chứ còn không có lãi lờ gì đâu nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 30.000. Tiếp theo nữa đó là cái đèn 4 cánh như này. Đấy, một cái bóng đèn 4 cánh mini như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40.000 thôi, 40k nhá. Bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40k. Hàng siêu sáng luôn. Công suất của nó là 28W nhá. 28W mà cảm giác phải sáng như kiểu là 560W luôn. Cảm giác phải sáng như kiểu 560W luôn, rất sáng. 40.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái hũ tăm này. Đấy, hũ tăm. Rất đẹp luôn các bạn. Đấy, các bạn lên cho em đó là hũ tăm bầu nhá, hũ tăm bầu. Đấy, nó sẽ là hình quả bầu quả bí như này. Đấy. Hình quả bầu quả bí như này rất là đẹp luôn. Đó. Hũ tăm bầu. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đồng và màu đồng và màu vàng như này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. Đấy. Màu đồng và màu vàng rất đẹp như này các bạn này. Đấy. Lên cho em là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu. Đấy, màu đồng và màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, các bác chỉ cần nhấn như này là tam nó sẽ lên này. Nhấn này tam sẽ lên, rồi các bác lại thả ra là nó sẽ xuống. Đấy, các bác dập xuống như này. Lên cho em là hũ tam bầu nhá. Giá thì sẽ là ba lên cho em đó là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu này. Đấy, hũ tam bầu giá thì chỉ có cho các bác là đi 120 canh thôi. 120.000 cho một hũ tam bầu như này. Đấy, nó sẽ có hai màu. Đấy, các bác lên cho em là tăm bầu vàng và tăm bầu đồng nhá. Tăm bầu vàng và tăm bầu đồng. Giá sẽ là 120.000 một chiếc. 120.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là một cái con đồng hồ như này. Đây, một con đồng hồ rất là đẹp như này các bác. Đồng hồ mini, nhỏ gọn rất là đẹp luôn. Con này thì đường kính của nó chỉ vào khoảng là 20cm thôi. Nhưng mà nó rất là đẹp các bạn. Rất đẹp, rất nhỏ gọn. Đưa cho anh quả pin nào. Cái này bên em bán là không có pin đâu nhá, không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đấy, con này khá đẹp. Khá là xinh luôn các bác nhá. Màu sắc kiểu dáng cũng rất là xinh luôn. Và bên em bán thì không có pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em nhá. Các bác lắp pin các thứ thì lắp pin đúng chiều cho em. Và đồng hồ này nó là đồng hồ trôi nhá, đồng hồ trôi cho nên các bác dùng nó rất là sướng.
ông sợ ban đêm nó ra tiếng động các thứ. Các bác có thể treo ở phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nói chung là rất là đẹp, bằng nhựa thôi, bằng nhựa và nó là kính đấy, kính meca như này, rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Đây 20 sen nhá, nhỏ 20 sen thôi. Cũng lúc các bác lại bảo là sao lại bé thế nhá, giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn, giá rất ưu đãi các nhá. Một cái con đồng hồ đẹp như này mà giá chỉ có 75k thôi, 75.000 đó. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tường nhá, đồng hồ treo tường đấy, đường kính của nó là 20 sen, giá sẽ là 75k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ treo tường này, đồng hồ treo tường giá của nó sẽ là 75k đó, 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này đấy. Và nó là thuộc dạng là đồng hồ kim trôi nhá, đồng hồ kim trôi, cho nên là các bác dùng nó rất là thích đấy các bác theo. Đây, đồng hồ kim trôi như này dùng rất là sướng luôn đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Giá này bên em bán là không có kèm pin đâu nhá, hàng thì hàng rẻ nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn. Bên em đang bán một cái máy đồng hồ không như này đã là 40.000 rồi đấy, thế mà một con đồng hồ của hãng như này, một con đồng hồ của hãng cực kỳ chất lượng như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Lên cho em là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phẩm vốn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác còn một ít cái dao dọc giấy nữa, thanh lý nốt cho các bác. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Giá của nó sẽ là bao gồm cả dao cả lưỡi như này, nó sẽ là 7.000 một chiếc và 20.000 ba chiếc nhá. Giá thanh lý cho các bác giá tốt luôn. Lên cho em là dao dọc giấy nhá, sẽ là 7k một chiếc thôi. Đó, và nếu bác nào mua 23 cái thì sẽ là 20.000. Nói chung là 7.000 thì lẻ quá em không bán được. Thôi em bán cho các bác là 20.000 ba chiếc nhá. 20.000. Đấy, mua là phải combo 3 con. 3 con 20.000 thôi, chứ còn 7.000 thì 7.000 thì nó hơi lẻ tiền, cho nên là em bán từ 3 chiếc trở lên. Bán thanh lý cho các bác 3 cái 20.000 nhá. 3 cái 20.000, còn mua lẻ thì vẫn chấp nhận là 10.000 đi. Còn mua combo thì sẽ là vẫn là 20.000 ba chiếc nhá. 20.000 ba chiếc dao lọc giấy này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cái giá đỡ mài dao này, giá đỡ mài dao, giá sẽ là 75.000. 75.000 trong con giá đỡ mài dao như này. Cái này các bác lắp vào cho em vào cái đầu máy khoan này. Còn cái này thì các bác lắp vào cái đầu mài này. Đấy, lắp vào cái đầu mài như này. Đấy, sau đó thì các bác xoay như này cho em này. Đấy, và nó xoay này này, nó kèm cho các bác một viên đá luôn. Đấy, viên đá nó xoay thì các bác đưa vào mình mài dao rất là tiện luôn. Nhà bác nào cũng có các cái loại máy khoan cầm tay này. Đấy, về nhà thì các bác bắt cho em con ốc vào đây. Bắt con ốc vào đây là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000 nhá. 75.000 cho cái giá đỡ mài dao như này, giá đỡ mài dao bao gồm cả giá cả viên đá luôn. Đấy, cả một viên đá mài như này có 75.000 thôi. Về nhà các bác lắp vào cái máy khoan, máy cắt, máy mài nhà mình cho em. Đây các bác này, con này thì cực kỳ đơn giản luôn. Về nhà thì các bác lắp lên một cái bản gỗ cho em. Đó, lắp lên cái bản gỗ này. Đưa máy khoan vào. Đấy, đưa máy khoan vào. Sau đó thì mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, các bác thấy không? Tiện ích vô cùng luôn. Con khoan này thì nhà nào cũng có rồi. Đó, về nhà các bác cứ thế là mình sử dụng thôi, rất là tiện các bác này. Đó, giá thì chỉ có 75.000 thôi. Đã kèm cả viên đá, cả một cái thân máy như này rồi. Đó, về nhà các bác bắt vít vào cái tấm gỗ cho em. Đó, sau đó thì mình đưa cái máy khoan vào là mình sử dụng thôi. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Lên mã giúp cho em là giá đỡ mài dao 75.000. Của nó đi kèm cho các bác là cả ốc yếc đầy đủ nhá. Ốc rồi bát rồi đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, ốc bát đầy đủ như này. Về nhà các bác bắt vào đây. Đấy, cho vào đây này. Đấy, cho vào đây. Xoáy ốc vào cho em này. Đấy. Các bác cho vào đây, mình xoáy ốc vào này. Đó, xoáy ốc vào này. Đó, là xong. Đấy các bác theo. Còn cái đầu này thì mình lắp vào trong cái máy khoan này. Có kèm cả ốc vít cho các bác luôn. Ốc vít để mình bắt vào gỗ luôn nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Combo cho các bác. Giá chỉ có 75.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bếp than trắng nhá. Đấy, bếp than trắng. Hôm trước thì em có về cái bếp nướng Mỹ thì đợt này hết hàng rồi. Và về cái lô này, lấy cái thước đây. Về cái lô này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút. Thì các bác dùng nó cũng tiện ích hơn và đỡ tốn than hơn nhá. Đấy, cái này thì khách hàng đánh giá là dùng nó ok hơn, nó gọn hơn và đỡ tốn than hơn. Đấy, các bác có thể gấp vào rất là gọn này. Đấy, các bác cứ úp như này thì em là nó tự gấp vào này. Khi gấp vào thì nó rất là gọn như này con này. Đấy. Gấp vào nó rất là gọn như này. Đó, em nó gấp vào cho các bác xem đây. Khi gấp vào thì kích thước của nó chỉ có là đi 40 này. Chiều dài là 40 nhá. Dài là 40. Đó, và chiều ngang của nó là 20. 40 20 các bác nhá. Còn khi giở ra thì các bác cứ thả như này cho em là nó sẽ ra này. Đấy, các bác tháo hai cái chân này ra này.
giả giả hai cái này ra để xuống là cái khay này nó tự tự hấp xuống này đấy, và mở cái này ra này đó thì nó rất là tiện ích luôn đó. Thì đây nó sẽ là một cái dàn như này để các bác đặt thịt nướng nhấc lên này đó, và cái này thì nó sẽ tự nâng lên tụt xuống cho các bác, nó rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó, một con bếp nướng rất là xịn sò như này. Lên theo là bếp than trắng nhá. Bếp than nó màu trắng như này. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá. Đấy, bằng thép như này. Lên theo là bếp than trắng, giá sẽ là 280.000. 280.000 thì con bếp than trắng như này khi mà mình giả ra nhá. Khi giả ra thì tổng cái chiều dài của nó sẽ là đi 68 cm nhá, 68 cm. Đó, tổng chiều dài là 68 cm. Con này thì nó rất là gọn. Và chiều sâu của cái phần đựng than này thì nó được 10 cm. Thì các bác cũng đựng than thoải mái. Nói chung là con này dùng để nướng thì rất là ngon, vừa xinh, rất là gọn gàng luôn. Lên theo là bếp than trắng, giá sẽ là 280.000 thôi. 280.000 thì con bếp than trắng này, bao sim tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mã đồng hồ. Đấy, đó là đồng hồ cái này giá bao nhiêu đây. Đồng hồ Rolex nhá, về mẫu mới bản này to hơn, giá sẽ là 350.000. Đấy, bản này của nó sẽ là bản 40 nhá, bản 40. Đấy, bản 40 thì mặt nó to hơn cho nên cái giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Trước anh em đang bán là 300 thôi. Đấy, đợt này thì sẽ là cái bản mặt to, Rolex bản mặt to, giá sẽ là 350.000. 350.000 cho con đồng hồ Rolex như này. Đó. Có lịch nhá, có lịch luôn, có ngày tháng như này. Đấy, có lịch ngày tháng như này nhá. Đấy, và rất là đẹp luôn, có mặt vàng và mặt đen. Có mặt vàng mặt đen như này, một con đồng hồ Rolex cực kỳ đẹp luôn. Giá sẽ là 350.000 bao ship đến tận nhà nhá. Con này của nó thì nó là đồng hồ Rolex nhá, và nó là bản chạy bằng pin nhá. Đấy, chạy bằng pin này, đó. Bản chạy bằng pin nhá. Chạy bằng pin, giá sẽ là 350.000. Đấy, size của nó là size 40 nhá. Size 40. Đó, và bản chạy bằng pin, giá sẽ là 350.000, có mặt vàng và mặt đen. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ cờ bằng gỗ như này nhá. Đấy, quân cờ nó bằng gỗ như này. Giá thì sẽ là giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Đó. Quân cờ gỗ như này nhá. Đấy, quân cờ bằng gỗ như này. Giá sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? 70.000 giá thanh lý cho bác còn là 50k nhá, 50.000. Đấy, quân cờ gỗ. Em còn có 2 bộ thôi. Giá thanh lý nốt cho bác 50.000 một bộ này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái sáp ong để các bác làm bóng đồ gỗ này, làm bóng làm đẹp đồ gỗ nhá. Giá sẽ là 25.000 thôi. Sáp ong. Đấy, thì cái này về các bác chỉ là lấy khăn này, sau đó thì các bác đánh lên đồ gỗ nhà mình, nó sẽ giúp làm bóng rất là tốt luôn. Làm bóng làm mới đồ gỗ rất là tốt nhá. Đấy, làm bóng làm mới và lên màu rất là tốt luôn. Lên cho em là sáp ong, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một lọ sáp ong như này. Đấy. Đây các bác này, các bác cứ đổ ra cho em, sau đó thì mình lấy khăn bông này hoặc là lấy cái mút biển mình lau lên cho em. Đó. Nó giúp làm bóng đồ gỗ rất là tốt luôn, như mới luôn các bác nhá. Đó, như mới luôn. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 các bác này. Đấy. Lau đến đâu là bóng đến đấy luôn. Các bác thấy chưa? Đó, sáp ong làm bóng đồ gỗ này. Giá chỉ có 25.000 thôi mà lại cực kỳ là hiệu quả luôn. Lau đến đâu là bóng đến đấy. Đấy, rất đáng đồng tiền bát gạo nhá. Các bác về mình trang trí cho đồ đoàn nhà mình, những các cái đồ gỗ nhà mình. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã đèn đây. Đấy, con này thì các bác lên cho em đó, nó sẽ là một cái mã đèn siêu mini luôn. Thì em lên nó sẽ là đèn ngón tay nhá. Đấy, nó chỉ bằng ngón tay thôi. Lên cho em là đèn ngón tay như này. Đó, đèn ngón tay. Giá thì chỉ có 40k cho con đèn ngón tay như này thôi. Đèn ngón tay này. Đó. Đèn ngón tay, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho con đèn ngón tay như này. Có sẵn đèn và cáp sạc này, thân của nó thì bằng nhôm nhá. Con này thì các bác dùng để mình đi gọi là đây, công tắc bật đằng sau có cáp sạc này. Đấy. Các bác dùng để mình gọi là đi đâu cũng được. Đấy, ban đêm ban điếc rất là tiện luôn. Nó nhỏ gọn này, dùng để mình đi làm này. Đấy, hoặc là đi ban đêm đi học, đi hành về mà cần một con đèn để chiếu sáng này. Rất là sáng luôn các bạn, sáng lắm. Đây các bạn này. Đó, sáng chưa? Mà theo giá thì rất là hợp lý nhá. Giá rất hợp lý luôn. Đó, chỉ có 40k cho một con đèn ngón tay như này thôi. Đấy, nó to hơn ngón tay cái của em một chút này. To hơn ngón tay cái một chút. Nhưng mà pha của nó thì rất là giỏi luôn. Đây các bạn này. Đấy, pha của nó này. Các bạn thấy không? Đây. Đấy, một con đèn bé nhưng mà lại rất là có võ nhá. Lên cho em là đèn ngón tay nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 cho con đèn ngón tay như này. Đấy, nó sẽ chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 10 cm, hơn 10 cm một chút này. Đó, nó sẽ có là một cái đèn bên hông này.
Đấy. Đây. Sáng mạnh này, nhấp nháy này, rồi một đèn bên hông nữa này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. 40.000 thôi. 40.000 nhưng mà công năng sử dụng thì cực kỳ nhiều luôn. Đèn ngón tay giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đèn mới nữa. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái mẫu đèn cũng khá là VIP luôn. Đó. Con này thì đây, đấy, cũng rất là sáng các bác này. Đây, con này thì sẽ là 70.000. Đấy. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cổ tay nhá, đèn cổ tay. Nó to bằng cái cổ tay như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là to bằng cổ tay như này nhá. Nhưng mà các bác lên cho em là đèn 25 nhá, đèn 25. Đấy, tại vì là chiều dài của nó là 25 cm các bác. Chiều dài của nó là 25 cm thì em lên theo kích thước cho nó dễ. Đó, đây các bác này. Đây, rất sáng luôn. Bật về trước thì nó sẽ là cái đèn pha rọi như này. Pha rất là rọi luôn các bác này. Đấy, pha rất là rọi luôn. Các bác thấy không? Đó, bật về trước này. Còn khi mà các bác bật về đằng sau thì nó sẽ là một cái pha như này. Pha đứng như này thì các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước nhá. Và ưu điểm của con này ấy, thì nó sẽ là chân sạc trực tiếp như này. Các bác chỉ cần cắm sạc vào ổ điện cho em là xong, không cần phải lằng ngoằng dây dợ nhá. Đấy, nó có rất là nhiều ưu điểm luôn. Dài thì là 25 cm thì lên cho em là đèn 25 nhá, đèn 25. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70k cho một con đèn 25 như này. Lên mã lúc cho em là đèn 25, giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con đèn 25 như này. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn nữa, đó là đèn xe nhá, đèn xe. Giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một con đèn xe như này. Con này thì nó sẽ là một cái con đèn để các bác dùng để mình lắp vào xe đạp cho em. Đấy, lắp vào xe đạp các bác. Đấy. Nó sẽ có là một cái lẫy này để các bác lắp vào này. Lắp vào cái ghi đông xe đạp này, một cái chân sạc này, và đèn cũng rất là sáng các bác nhá. Các bác có thể dùng từ 3 đến 5 tiếng tùy theo mức độ sạc và mức độ sáng này. Đó, đây. Rất tiện luôn, có cả còi này. Đấy, rất tiện nhá. Đấy. Còi của nó cũng khá là to luôn đấy các bác, còi to lắm. Đó thấy không? Còi rất là to luôn. Thì dùng con này cũng rất là đã nhá. Đó. Các bác đi xe đạp thì hay đi tập thể dục riêng ban đêm thì dùng con này cho em, rất là tiện luôn. Lên cho em là đèn xe đạp nhá, đèn xe đạp. Giá sẽ là 60.000 cho một con đèn xe đạp như này thôi. Giá của nó chỉ có 60.000 thôi. Rất là sáng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã sản phẩm đó là cái bọc yên bằng da nhá. Nó sẽ là con bọc yên bằng da như này, thì khi các bác dùng thì nó sẽ giúp cho xe của các bác luôn luôn mới nhá. Đấy, luôn luôn mới luôn. Đây, có sẵn như này rồi. Đây. Chống nước, chống nóng này. Chống nước, chống nóng rất là ok luôn. Có nước thì là nó sẽ tự trôi đi nhá. Có nước tự trôi đi này. Đấy, và chống nóng rất là tốt luôn. Chống nóng rất là tốt luôn. Thì các bác dùng rất là đã luôn. Chỉ cần là bọc lên cái xe của mình là xong. Các bác không cần phải đi bọc nữa. Không cần phải đi bọc nữa. Giá sẽ là 45.000 cho cái bọc yên bằng da như này. Con này là phù hợp hết các loại xe luôn. Phù hợp hết các loại xe luôn. Chất liệu của nó thì bằng da lộn nhá. Bằng da lộn rất là lì như này. Các bác dùng rất là bền bỉ và sạch sẽ luôn. Các bác nào xe cũ chỉ cần mua cái này về bọc cho em là lại xe lại như mới luôn. Lên cho em là bọc yên da, giá sẽ là 45.000 nhá. Đây. Lên cho em là bọc yên da, giá sẽ là 45.000. Các bác này, đấy, cái xe của bác đang cũ các bác bọc cái này vào cho em như mới luôn. Bác thấy không? Đó. Như mới luôn. Đấy, chỉ cần bọc vào cho em là xong, sau đó thắt đai vào. Đó, rất là tiện ích luôn nhá. 45.000 là các bác lại có một cái yên mới luôn. Không cần gì phải đụng chạm đến cái xe cũ nữa. Rất tiện ích nhá. Đó, thấy chưa? Đó, các bác thấy không? Cái này các bác cần bọc cẩn thận vào một tí là nó đẹp đẽ luôn. Chống nước rất tốt này. Đấy. Chống nước, chống nóng luôn các bác thấy không? Đấy. Khô ngay lập tức luôn. Lên cho em là bọc yên da, giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Các loại xe đều phù hợp hết nhá. Các loại xe đều phù hợp hết các bác. Yên cũ bị nấm mốc này. Đấy. Chống nước, chống nóng này, thấy chưa? Đó. Rất ngon luôn. Bọc yên da nhá. Giá sẽ là 45.000 một chiếc thôi. Xe đạp, xe máy, các loại xe tay ga yếc đều phù hợp hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao nhá. Thì bên em có hai loại. Đầu tiên nó sẽ là con dao vuông như này. Dao vuông này thì giá sẽ là 150.000. 150.000 cho con dao vuông như này. Hàng của thương hiệu Wattbo, siêu sắc bén luôn. Dọc cả dây bóng này là các bác biết rồi này. Đấy, dọc cả dây bóng này các bác biết rồi. Con này thì chiều dài của dao sẽ là đi 30 nhá. Phần lưỡi là 18. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là dao vuông, hàng của Nhật này, Japan, siêu sắc bén luôn. Đó, lên cho em là dao vuông, con này là 150.000 nhá. Đây. Độ bén của nó thì nói chung là khỏi phải bàn rồi các bác này. Các bác dùng cẩn thận, kéo đứt tay nhá. Đấy, bén chưa? Các bác thấy không? Đó, rất bén luôn. Dao vuông 150.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mã dao nhọn này. Đấy. Con dao nhọn này thì sẽ là một
110.000 nhá, dao nhọn là 110.000. 110.000 cho con dao nhọn như này. Con này cũng siêu bén luôn các bạn. Đấy. Dao nhọn 110.000 các bạn ạ. Đấy. Đây. Kích thước thì hai con nó cũng bằng nhau thôi. Đấy. Kích thước thì hai con nó cũng bằng nhau thôi. Đấy, rất bén luôn các bạn nhá. Rất bén luôn. Hai con đều sắc bén như nhau các bạn này. Đều sắc bén như nhau các bạn nhá. Đó. Hai loại này thì đều sắc bén như nhau. Đấy. Dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Đó, con này thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, Japan như này. Đó. Con này thì các bác lên tiên là dao nhọn, giá sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Nếu các bác lấy combo hai dao, một vuông một nhọn thì giá sẽ là 260.000 nhá. 260.000 bao ship luôn. Đấy, combo hai dao này. Đấy, mua hai dao nhá. Mua hai con thì sẽ là 260k và bên em bao ship nhá. 260.000 bao ship luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn, combo hai con, một vuông một nhọn như này. Đấy, combo hai con như này thì giá chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Còn mua lẻ thì con nhọn này sẽ là 101 này. Con nhọn này 101 và con muông này là 150 nhá. 150. Đó, 150. Tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp đựng thuốc lá nhá. Đấy, hộp đựng thuốc lá như này. Con này thì sẽ là một cái hộp không thôi. Hộp không có kèm một cái cáp sạc và ưu điểm của nó là có cả bật lửa luôn. Các bác chỉ cần kéo xuống như này là cái bật lửa nó lên này. Đó, bỏ ra là nó tắt, rất là tiện luôn. Thì khi các bác bỏ thêm cái bao thuốc lá vào đây, mình lấy ra này, chỉ cần là kéo xuống như này. Kéo xuống như này giữ lì cho em là cái bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, không dùng nữa lại tắt đi. Lên cho em hộp đựng thuốc lá. Giá sẽ là 80k cho cái hộp đựng thuốc lá như này nhá. 80.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ làm vườn nhá. Bộ 4 làm vườn giá sẽ là 145.000. 145.000 cho 4 món như này. Đấy. Thì bên em có bán là bộ 3 và bộ 4 nhá. Bộ 3 thì sẽ là 100 bộ 3 chiếc thì nó sẽ là 3 chiếc như này nhá. Đấy. Bộ 3 chiếc thì sẽ là 130.000, 130.000 cho 3 cái như này nhá, 130.000. Còn các bác lấy thêm một cái này nữa thì giá của nó sẽ là bộ 4. Bộ 4 thì sẽ là 145.000, 145.000 nhá. Đấy. Bộ 4 làm vườn, giá sẽ là 145.000 nhá, 145.000. Có cả bộ 3 nhá, bộ 3 như này. Bộ 3 thì sẽ là như này và bộ 4 thì thêm một con to này nữa. Đấy, ở đây thì sẽ là một cái cào này, một cái cào này, một cái này là cả cuốc cả cào này. Và một cái xẻng này, đó, một cái xẻng. Kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là vào 40 nhá. Bản của cái xẻng này là gần 6 cm này. Đấy, bản của cái cuốc này thì bản của cuốc này cũng là 6 cm và bản của cái cào này là 10 cm. Đó, 10 cm. Đấy là thông số em đo cho các bác. Ngoài ra thì nếu các bác mua combo 4 cái thì sẽ thêm một cái xẻng to này nữa là 145.000. Đây. Lên cho em là bộ 4 làm vườn 145.000, còn bộ 3 món như này thì sẽ là 130.000. Thì các bác lấy bộ 3 thì lấy, mà lấy bộ 4 thì lấy nhé nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy trà bếp nhá. Đây, nó sẽ là một con máy trà bếp như này. Đấy, đầy đủ các cái đầu trà, đầu chiếc rồi cáp sạc này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, các bác thấy không? Đây, một con máy trà bếp như này. Các bác dùng để mình trà kỳ cọ bếp rất là ngon luôn. Đó. Lên cho em là máy trà bếp nhá. Đấy, dùng để đánh bàn bếp này rồi là cọ nhà tắm, nhà vệ sinh này. Giá sẽ là 70k nhá. 70k thôi. Máy trà bếp 70.000 cho con máy trà bếp như này. 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là một cái sạc dự phòng nhá, sạc dự phòng của thằng Takasio của Nhật này, Takasio của Nhật made in Japan này. Đó. Con này thì dung lượng pin của nó cực khủng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái cổng để các bác sạc vào điện thoại này và một cổng sạc vào này. Đấy, một cổng sạc vào. Ngoài ra nó có kèm sẵn dây sạc cho bác luôn. Dung lượng pin của nó sẽ là 20.000 mAh. 20.000. Điện cho bà chưa? Dung lượng của nó sẽ là 20.000 mAh này. Đấy. Dung lượng cực khủng luôn. Và giá của nó sẽ là đi cái này bao nhiêu đấy? Pin dự phòng 230.000 nhá. 230.000. Đấy, lên cho em là sạc dự phòng nhá. Sạc dự phòng này, sạc dự phòng 230.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì em có cho các bác cái combo đó là bàn chải VIP. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bàn chải VIP như này. Giá bao nhiêu nhỉ? 45.000 cho 6 cái bàn chải VIP như này nhá. Lên cho em là bàn chải VIP này. Chất liệu của nó thì của nó là sợi cực kỳ là mềm luôn. Sợi mềm nhưng mà nó lại có cái độ đứng như này. Thì khi các bác dùng thì nó không bị chòe nhá. Đấy, và rất là xịn sò cho các bác luôn. Cầm nắm rất là vừa tay luôn. Lên cho em là bàn chải VIP hộp đựng đàng hoàng. Giá sẽ là 45.000 nhá.
45.000 cho cái hộp bàn chải VIP như này. Đấy, lên cho em là bàn chải VIP, giá sẽ là 45k cho một cái set set bàn chải như này. 45k, giá là 6 cái luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp đựng tăm nhá. Lên cho em là hộp tăm bạc này, nó sẽ là màu bạc như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng 90.000 một hộp nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng thép này, bằng thép. Bên trong của nó thì bằng nhựa rồi. Các bác chỉ cần ấn lên là nó sẽ lên thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái này, nó là hình con mèo đây. Lên cho em là tăm mèo đi. Đó. Tăm mèo này. Tăm mèo. Hình con mèo như này, lên cho em là tăm mèo, giá sẽ là 90.000. Đấy, thì nó sẽ có một cái loại là bầu và một loại là dài nhá. Một loại bầu, một loại dài như này. Đấy, lên cho em là tăm mèo dài hoặc là tăm mèo bầu nhá. Tăm mèo bầu. Đấy, con này thì nó sẽ bầu hơn một chút này. Nó sẽ bầu. Và con này thì nó sẽ là hình ống dài như này. Kích thước của nó thì chiều cao là bằng nhau thôi. Chiều cao bằng nhau. Đấy, nhưng mà nó sẽ là một cái loại là chiều cao thì đều là 13cm hết nhá. 13cm hết. Nhưng một loại thì nó sẽ bầu ra. Một loại bầu ra và một loại nó dài như này. Thì lên cho em là tăm mèo bầu hoặc là tăm mèo dài. Giá của nó sẽ là đi 90.000 một chiếc nhá. 90.000 một chiếc. Bằng thép không gỉ, sáng bóng đẹp cho bác luôn. Cái này trang trí cho ngôi nhà nhà mình thì cực kỳ xịn sò luôn. Bác nào mà thích phong cách hiện đại thì dùng cái này cho em. Đó, để trên bàn ăn vừa sang vừa xịn. Đấy, chất lượng. Lên cho em là tăm mèo nhá, tăm mèo bầu, tăm mèo dạ. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia máy xay tiêu nhá, máy xay tiêu như này. Đấy. Chuyên để dùng để xay tiêu này, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt, hàng của Katoshi Inox 304 made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là máy xay tiêu, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con xay tiêu như này. Con này thì nó sẽ là hàng VIP rồi, hàng VIP rồi. Đấy, các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình đổ tiêu vào đây cho em, đổ tiêu vào đây. Khi nào mình xay thì mình mới dùng, còn cái này nó có giòn giếc, nó sẽ không bị mất hơi nhá. Hàng của Nhật này, của thương hiệu Katoshi Inox 304 made in Japan. Đó. Các bác xoáy như này, cứ xoáy như này cho em thì cái tiêu nó sẽ rơi xuống cái khay này, hoặc các bác có thể xoáy trực tiếp vào đồ ăn luôn. Máy xay tiêu, giá sẽ là 100.000 cho con máy xay tiêu như này. Tiếp theo thì em về cho các bác cái giày của xay bằng tay thôi nhá. Đấy, xay bằng tay thôi. Xay tiêu là xay bằng tay các bác nhá. Cái này thì sẽ là giày gì đây? Giày lính Mỹ nhá, giày lính Mỹ, hàng của USA các này, USA. Đấy, hàng của quân đội Mỹ này, Army này, USA nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 290.000 nhá. 390.000, nói to lên. Lên cho em là giày lính Mỹ nhá. Đó. Giày lính Mỹ. Đợt này giá thanh lý cho bác còn là 370k thôi. 370.000 cho một đôi giày lính Mỹ. Hàng siêu chất cho các bác luôn. Đế chống trơn trượt này, siêu mềm nhá. Chống trơn trượt nhưng mà rất là mềm này. Đấy, rất mềm luôn các bác thấy không? Đây. Đế của nó chống trơn trượt rất là tốt này. Chất liệu của nó thì nói chung là hàng của lính Mỹ thì các bác biết rồi, cực kỳ chất lượng. Con này các bác diện những cái đồ dàn di dàn giếc vào đi combo cho em cực đẹp luôn. Khách hàng đánh giá rất là tốt về chất lượng. Các bác kích thước chân của mình cỡ bao nhiêu thì các bác lấy kích thước bấy nhiêu cho em. Đấy, kích thước chuẩn quốc tế luôn. Giá sẽ là 370.000. Lên mã giúp cho em là giày lính Mỹ 370.000, bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác kia. Các bác lên cho em là khay đựng rượu nhá, khay đựng rượu. Cái này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay nhựa như này. Đấy, một khay nhựa như này thì các bác để đá ở dưới, sau đó thì các bác cho rượu vào đây cho em. Đấy, con dung tích của con này thì đường kính của nó sẽ là 18 cm nhá. Đường kính của nó là 18 cm. Nói chung là nó sẽ được vào khoảng là trên 1 lít các bạn, trên 1 lít. Thì con này các bác có thể dùng để đựng rượu. Và ngoài ra thì có tặng kèm cho các bác một cái can như này để các bác múc đổ rượu luôn. Lên mã giúp cho em đó là khay đựng rượu nhé. Khay đựng rượu, giá sẽ là 60k. Đó, lên cho em là khay đựng rượu nhá. Đấy, khay đựng rượu này, khay rượu, lên cho em là khay rượu nhá. Đấy, khay rượu, giá của nó sẽ là 60.000. 60.000 các bác nhá, 60.000 cho khay rượu như này. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là trên
nó cũng vào khoảng là trên 1 lít đấy các bạn. Đấy, đường kính của nó 18 cm, sâu thì vào khoảng là sâu khoảng 10 cm, thì nói chung là nó cũng vào khoảng là trên 1 lít các bác nhá, trên 1 lít. Đó, nó sẽ là một khay như này. Bên dưới thì bằng nhựa, bên trên thì bằng inox. Cái này bằng inox 304. Đấy, inox 304, dày dẫn sáng bóng đẹp. Bình thường nếu các bác mua một cái ca như này thôi cũng đã phải mất đi 40-50 nghìn rồi. Đấy, thế mà đây cả khay nhựa như này, cả một cái cốc như này. Cả một cái cốc như này, đấy, cả một cái ca rót như này mà giá chỉ có 60 nghìn thôi. Thì nếu như bình thường thì các bác có thể lấy cái khay này ra mình sử dụng vào các cái công việc khác được. Ví dụ như là mình múc canh, múc riêu hoặc là thử dụng làm nem, làm nộm, làm đồ ăn cũng ok thôi, dùng thường hàng ngày. Đó, còn khi mà mình uống rượu thì mình có thể rót rượu vào đây, rất sạch sẽ luôn. Lên xem là khay đựng rượu giá sẽ là 60 nghìn nhá. Ngoài ra thì nay bên shop về cho bác cái con máy rót rượu tự động nhá. Đây, máy rót rượu tự động này. Con này thì giá của nó sẽ là 270.000. Ở đây thì sẽ bao gồm cho bác là một thân máy này, một cái âu đựng rượu này. Đấy, và một cái âu nhựa, nó cũng giống như cái khay kia. Đó, thì giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Thì ở đây thì khi các bác sử dụng thì bật cái cục nguồn lên cho em, hai cái chén này thì là của em nhá, hai chén này là của em. Đây, các bác bật cái cục nguồn này lên này. Đấy, đặt vào này, cho rượu vào. Các bác chỉ cần đặt chén vào là cảm biến nó sẽ chảy rượu ra thôi. Đó, các bác đặt vào này. Đó, đặt vào là rượu nó chảy này, rất tiện ích luôn các bác thấy không? Đó. Lên cho em là máy rót rượu nhá, 270.000, hàng tự động, công tắc tắt bật ở đây, rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn. Đây, đặt vào này, bật công tắc lên này. Đấy, rót này. Đó, rót đều lắm các bác nhá, rót rất là đều luôn. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì mình có thể tăng giảm lượng rượu ở đây nhá, tăng giảm lượng rượu ở đây. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là một khay inox này để đựng rượu này. Đấy. Một cái khay nhựa như này để các bác đựng đá cho nó lạnh này. Đấy. Và một thân máy nhá. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái dây sạc luôn, kèm một cái dây sạc. Thì về nhà các bác cắm sạc vào cho em, một lần sạc có thể là sử dụng được từ 5 đến 10 tiếng nhá, từ 5 đến 7 tiếng. Thì nói chung là các bác dùng để mình uống rượu, uống riếc là thoải mái luôn, ok, thoải mái luôn, một bữa nhậu thoải mái luôn. Đó, 270.000. Lên cho em là máy rót rượu tự động nhá. Máy rót rượu tự động giá sẽ là 270.000. Còn con này thì nó là khay rượu bình thường thôi. Thì các bác muốn uống khay, muốn uống rượu lạnh thì các bác cho vào đây. Sau đó thì mình lấy kha này, cái thìa này mình múc nó rất là tiện. Đấy, lên xem là khay rượu 60.000, còn máy rót rượu thì giá sẽ là 270.000. Khay úp cốc nhá, khay úp cốc thì đầu tiên nó sẽ là khay tròn nhá. Đấy, khay tròn. Lên xem là khay úp cốc tròn, con này thì rất đẹp luôn. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ấy nhựa như này. Lên xem là khay úp cốc tròn nhá, khay úp cốc tròn. Giá của nó sẽ là khay úp cốc tròn giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Các bác chỉ cần chụp cái cốc vào đây cho em là xong. Chụp cái cốc vào đây rất là ngon luôn. Nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đấy, và có cái khay đựng như này. Cái này thì nó sẽ là hàng cao cấp cho các bác nhé. Hàng cao cấp cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp luôn. Lên cho em là khay úp cốc tròn giá sẽ là 80.000 các bạn. 80.000 trong con này. Dày lắm các bạn, dày lắm. Các bác cầm vào là ưng ý luôn. Hàng của nó là hàng loại 1 cao cấp nhé. Hàng loại 1 cao cấp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Rất là đẹp, ôm trọn nhá, ôm trọn như này. Các bác úp những cái cốc vào rất vừa vặn và đẹp luôn. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái khay úp cốc loại vuông nhá, loại vuông như này. Loại vuông như này thì cũng rất là dày nặng và đẹp luôn. Con này thì dày nặng hơn nhiều. Đó, và nó sẽ có cho các bác là cũng 6 úp cốc luôn, 6 cái cốc như này. Đây, rất dày dẫn các bác này. Đấy, những cái hoa lá của nó rất là đẹp luôn. Hợp kim. Đấy, hợp kim mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Khay úp cốc vuông nhá. Con này thì sẽ là khay úp cốc vuông này. Khay úp cốc vuông giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25-27 cm. Đó, và nó sẽ có 3 cái đường khay như này. Và cái này thì nó sẽ là để bên trên như này nhá. Khi nào có nước thì các bác đổ đi cho em. Đấy, có nước thì mình đổ đi thôi. Đó, nó rất là tiện luôn. Đó, sạch sẽ. Kèm cho các bác là một cái khay nhựa như này, rất đẹp luôn. Cầm chắc nịch luôn nhá. Lên cho em là khay úp cốc vuông giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, móc dán tường. Móc dán tường cái này sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, 10k cho một cái móc dán tường như này. Lên cho em là móc dán tường nhá, giá sẽ là 10.000 một chiếc. Hàng to đẹp, dày dẫn chắc chắn các bác này. Đấy, các bác bóc ra dán vào cho em. Con này thì nó chịu tải được tới là 15 kg, à 8 kg nhá, chịu tải được 8 cân các bác nhá. Được chịu tải được 8 cân luôn. Rất là tiện cho các bác sử dụng. Lên cho em là móc dán tường. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 một chiếc nhá, 10.000 một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái móc treo quần áo này. Các bác lên cho em là đây, nó sẽ là một cái móc treo quần áo như này. Rất là tiện ích luôn. Đó, đây các bác này. Nó sẽ có 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 cái như này nhá, 10 cái như này. Dài của nó thì vào khoảng 40 cm và có 10 cái móc nhỏ. Lên cho em là lên cho em đó là
dàn treo nhá, lên cho em là dàn treo như này, nó sẽ là cả một cái dàn treo như này, và mỗi cái dàn này nó sẽ có một cái kẹp như này nhá. Đấy, lên cho em là dàn treo, giá của nó sẽ là 30.000 một cái và 50.000 hai cái nhá. Lên cho em là dàn treo này, dàn treo đó, dàn treo như này. Đấy, nó sẽ là cả một cái dàn treo như này để các bác treo quần áo này. Đấy, treo quần áo, treo đồ đoàn nhá, 30.000 một chiếc. Đấy, rất là ngon luôn. Hàng thì bằng thép nhá, sơn tĩnh điện không gỉ này. Nó sẽ có cho các bác là 2, 4, 6, 8, 10, 10 cái móc như này. Kẹp cực tốt luôn, kẹp chặt lắm. Các bác có thể dùng để mình quặc như này hoặc cọc ở đây. Đó, các bác có thể để cố định thì dùng cái này. Còn bình thường thì mình treo như này. Phơi quần, phơi áo, đồ quần áo lót, quần con, rồi nói chung là các cái đồ đàn mình cần phơi thì mình kẹp ở đây chưa. Rất là tiện các bác này. Đấy, rất là tiện như này. Rất là tiện luôn, rất chắc các bác này. Đấy, rất chắc. Giá thì sẽ là lên mã giúp cho em đó là dàn treo, giá sẽ là 30.000 một cái và 50.000 hai cái nhá. Tiếp theo là các bác lên cho em cái móc đơn nhá. Móc đơn giá của nó sẽ là 40.000 cho 10 cái này. 40.000 cho 10 cái. Cái này thì các bác treo như này cho em để mình cũng treo quần, treo áo, treo đồ đoàn rất là chắc luôn các bác này. Đấy, rất là chắc luôn. Đó. Lên cho em là móc đơn nhá. Con này thì nó sẽ làm cái móc đơn như này thôi. Đó, còn cái kia nó là dàn treo, còn cái này thì sẽ là móc đơn. Móc đơn này sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc. 40.000 một chục nhá. 40.000 10 cái như này. Lên cho em là móc đơn, giá sẽ là 40.000 10 cái nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ mũi khoan tháp này. Đấy, lên cho em là mũi khoan tháp đỏ nhá. Đấy, mũi khoan tháp hộp của nó màu đỏ như này. Cho nên là lên sẽ là mũi khoan tháp đỏ, bao gồm là 1 2 3 mũi khoan này. 3 mũi khoan và 3 mũi vừa khoan vừa tazogen luôn. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi khoan tazogen. Đấy, tổng là 6 chi tiết nhá. 1 2 3 4 5 6 chi tiết như này. Mũi to nhất của nó là 4 3 2 4 10 20 và 4 12. Đó. Tổng là sẽ có 6 mũi, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi vừa khoan vừa tazogen. Giá sẽ là 110.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái hộp mũi khoan nhôm nhá, tặng kèm cây lấy dấu này. Đấy, sẽ là một hộp bao gồm 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan và kèm một cây lấy dấu như này nhá. 5 mũi khoan có kèm một cây lấy dấu như này. Đấy, thì giá sẽ là bộ này thì giá của nó sẽ là đi 180.000 nhá, 180k. Đấy, hộp 5 mũi khoan nhôm kèm cây lấy dấu nhá. Đấy. Các bác lên cho em là 5 mũi khoan tháp hộp nhôm. Đây, Unica Japan, hàng của Nhật này. Đó, sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp này. Đó. Và một cây lấy dấu như này, một cây lấy dấu rất là đẹp luôn này các bác này. Đây. Lấy dấu các bác chỉ cần dập này là có dấu luôn này các bác này. Đấy. Dập nhẹ này là có dấu luôn, thì các bác để dùng để mình đánh dấu, mình khoan khoách cái thứ rất là ok luôn. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, giá sẽ là 180.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan đa năng, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan đa năng nhá. Bộ này của nó thì sẽ là 5 mũi tất cả. Đấy. 5 mũi thì nó sẽ có cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12, tổng 5 mũi. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác là 1 2 3 4 5 mũi khoan như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Khoan đa năng. Các bác có thể khoan trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, trừ kính cho em nhé, trừ kính cho em. Còn bê tông, sắt, thép, gỗ đều khoan được hết. Nó là dòng múi khế như này, cho nên là các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đó, giá sẽ là 100.000 nhé, 100.000 cho cái bộ 5 mũi khoan đa năng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo. Đây, một cái chảo như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này các bác lên cho em là chảo 19 nhá. Đấy, chảo 19. Chảo 19 giá của nó sẽ là 35k. Chảo 19 sen, lên cho em là chảo 19 sen, đường kính của nó là 19 sen nhá. Đó. Chảo 19 sen, đường kính 19 sen. Đấy, giá sẽ là 35.000, có quai cầm cho bác luôn, có quai cầm nhá. Có quai cầm đàng hoàng, chống dính rất là tốt luôn nhá. Đấy, chống dính rất tốt luôn. Đấy. Chống dính này, có quai cầm này, chống dính này. Rồi các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu đều được hết, rất là dày luôn, rất là dày nhá. Đường kính là 19 cm. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. Nó sẽ có quai cầm như này, có quai cầm rất là tiện ích luôn. Đó, giá thì chỉ có 35.000 thôi. Rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái thắt lưng cá sấu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là cá sấu khung hộp. Đấy, chất da mềm mịn đẹp. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 60k thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn các bác. Đấy, cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con thắt lưng dây cá sấu đẹp như này, dài khoảng 1m1m2 nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là lẫy trượt này. Lẫy trượt rất là ngon luôn. Đấy, thân đúc liền thân này. Đấy, mạ vàng 24 carat rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đây.
Đấy, lẫy trượt này, rất đẹp luôn. Chất da mềm mịn nhá. Lên cho em là cá sấu không hộp. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với cái giá đó là 60k nhá. Đấy, 60k. Lên cho em là cá sấu không hộp này. Đấy. Thắt lưng này, cá sấu này. Thắt lưng cá sấu không có hộp nhá, không hộp. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Tiếp theo thì bên shop về một cái mã VIP hơn một chút, đó là cái cá sấu có hộp này. Con này thì ưu điểm của nó là có hộp đẹp, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà này. Ngoài ra thì sẽ có thêm cho các bác là hai cái mặt như này nhá. Hai cái mặt như này. Đấy. Đợt này về thì nó sẽ là mặt đen và cá sấu màu bạc như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Bao gồm cho các bác là một cá sấu này, và có lúc thì nó về mặt vàng, có lúc thì nó về mặt bạc nhá. Hàng về theo lô. Đó, một dây như này. Rất là đẹp luôn. Đó. Một thắt lưng này, một thắt lưng, một dây thắt lưng và hai đầu như này. Đấy. Và con này thì nó sẽ có hộp nhá, có hộp. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 150 cành nhá. 150 cành. Lên mã giúp em đó là cá sấu hộp, giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con cá sấu hộp như này. Lên cho em là cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân. Một bịch này của nó thì sẽ là 50 miếng nhá. 50 miếng. Các bác dùng để mình dán giúp cho thải độc gan bàn chân. Đấy, giảm đau nhức đau gan bàn chân bàn tay nhá. Đấy, đây là gói thuốc của nó này, đây là cái miếng dán này, các bác chỉ cần là cho vào cho em là xong. Đấy, bóc cho em cái miếng dán này ra. Đây, bóc cái này ra, đặt gói thuốc vào. Đấy, các bác bóc cái này ra cho em, bóc cái này ra này. Đây, nó có cái bằng bóc này, các bác bóc ra, đặt gói thuốc vào đây, sau đó thì các bác dán vào gan bàn chân cho em. Đó, dán vào gan bàn chân rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 4.000, chỉ bằng một bát phở thôi mà được 50 miếng luôn. Đấy, các bác cho dán vào gan và chân bàn tay hoặc là các cái vùng nào mà bị đau nhức nhá. Đấy. Lên cho em là miếng dán thải độc chân, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi từ vắt nhá. Con này thì nó có chức năng là từ vắt luôn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện ích. Giúp cho các bác là mình vệ sinh nhà cửa nó rất là dễ. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ có cho các bác là 3 đoạn như này con này. 3 đoạn như này. Và các bác chỉ cần là lắp ráp vào cho em là xong. Đây. Đấy, đây xoáy vào đây nhá, xoáy vào đây này. Đầu này xoáy vào đây này. Đấy. Và đầu này các bác xoáy vào đây cho em. Đó. Khi các bác sử dụng thì các bác nâng lên cho em như này. Đấy. Và mình rút ở đây nhá, rút ở đây. Đấy, thì nó sẽ bắt kiệt ở đây luôn này, bắt kiệt ở đây luôn. Đó. Bắt kiệt ở đây này. Đấy. Và các bác có thể lau xoáy 360 độ được luôn nhá. Đấy. Đưa vào hết các ngóc ngách được luôn. Chiều dài khoảng 1m2, 1m3 rất tiện. Lên cho em là chổi tự vắt. Giá sẽ là 100k cho con chổi tự vắt này thôi. Đấy. Bác nào mua thêm cái miếng mút này thì bên em bán là 25.000 một miếng nhá. 25.000 cho một miếng như này. Còn chổi này thì sẽ là 100.000. Lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho bên em chổi tự vắt như này. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải Hàn Quốc nhá. 100.000 là 30 cái một hộp như này. 4 cái là 20.000, 10 cái là 40.000 nhá. Đấy. 10 cái là 40.000. 10 cái là 40.000, 20.000 4 cái và 100.000 là một hộp 30 cái bàn chải của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea này. Đấy, Hàn Quốc nhá, bàn chải Hàn Quốc. 100.000 một hộp này 30 chiếc luôn, 100.000 30 chiếc thoải mái sử dụng. Mua lẻ thì sẽ là 20.000 4 cái và mua 10 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 10 cái 40.000. Tiếp theo là cái bộ rổ vuông này, 90.000 cái bộ rổ vuông như này. Hàng này thì siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng của Việt Nhật nhá. Sẽ bao gồm cho các bác là combo là 3 đôi như này nhá. 3 đôi, một rổ một chậu như này. Đấy, sẽ có cho các bác là 3 đôi như này nhá. 3 đôi. To nhất là khoảng 35 và nhỏ nhất thì khoảng gần là 20. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái Phương ơi. Một cái này là cái gì nhỉ? Ca chiên dầu không nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm là một ca và một cái rổ lọc như này. Đấy. 100.000 thôi, 100.000. Hàng thì rất là dày dặn luôn. Cái này các bác đun bếp từ bếp ga thoải mái nhá. Đun bếp từ bếp ga thoải mái luôn. Các bác cho các cái loại đồ chiên vào đây. Sau đó thì mình chiên xong mình chỉ cần nâng lên như này thôi. Rất là tiện luôn. Lên cho em là ca chiên dầu nhá, ca chiên dầu. Giá của nó sẽ là 100k. 100.000 cái bộ ca chiên dầu như này nhá. Đấy, 100.000 cái bộ ca chiên dầu này. Dung tích của nó thì nó sẽ là 1 lít 2 này, 1 lít 2 luôn, rất to. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bàn chải đánh răng của cái kem đánh răng. Con này thì của Hàn Quốc này. Con này của Hàn Quốc, made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy.
Đây, Made in Korea. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% này. Tiếp theo là cái kem đánh răng của Nhật này. Con này thì chuyên chống viêm nướu và lợi chảy máu trên răng. Đấy, con này thì 120g nhá. Con này 120g 60.000. Còn con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đấy, còn con này nó sẽ là 180g, 170g. Đây 170g. Hàng made in Japan. Tiếp theo thì nó sẽ là cái ô dù Nhật nhá. Có mấy màu như này, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con ô dù Nhật tự động như này. Đấy, đây các bác này. Các bác chỉ cần là bật ra này nó sẽ ra này. Đấy, bật ra sẽ ra nhá. Ô của nó là nước đổ đầu vịt này, nan kép đẹp dày dẫn này. Đấy, và bóp này nó sẽ vào nhá. Khi các bác hạ xuống là phải ấn cái lẫy này cho em này. Ấn lẫy này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cho lên cho xuống thì các bác phải nhấn lẫy nhá. Mở ra này. Đấy, bóp vào này. Đấy. Còn các bác chỉ cần là sập vào này là xong. Đó. Sau đó thì các bác xoay theo chiều tay và cất đi thôi. Đó. Giá thì sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một con ô Nhật như này, gấp gọn khoảng 25 cm, rất gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng nhá. Đế nóng này 130.000 cái đế nóng như này, cắm điện trực tiếp 220, đun nấu các thứ thoải mái luôn. Đấy, cắm trực tiếp điện 220. Đấy, các bác có thể đặt các cái loại đồ sứ, đồ sành, rồi nói chung là tất cả các loại nồi đun được hết nhá. Đấy, đặt lên đây nó giữ nóng rất là tốt. 130.000 cái đế nóng như này, điện 220, bát pha mì này 50.000 cái tô pha mì như này. Đấy, lên cho em là tô pha mì nhá. Đấy, tô pha mì như này. Đấy, lên cho em là tô mì này. Lô này thì được tặng kèm thêm một cái xìa nhá, có lô không nhá. Đó, đây, rất đẹp luôn. Đấy, bên ngoài bằng nhựa chống nóng này, bên trong inox 304, nắp đậy cực kín luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok nhá. Đấy, đây, nắp của nó kín lắm, nắp kín mít luôn. Đấy, bên trong inox 304. Đấy, lên cho em là tô mì nhá, tô mì. Giá sẽ là 50k một chiếc. 50.000 cho một cái tô mì như này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là con tăng đơ này. Đầu tiên thì nó sẽ là con tăng đơ lược 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy. Một tăng đơ này, một lược, một bộ cữ này. Đấy, và đầy đủ các chi tiết đi kèm. Đây, các bạn này, dùng rất là ngon luôn. Và cũng có điều chỉnh ấy ở đây nhá. Đấy. Rất là ngon luôn. Cũng là hàng chống ăn da nhá, chống ăn da này. Các bác cắt thoải mái luôn, không lo bị ăn da nhá. Tăng đơ lược. Đấy, có cả lược kèm theo luôn. Giá sẽ là 110.000 cho con tăng đơ lược này nhá. 110k. Đấy. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tăng đơ của Philips. 170.000 con tăng đơ của Philips. Con này thì hàng chất lượng hơn nhiều. Hàng này nó sẽ là hàng cũng là pin sạc luôn, nhưng mà nó hàng cao cấp hơn. Đấy, cũng có đế, có đốc sạc các thứ đàng hoàng. Đấy, cũng pin nha, con này thì hàng chất lượng rồi. Hàng thương hiệu Philips thì các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng các bạn. Đấy, lẫy liếc của nó nói chung là ngon lắm. Hàng của Philips chắc chắn các bạn này. Đó, đây. Rất là ngon luôn nhá. Hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, Philips đây. Đấy. Những cái đốc sạc của nó cũng rất là chắc chắn nhá. Con này thì dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Đây. Chân sạc của nó đây. Đấy, đây. Đốc sạc của nó cực kỳ là chắc chắn nặng luôn. Đó. Chắc lắm. Đấy. Hàng thương hiệu Philips nhá. Giá thì sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ Philips nhá. 170k cho con tăng đơ của thương hiệu Philips như này, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy ăn nhá. Một thùng này của nó thì sẽ là 10k một gói, một thùng này là 10 gói là một thùng này là 20 gói 140, còn 10 gói là 80.000. 10 gói là 80.000 nhá. Đấy. Đây, 2 4 5 này. Một dây này là 10 gói là 80.000, còn mua cả thùng thì là 140. Giấy của nó thì siêu dai, siêu mềm luôn. Đấy. An toàn vệ sinh thực phẩm các bác nhá. Đó, giấy ăn dùng rất là ngon luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Thì các bác có thể mua cả thùng hoặc là mua lẻ tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đó. Rất là ngon lành luôn. Một thùng này là 20 gói là 140 này. Một thùng này là 20 gói 140, còn mua lẻ thì sẽ là 80.000 10 gói nhá. 80.000 một gói, còn mua lẻ nữa thì 10.000 một gói. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi lau nhà, thì cái này bên em bán rất là nhiều rồi. Thì em lên nhanh thôi. Đấy. Các bác lên cho em cái mẫu này là nó là một cái mẫu đây. Đấy, cái này nó rất là tiện ích luôn, các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy vào đây cho em. Đó. Sau đó thì đây thì hàng này cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, đây rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn.
Đấy. Có bánh xe để các bác có thể đẩy đi này, bánh xe đẩy đi này. Có cho các bác là hai cái mút để lau luôn. Đấy, một cái mút bông, một cái mút len như này. Đó. Và bàn xoay, bàn xiếc rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần lắp vào là sử dụng thôi. Đây, lắp vào đây là sử dụng này. Và cái này có thể cho dài ra như này này. Đấy. Xoay xiếc rất là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là một cái mã sản phẩm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây. Đấy, tay nắm các thứ cầm rất là ngon nhá. Đây. Con này thì dùng rất là tuyệt vời luôn. Mã này thì các bác lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá của nó sẽ là 250.000. Con này thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Dùng rất là thích luôn, thùng lau nhà 250.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu chổi tách nước này. Con này thì các bác cũng lắp vào cho em. Đó. Đây. Nó có ba cái đoạn tay cầm như này. Đấy, các bác cho vào đây, mình xoay là nó sẽ tự tách nước cho các bác luôn. Thì con này lên cho em là chổi tách nước nhá, chổi tách nước. Giá của nó sẽ là 180.000 thôi. Lên cho em là chổi tách nước 180.000. Đây. Đấy, lắp vào nó đúng như trên hình như này các bác này. Đây. Lắp vào khi các bác lau nó sẽ tách nước cho các bác luôn. Đấy, nước bẩn nước sạch nó sẽ tách ra làm đôi rất là tiện ích luôn. Con này thì thùng của nó cũng rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, nó sẽ có quai sách như này rất là tiện luôn. Đấy, tách nước xong thì nước bẩn nó sẽ xuống dưới thì các bác xả ra cái khay này cho em. Lên cho em là chổi tách nước nhá. Giá của nó sẽ là 180.000. 180k thì cái mẫu chổi tách nước như này. Tiếp theo thì các cái mẫu đồng hồ thì bên shop lại tiếp tục về. Cái này kiểm tra chưa? Đúng loại hết rồi gì? Con này thì sẽ là đồng hồ hả? Con này sẽ là đồng hồ cơ La Mã nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã này. Con này giá của nó sẽ là 470.000. Đó. Đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã như này. Đấy, automatic tự động, hàng siêu đẹp luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Giá sẽ là 470k nhá. 470.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Đấy, đồng hồ cơ La Mã này. Đấy, cơ La Mã nhá. Giá sẽ là 470k này. 470.000 cho con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex giá của nó sẽ là 300.000. Em sẽ có cùng một con mặt đen và một con mặt vàng. Đấy, một con mặt đen, con mặt vàng như này. Giá sẽ là 300k. Bên em bao ship đến tận nhà. Con này thì đồng hồ này nó sẽ là dòng chạy pin nhá, chạy bằng pin. Đó, đồng hồ Rolex. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 một con. Có mặt đen, mặt vàng không nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là con đồng hồ Orin nhá. Đấy, con đồng hồ Orin như này. Con này thì 260.000. Đó. Con này các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá. Đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 cho con đồng hồ SK như này. Các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy, SK Orin giá sẽ là 260.000. Con này thì siêu đẹp luôn. Đó, siêu đẹp luôn. Cũng chạy bằng pin nhá. Có đầy đủ giờ giấc, lịch các thứ đàng hoàng cho các bác luôn. Giờ lịch các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì sẽ là 260.000. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. SK giá sẽ là 260k nhá. 260.000 một chiếc. Đó, thì bên em đang có 3 mẫu đồng hồ như vậy, 4 mẫu đồng hồ như vậy các bác nhá. Đây, đồng hồ Rolex này, Rolex mặt đen mặt vàng nhá, mặt đen mặt vàng. Đó, 300.000, đồng hồ SK 260.000 và đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã thì sẽ là 470.000 cho con cơ La Mã như này. Đấy, 470.000 cho con cơ La Mã. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt chuột nhá. Xịt chuột của Nhật thì sẽ là 35.000 và xịt chuột của Thái thì sẽ là 45.000. Đấy, đều là dùng để xịt chuột hết nhá. Xịt chuột của Nhật là 35.000, xịt chuột của Thái là 45.000, chuyên để xịt chuột nhá. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Đây các bác quan sát này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau đầu này, 90.000 một hộp như này. Cũng là hàng của Nhật nhá, chuyên trị đau đầu. Bác nào bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. Thuốc trị đau đầu 90.000 một hộp nhá. Hàng của OTC của Nhật này. Đấy, 90.000 một hộp thuốc trị đau đầu nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con vòi nối nhá. Đấy, một con vòi nối như này giá sẽ là 70.000. Các bác về các bác xoáy vào các cái đầu nguồn nước cho em. Đó, có điều chỉnh các cái chế độ nước này. Đấy, lên cho em là vòi nối nhá. Giá sẽ là 70.000 cho một con vòi nối như này. Về xoáy vào cái đầu vòi nước này, các cái đồ vòi chậu rửa các kiểu này. Đó, để các bác có thể vừa ngót nghéo vừa tạo tia nước, 70.000. Tiếp theo thì sẽ là cái nước hoa. Các bác lên mã giúp cho em là nước hoa Dubai nhá. Nước hoa Dubai. Đấy, made in Dubai này. Một hộp này của nó thì sẽ là có 5 hộp nhỏ nhá. Một hộp sẽ có 5 hộp nhỏ như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000.
Đây nó sẽ là dòng nước hoa chiết, nó nhỏ và ít thôi. Đấy, nhưng mà mùi của nó rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu luôn nhá. Đó. 60.000 cho một 60.000 cho một lọ như này, một lọ này 60.000 cho một hộp này, một hộp này của nó sẽ là bao gồm là 5 lọ made in Dubai nhá. Đấy, lên cho em là nước hoa Dubai 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bút lông nhá, bút lông 20.000 3 cái và một hộp này là 10 cái là 50.000, 2 4 6 8 10. Hộp này 10 cái là 50.000. Đây, em đang viết đây, viết rất là ngon luôn các bạn này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bút lông, đây cái bút em đang viết đây. Đó, 20k nhá, 20k là bằng 3 cái này. Đó, và 50k là sẽ là bằng 10 cái luôn. 50k là 10 cái nhá, tức là một hộp này luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vật pickapon nhá. Đấy, 150.000 cho cái bộ vật pickapon như này. Đấy, để cho các bác chơi. Con này thì đa di năng. Đấy, không những là chơi một vật này thì sẽ có một đôi vật này. Đấy, chơi rất là ngon luôn nhá. Đấy, chơi rất là ngon luôn các bác thấy không? Để các bác chơi đánh rất là ngon luôn. Đó, 150.000 một bộ, bao gồm là hai vật và 4 quả cầu để các bác có thể thoải mái chơi với nhau rất là tiện ích luôn. Đấy, vật pickapon 150.000. Tiếp theo thì sẽ là cái con massage cổ vai gáy nhá, 320.000 cho con massage cổ vai gáy như này, 320k chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy này. Khi bật thì các bác giữ lì cho em nhá, giữ lì cái phím buồn này là nó sẽ chạy này. Đấy, chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy này. Còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấn một phát là nó tắt, còn khi bật thì giữ lì cho em. Các bác đeo vào cổ cho em nhá, đeo vào cổ, đeo vào vai và gáy cho em rất là tiện luôn. Massage cổ vai gáy 320.000. Tiếp theo nó sẽ là một con nồi cơm sáp nhá, nồi cơm sáp. Hàng thì nó sẽ có lô màu trắng, có lô màu đen. Giá sẽ là 500.000 một chiếc. Hàng của thương hiệu sáp của Nhật, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Nồi cơm sáp dùng cực kỳ là ngon luôn các bạn này. Đấy, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Sản phẩm thì sẽ kèm cho các bác là một cái khay hấp như này. Cáp các thứ đầy đủ luôn. Đấy, mâm thì rất là dày các bạn. Nồi siêu dày luôn, nồi siêu dày các. Nồi này của nó dày lắm, nồi dày chống dính nhá. Và cái chế độ của nó là nó sẽ là cái dòng mà nồi theo kiểu là nồi đất như này. Đấy, thì giữ nhiệt rất là tốt nhá. Đấy. Có âu đông gạo, có môi đàng hoàng. Đây, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Đó. Rất là ngon lành này các bác nhá. Đó. Thương hiệu sáp này. Đấy, lên cho em là nồi cơm sáp nhá. Giá sẽ là 500k. Đấy. 500.000 cho mấy em nồi cơm sáp như này. Nồi này dùng thì miễn chê luôn, rất là ngon lành cành đào luôn các bạn. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là nồi cơm sáp nhá. Giá sẽ là 500.000 cho một cái con nồi cơm sáp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo này. Đấy, đây nó sẽ làm con giá vo gạo như này. Đây. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000. Giá vo gạo inox 90.000. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30cm nhá, tính cái viền này nhá, phủ bì nhá. Đó. Khi các bác vo gạo thì gạo rót nước nó sẽ đọng ở đây rất là tiện ích luôn. Đấy, lên theo là giá vo gạo, giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì ổ điện xanh trắng nhá. Đấy, ổ điện xanh trắng đây. Con này thì rất là tiện luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 3 chân cắm USB và 6 ổ cắm này, 1 2 3 4 5 6. 3 chân cắm USB, 6 ổ cắm. Đây, có công tắc đóng ngắt rất là tiện luôn. Đó. 3 chân cắm USB luôn, rất tiện nhá. Lên mã giúp cho em là ổ xanh nhá. Giá của nó sẽ là đi lên cho em là ổ xanh trắng nhá. Ổ xanh trắng có lô thì về màu xanh, có lô thì về màu trắng. Lên cho em là ổ xanh trắng, giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái ổ cắm xanh trắng như này. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đuôi nhá. Con này thì về nhà các bác phải đấu dây nhá. Con này sẽ là 55.000. Còn con không đấu dây thì sẽ là 60.000 này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là đuôi hai đầu này. Đuôi hai đầu thì đuôi cảm biến hai đầu thì về nhà các bác xoáy vào cái quả bóng cũ, sau đó thì xoáy cái bóng mới vào đây là có cảm biến. Có người đi đến nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tát nhá, 60.000 nhá. Còn con này là 55.000. Con này thì về nhà các bác phải đấu dây nhá. Đấu dây cho em. Đấy, nó sẽ có sẵn dây ở đây, các bác phải đấu dây. Thì con này là 55.000. Các bác muốn mua loại nào cũng được, mua loại đấu dây cũng được mà mua loại sẵn được đều là đuôi cảm biến hết, cảm biến chuyển động nhá. 60.000 và 55.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lưỡi cắt sắt nhá. Đấy, lưỡi cắt sắt inox. Lưỡi bên em bán là lưỡi xịn, lưỡi đỏ. Còn nhiều chỗ họ bán cho các bác nó là cái dòng lưỡi xanh, lưỡi vàng thì nó rẻ hơn. Lưỡi đỏ này là hàng lưỡi đắt tiền nhất. Đây, kích thước của nó này, 107 x 1.2 x 16mm nhá. Hàng lưỡi đỏ cao cấp của Nhật nhá. Giá sẽ là bên shop bán theo combo nhá. Đấy. Mua lẻ sẽ là 70.000 một chục nhá, 70k trên 10 viên. Đấy. Còn là các bác mua theo combo thì nó sẽ là như sau. Đấy.
Mua combo thì một ví này là 25 viên. Đấy. 25 viên thì sẽ là đi 25 viên này. 25 viên. 25 viên thì sẽ là 130.000, 130k. Đấy. Còn nếu các bác mua là đi 50 viên. 50 viên thì giá của nó sẽ là 230.000 và bên em bao ship. Còn nếu mà mua 100 viên nhá, 100 viên thì nó sẽ là 100 viên một hộp thì nó sẽ là bán lẻ là sẽ là 7k một viên nhá. Đấy, còn mua 25 viên là 130 này. Đấy, 50 viên là 220.000 thôi, 220.000. 100 viên là đi 380.000 nhá, 380.000. Đấy, tính vào chỉ có 3.800 một viên thôi. Đấy, các bác mua là nếu 100 viên thì 3.800, nó còn mua lẻ sẽ là 7k. Và bên em bán là từ 33 lưỡi trở lên nhá. 3 lưỡi thì tính cho các bác là 20.000 3 lưỡi. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là cái máy mài gót chân nhá. Con này các bác chuyên dùng để mài gót chân rất là ngon luôn. Đấy. Đấy, đẩy lên cho em này. Mài gót chân này hoặc các cái phần tay các bác bị da khô nứt nẻ này. Đấy, da bị khô này. Đấy, bong chốc này. Các bác mài đi cho em, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Mài này, đấy các bác thấy không? Các cái phần chân của các bác bị khô nứt nẻ mài đi cho em rất là ngon luôn. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào. Có kèm củ sạc các thứ, dây sạc rồi thêm một viên đá nữa. Đó, giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đấy, 90.000 cho một con máy mài gót chân như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia con dao. Các bác lên mã giúp cho em đó là con thái lỗ này, hàng của thương hiệu Kai của Nhật đây. Đấy, Kai made in Japan này. Đó, đây, rất là xịn sò luôn. Lên cho em là dao thái lỗ nhá. Con này thì siêu bén rồi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Một con dao thái lỗ như này giá chỉ có cho các bác là đi 120.000 thôi. 120.000 cho con dao thái lỗ như này. Dao rất bén và ngon luôn. Dao thái lỗ 120k. Rồi, ok.